Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 81. Hừ, Tư Không Phi Tinh không có xuất toàn lực, nếu không Diệp Thần hẳn phải chết. Diệp Thần cũng không có xuất toàn lực, Diệp Thần vẫn là thần vương cảnh lúc liền tiêu diệt hợp đạo cảnh cường giả, ta luôn cảm giác, hắn liền tiên tôn cũng có thể tùy tiện chém chết. Tử Ngưng, ngươi không nên ăn nói lung tung, thằng nhóc kia mới vừa rồi một kích kia có phải hay không toàn lực ra tay ngươi không nhìn ra được sao? Hắn còn có thủ đoạn. À, Diêm Hiểu Huyên cười trêu nói, ngươi thật giống như rất coi trọng cái này Diệp Thần, còn có thủ đoạn. Thủ đoạn gì, trên giường thủ đoạn sao? Thằng nhóc này lớn lên ngược lại là đẹp đẽ, xem ra, ngươi đã thử qua. Thường ngày nếu như Diêm Hiểu Huyên như vậy làm trò đùa, Tử Ngưng nhất định sẽ châm biếm lại, nhưng mà, làm Tử Ngưng nghe được Diêm Hiểu Huyên nói sau này, lại chẳng biết tại sao Ngọc Diện ửng đỏ, tức giận nói, ngươi. Ngươi nói cái gì vậy, ngươi biết ta không là loại nữ nhân đó. Tử Ngưng vậy ý thức được mình biểu hiện được có chút không bình thường, lúc này nói tránh đi, dù sao lập tức phải đến Long Môn hội họp lớn, đến lúc đó Diệp Thần chắc sẽ tham gia, nếu ngươi như thế không phục, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một tràng. Diêm Hiểu Huyên ngay tức thì hứng thú, sau mặt nạ vậy đôi xinh đẹp trong mắt lóe lên ánh sáng, lập tức cầm Tử Ngưng mới vừa rồi biểu hiện ném ở sau ót gật đầu liên tục nói. Được, đánh cuộc như thế nào? Ta đối với bên trong tay ngươi cái đó vòng ngọc có ý tưởng rất lâu rồi. Liền đánh cuộc Diệp Thần và Tư Không Phi Tinh hạng như thế nào? Tử Ngưng mỉm cười nói. Ha ha ha, thằng nhóc này thiên phú khá hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Chỉ là hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên mà thôi, khoảng cách Long Môn hội họp lớn không tới nửa năm, hắn có thể tăng lên đi nơi nào, ngươi cái đó vòng ngọc là của ta. Ta đối với hắn có lòng tin. Tử Ngưng tà tà nhìn Diêm Hiểu Huyên nói, bất quá, ngươi nếu bị thua, ngươi được. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên gần sát Diêm Hiểu Huyên bên tai, nhẹ giọng mật ngữ. Diêm Hiểu Huyên nghe xong, lắc đầu liên tục nói, không được. Cái này không được. Tử Ngưng lấy ra một quả tản ra sáng chói huy hoàng vòng ngọc nhàn nhạt nói, ai yêu, nói hồi lâu, ngươi vẫn là sợ thua hả? Ta cái này chiếc vòng làm sao tốt như vậy thấy thế nào? Đáng tiếc thuộc tính và ta không quá tương xứng. Ngươi nói, ta muốn không muốn cầm đi trao đổi một người cùng cấp đồ trang sức dùng. Được, ta cá, Diêm Hiểu Huyên cắn răng nói. Tử Ngưng nghe vậy, lộ ra hồ ly giống vậy nụ cười giảo hoạt. Diệp Thần trở lại trong phòng sau đó, lấy ra một viên thuốc ăn vào, bắt đầu chữa thương. Hắn vốn định dùng độ hóa thần vương đạo chữa thương, nhưng phát hiện 6 cái thần vương nói. Thật giống như xuất hiện một tia vấn đề. Hắn thử nghiệm phóng thích 6 cái thần vương đạo. Nhưng mà, 6 cái thần vương đạo lại không có đảm nhiệm phản ứng gì, cẩn thận tra xem, lại là phát hiện hữu nhàn nhạt tinh thần ánh sáng bao trùm. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn từ thần vương cảnh đột phá đến hỗn nguyên cảnh, là đang chiến đấu đột phá. Hơn nữa, hắn cảnh giới cảm giác và vậy linh võ đại lục võ giả có rất lớn khác biệt. Hoặc giả là bởi vì luân hồi huyết mạch duyên cớ, hắn tốc độ đột phá cực kỳ chậm. Nhưng là một khi đột phá, hắn liền có thể hưởng thụ cao nhất chỗ tốt, còn có vượt cấp giết địch vốn. Lần này đột phá đến hỗn nguyên cảnh, lại không có bất kỳ dị tượng. Thậm chí liền lôi kiếp cũng không có. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói 6 cái thần vương đạo cũng nên lột xác. Nhưng là, lại không có. Hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn vậy ánh sao bao trùm 6 cái thần vương nói, trong lòng mơ hồ cảm giác đây là 6 cái thần vương đạo ở lột xác. Thiếu thời cơ. Ngay tại lúc này, Tiêu Diêu thần quân thanh âm truyền tới, chuyện này, ta cũng một mực nghi hoặc, ta gần đây mới nghiên cứu rõ ràng. Diệp Thần ngẩn ra, vội vàng hướng Tiêu Diêu thần quân nói, rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề. Tiêu Diêu thần quân sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần. Mới nói, bởi vì ngươi luân hồi huyết mạch. Luân hồi huyết mạch là thế gian cường đại nhất huyết mạch, vậy là khó khăn nhất lấy lột xác huyết mạch, ta chỉ từ trong truyền thuyết nghe qua. Hơn nữa, ta còn nghe nói, luân hồi huyết mạch người, mỗi một lần đột phá lớn cảnh cũng sẽ dẫn động thiên địa dị tượng. Thức tỉnh huyết mạch vượt hoàn toàn, phản hồi lại càng lớn. Đây cũng là muốn ngươi gia nhập Huyền Nguyệt Tông, nghĩ biện pháp đạt được luân hồi huyền bia nguyên nhân. Mà bây giờ thần vương đạo vấn đề hẳn ở chỗ, ngươi cũng không có chân chính bước vào hỗn nguyên cảnh.
ngươi còn thiếu một bước cuối cùng. Ở linh võ đại lục mọi người nhìn lại, ngươi bây giờ xác thực có hỗn nguyên cảnh tầng trời một hết thảy dấu hiệu. Nhưng là cái này nhằm vào là linh võ đại lục võ giả. Cũng không nhằm vào luân hồi huyết mạch người. Ngươi còn thiếu một bước cuối cùng. Như bước ra bước này, ngươi sáu cái thần vương đạo tất nhiên hoàn toàn lột xác. Lại là sẽ dẫn động diệt thế vậy lôi kiếp. Diệp Thần ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới mình lại như thế chăng cùng. Hắn do dự mấy giây, kiên định nói, vậy ta tiếp theo nên làm cái gì? Bước cuối cùng này rốt cuộc là cái gì? Tiêu Diêu Thần Quân một bước bước ra, đi tới Diệp Thần trước người, con ngươi nghiêm túc, bước cuối cùng này, ta cảm thấy ở chỗ luân hồi huyền bia. Ngươi luân hồi huyết mạch, thức tỉnh quá chậm. Chỉ có luân hồi huyền bia, mới có thể kích thích hết thảy. Ngươi phải mau sớm đến gần Tử Ngưng. Tử Ngưng, Huyền Nguyệt Tông, thậm chí còn luân hồi huyền bia, nhất định có liên quan nào đó. Diệp Thần bừng tỉnh, gật đầu một cái. Nhưng là Tử Ngưng cửa đột phá, vẫn là vấn đề. Ta sẽ mau sớm nghĩ biện pháp đạt được luân hồi huyền bia. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, lại hỏi, nếu như ta lấy tánh mạng tương bác, ta cùng Tư Không Phi Tinh thắng bại như thế nào? Tiêu Diêu Thần Quân trầm ngâm chốc lát nói, vậy nhỏ sợ không đơn giản, nếu như ta không ra tay, 28 mở đi, ngươi 2, Tư Không Phi Tinh 8, nếu như ngươi một lòng cùng hắn lấy mạng đổi mạng, thì có 40% cơ hội cầm hắn đổi. Nếu như ác ma mắt ra tay, ngươi 10, hắn linh. Chỉ tiếc, ác ma mắt còn đang ngủ say. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống nói, xem ra ta thực lực còn chưa đủ. Hắn vốn cho là mình có thể vô địch tại hợp đạo cảnh dưới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải đối thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhẹ phun một ngụm khí, thì phải lập tức bắt đầu tu luyện, hắn không muốn lãng phí bất kỳ thời gian, hắn phải trở nên mạnh. Có thể nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, tiếp theo, vang lên một cái vui vẻ giọng nữ nói, Diệp đại ca, người thế nào, thương thế khôi phục sao? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi về phía cửa. Hạnh Nhi, ta không sao, hắn nhìn Ngô Hạnh Nhi mặt đẹp, gặp Ngô Hạnh Nhi muốn nói lại thôi dáng vẻ, có chút kỳ quái, Hạnh Nhi đây là thế nào? Ngô Hạnh Nhi do dự hồi lâu, vẫn là nói, lập tức muốn gia nhập tông môn, vậy phải rời khỏi Diệp đại ca, ta muốn mời Diệp đại ca ăn bữa cơm, nhưng là... Diệp Thần biết Ngô Hạnh Nhi muốn nói cái gì, gật đầu một cái, ta vừa vặn không có sao. Cùng đi. Hai người đi ở trên đường, dẫn được người ngoài ném tới ánh mắt hâm mộ. Lam Hy Thành so Đăng Thiên Thành sầm uất rất nhiều, có rất nhiều Đăng Thiên Thành không có mới lạ đồ chơi, Ngô Hạnh Nhi và Diệp Thần nơi này nhìn một chút nơi đó xem, liền liền Diệp Thần cũng đắm chìm trong cái này ung dung thư thích trong bầu không khí, tạm thời quên mất linh võ đại lục lên tàn khốc và hiểm ác. Có thể thực tế, nhưng tựa như không muốn để cho Diệp Thần có chốc lát buông lỏng. Một nhà tử lầu 3 tầng, ngồi hết mấy sắc mặt kiêu hoành người tuổi trẻ, cái này mấy người khí tức trên người đều không coi là yếu, là Lam Hy Thành bên trong cao cấp nhất mấy vị công tử ca. Trong đó có 3 người, bị những người khác chúng tình ủi tháng vậy vây ở trong, 3 cái đều là khí độ bất phàm, hơi thở ở những người tuổi trẻ này là mạnh nhất, giơ tay nhấc chân gian đều có nhàn nhạt uy thế. Bọn họ chính là Lam Hy Tứ Thiếu ở giữa 3 người, Trần Như Phong, Lưu Trấn Võ và Lý Minh Hiền. Mà Lam Hy Tứ Thiếu ở giữa một người khác, chính là Phương Thông. Trần Như Phong nói, các người có nghe nói hay không, Phương Thông bị đả thương, còn tổn thương rất thảm. Nghe nói, Lưu Trấn Võ mặt hiện khinh thường, tên phế vật kia, ta cảm thấy hắn nếu không phải dựa vào cha hắn, căn bản không tư cách và chúng ta đặt song song Lam Hy Tứ Thiếu một trong, thật ném người chúng ta. Lam Hy Thành chủ Phương Thiên rất mạnh, là Lam Hy Thành ở giữa người mạnh nhất. Tu vi cực kỳ khủng bố. Thậm chí có lời đồn đãi, Phương Thiên âm thầm đã sớm đột phá. Bất quá ở Lưu Trấn Võ xem ra, Phương Thông thực lực, cũng có chút không đủ nhìn. Lý Minh Hiền phe phẩy quạt giấy nói, quả thật như vậy, Phương Thông ở bên ngoài mất mặt, chúng ta mấy người cũng có thể bị người coi thường. Bất quá, chấm, Trần Như Phong lại nói, Phương Thông bị đả thương, Phương Thành chủ lại không có truy cứu. Có thể những người đó có chút bối cảnh đi, Lý Minh Hiền lơ đễnh, bởi vì Lam Hy Thành vị trí quan hệ, thỉnh thoảng sẽ có thế lực lớn con em đến, cho dù là Lam Hy Thành chủ, vậy có rất nhiều người là không chọc nổi. Lưu Trấn Võ hử lạnh nói,
vẫn là lấy thực lực nói chuyện, những đại thế lực kia người, vậy sẽ không nhúng tay tiểu bối chuyện, cho nên nếu như Phương Thông quá mạnh, cầm đối phương đánh bại, đối phương người sau lưng giống vậy cũng sẽ không truy cứu, nói cho cùng, Phương Thông chịu nhục, vẫn là mình quá yếu. Lý Minh Hiền vậy ánh mắt nhỏ tránh nói, xem ra, là phải thật tốt gõ một cái Phương Thông. Linh võ đại lục chính là như vậy, người yếu thế, sẽ bị khi dễ. Mà lúc này, Phương Thông đang mặt âm trầm, đi ở Lam Hy Thành trên một con đường, hắn thần hồn bị thương nhẹ, đi qua chữa trị đã khỏi rồi. Vốn định vận dụng phủ thành chủ thế lực đi tìm mấy người kia trả thù, nhưng là lại bị phụ thân cho biết mấy người kia vào thành lúc không có hiển lộ thân phận, cho nên không có nói cho hắn, thật ra thì cái này mấy người đến từ Thiên Hoàng Tông, giống vậy không chọc nổi. Vì vậy, hắn còn bị Phương Thiên Thúi mắng một trận. Phương Thông sau khi khỏi hẳn, vậy không mặt mũi trở về tìm Diệp Thần mấy người, Thiên mới không có kết giao với, còn Bình Trắng bị làm nhục bị đả thương, chuyện này truyền ra, mình danh tiếng có thể lớn hơn bị ảnh hưởng. Đây là, hắn đột nhiên thấy Diệp Thần và Ngô Hạnh Nhi đâm đầu đi tới, Phương Thông sắc mặt hơi có vẻ hốt hoảng, không biết Diệp Thần sẽ như thế nào đối đãi mình, hắn cơ hồ đã nghĩ được Diệp Thần đối với mình phớt lờ không để ý tới thậm chí lên tiếng giễu cợt dáng vẻ. Bất quá nếu đụng phải, vẫn là mạnh trống lên nụ cười, nhắm mắt lại đi và Diệp Thần chào hỏi, Diệp huynh, Ngô cô nương, trùng hợp như vậy à? Diệp Thần mỉm cười nói, Phương huynh, ta và Hạnh Nhi đang dự định tìm một chỗ ăn cơm, có đề cử địa phương sao? Phương Thông sững sốt một chút, Diệp Thần đối đãi mình thái độ quá tốt, lại để cho hắn có chút cảm giác được yêu mà sợ. Đây là chuyện gì xảy ra, mình thất lạc người lớn như vậy, vẫn còn cho Diệp Thần và Long Huyền rước lấy phiền toái, Diệp Thần lại vẫn như thế đối đãi mình. Chẳng lẽ đây chính là Huyền Nguyệt Tông đệ tử phong độ sao? Phương Thông cảm giác mình cảm động nhanh hơn muốn khóc, lúc này tinh thần chấn động, mặt đầy gió xuân nói, Diệp huynh chuyện này quấn ở trên người ta, ta mang ngươi đi một nhà ta thường đi nhà hàng, nghe nói khách sạn đầu bếp tay nghề cực kỳ liền được. Căn bản không phải Lam Hy Thành như vậy nhỏ trong thành nhà hàng có thể so sánh, Lam Hy Thành bên trong có chút thân phận người đều thích đi nơi đó dùng cơm, ta ở ba tầng có một cái cố định phòng riêng, ta mang Diệp huynh quá khứ như thế nào? Diệp Thần nhìn một cái Ngô Hạnh Nhi, gặp Ngô Hạnh Nhi đối với Hoàng Thành rượu và thức ăn cũng là tràn ngập tò mò, lúc này gật đầu nói, được, vậy làm phiền Phương huynh, nếu như chưa ăn qua cơm, và chúng ta ăn chung đi, ta mời khách. Phương Thông liền vội vàng khoát tay nói, ta ăn rồi, hơn nữa ta là chủ nhà, sao dám để cho Diệp huynh mời khách, dĩ nhiên là do ta trả tiền, Diệp huynh và Ngô cô nương thật tốt hưởng dụng là được. Diệp Thần cũng không có hơn từ chối. Mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn Phương huynh. Phương Thông mừng rỡ, Diệp Thần đây là lĩnh mình tình liền à, trước khi buồn rầu quét một cái sạch, không nghĩ tới đi ra đi dạo cái đường phố đều có thể gặp được loại này chuyện tốt, lại và Diệp Thần leo lên một chút giao tình, ngẩng đầu dạo bước đi Ngọc Các Tửu Lâu đi tới. Ngọc Các Tửu Lâu lầu 3, Lý Minh Hiền các người đang thương thảo như thế nào gõ Phương Thông một chuyện, một người thiếu nữ ăn mặc đồ nha hoàn đột nhiên đi tới. Ở Lý Minh Hiền bên tai dỉ tai mấy câu. Lý Minh Hiền ánh mắt sáng lên, đối với hai người khác cười nói, Phương Thông tới nơi này, còn mang một nam một nữ, hai người đó đều là hỗn nguyên cảnh rác dưới. Lưu Trấn Võ khinh miệt nói, Phương Thông bây giờ luân lạc đến loại này. Và rác dưới phối hợp chung một chỗ. Lý Minh Hiền nói, cô kia ngược lại là một đại mỹ nữ, Phương Thông có thể đánh nàng chủ ý đâu, cho nên phải mang nàng tới nơi này. Trần Như Phong âm lãnh cười một tiếng, vậy chúng ta là không phải muốn giúp hắn một chút à? Lý Minh Hiền cười lạnh nói, cùng là Lam Hy tứ thiếu, nhất định là phải giúp. Phương Thông mang Diệp Thần hai người đi tới liền Ngọc Các Tửu Lâu dưới lầu, cười nói. Diệp huynh, cái này là chính là ta nói vậy gian Tửu Lâu. Diệp Thần nhìn lướt qua, Tửu Lâu này sửa sang rộng lớn thở mạnh, vô hình chung thì có một cổ quý khí. Hơn nữa trong Tửu Lâu mơ hồ tản ra mùi thơm. Để cho Diệp Thần cũng đối với Tửu Lâu này thức ăn có chút mong đợi, quả thật không phải Lam Hy Thành bên trong những thứ khác nhà hàng có thể so sánh. Hắn gật đầu nói, rất tốt, quả thật có chỗ độc đáo. Phương Thông mặt hiện vui mừng, xem ra Ngọc Các Tửu Lâu hay là để cho Diệp Thần hài lòng. Mấy người trực tiếp đi lầu 3 đi tới, lầu 3 cửa thang lầu lại có hai người canh giữ, hiển nhiên không phải vậy quý khách có thể lên.
bất quá bọn họ thấy Phương Thông, đều là mặt đầy tươi cười dáng vẻ. Nhưng mà, làm Phương Thông mang Diệp Thần và Ngô Hạnh Nhi đi lên lầu 3, chuẩn bị đi mình phòng riêng đi tới lúc, lại có ba người chắn trước người, cười mỉa nhìn hắn. Chính là Lý Minh Hiền ba người. Phương Thông mặt liền biến sắc nói, Minh Hiền, có chuyện gì không? Lý Minh Hiền cười nói, Phương Huynh à, không có chuyện thì không thể ôn chuyện một chút sao? Nghe nói ngươi ngày hôm qua bị người đánh, còn đánh được rất thảm, chúng ta làm anh em, nhất định phải quan tâm một chút ngươi à, ngươi nói có đúng hay không? Phương Thông mặt hiện vẻ giận, cái này Lý Minh Hiền bây giờ ngay trước Diệp Thần đám người mặt nhắc tới mình bị đả thương chuyện. Rõ ràng trong lòng không ý tốt, muốn cho mình mất thể diện. Quan tâm, sớm mẹ hắn đi làm gì? Bất quá Phương Thông lại không có phát tác, Lý Minh Hiền bối cảnh không thể so với hắn kém, trọng yếu hơn chính là, Lý Minh Hiền thực lực so mình mạnh rất nhiều. Hơn nữa, Trần Như Phong và Lưu Trấn Võ, cũng đã tỏ rõ lập trường, chỉ là Lý Minh Hiền một cái mình cũng xa xa không phải là đối thủ, hơn nữa hai người khác, thật muốn động thủ, mình kết quả. Sợ rằng sẽ rất khó khăn xem. Lưu Trấn Võ vuông vắn thông mặt lộ vẻ giận nhưng lại không nói lời nào, cười lạnh nói, Phương Huynh, chúng ta quan tâm ngươi, ngươi đó là cái gì sắc mặt à? Ngươi nói à, ngươi không đem ngươi bị hành hung bị làm nhục quá trình tường tế tế nói ra, chúng ta làm sao giúp ngươi đâu? Phương Thông nghe vậy, sắc mặt biến đổi tái biến, cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận, trầm giọng nói, không nhọc mấy vị phí tâm, ta đã không sao. À, Trần Như Phong cười nói, xem ra Phương Huynh là không đem chúng ta làm bằng hữu à. Nhưng mà, coi như ngươi không đem chúng ta làm bạn bè, chúng ta cũng không thể bất kể, dẫu sao một mình ngươi mất thể diện cũng được đi. Nhưng mà, chúng ta Lam Hy tứ thiếu danh tiếng, nhưng bởi vì ngươi bất lực mà trở nên kém à, Phương Huynh, ngươi nói, cái này nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không nên cho chúng ta một câu trả lời? Phương Thông hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới, trong ngày thường Sương Huynh gọi đệ mấy người, liền bởi vì mình một lần chịu nhục, thì phải liên hiệp chèn ép, lật đổ mình. Mình đã lần nữa nhẫn nhịn, bọn họ còn muốn thế nào? Nhưng là, hắn coi như bây giờ muốn đi, vậy không đi được, mình là mang Diệp Thần và Ngô Hạnh Nhi tới ăn cơm, nếu như xoay người rời đi, hiển nhiên Lý Minh Hiền mấy người mục tiêu, thì sẽ thả ở Diệp Thần trên hai người. Ngay tại Phương Thông chuẩn bị mở miệng trước cho mấy người nói xin lỗi, mang Diệp Thần bọn họ đi trước lúc rời đi, hắn sau lưng, vang lên một cái thanh âm đạm mạc. Chó giỏi không cản đường, chúng ta là cùng nhau tới ăn cơm, cần gì phải để ý mấy con chó sủa bậy. Mấy người nghe vậy, đều là sững sốt một chút, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Thông sau lưng Diệp Thần. Cái này rác dưới đang nói gì? Là đối với mình mấy người ta nói. Không nghe lầm chứ. Phương Thông lại là mặt liền biến sắc, lật đật quay đầu hướng Diệp Thần nháy mắt ra dấu. Lúc ấy, hắn ở chữa khỏi thời điểm cũng không có thấy được Diệp Thần và Tư Không Phi Tinh quá trình chiến đấu, hắn đối với Diệp Thần thực lực cũng không được rõ. Trong ý nghĩ của hắn, Diệp Thần coi như yêu nghiệt đi nữa, vậy nhiều nhất có thể đánh bại Lưu Trấn Võ trong ba người một người, đồng thời khiêu khích ba người. Đó không phải là muốn chết sao? Diệp Thần là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, nếu như bởi vì mình mà bị Lý Minh Hiền các người dạy dỗ, mất hết mặt mũi dưới tình huống khó bảo toàn không liền mình cùng nhau ghi hận, như vậy chẳng những không có kết giao với Diệp Thần, phản đắc tội liền hắn. Mặc dù trong chốc lát có thể đối với mình không có ảnh hưởng gì, nhưng là tương lai đâu. Diệp Thần thân là đại tông môn đệ tử, chỉ cần không ra ngoài dự liệu thực lực vượt qua mình là tất nhiên, khi đó, mình còn có thể chịu đựng Diệp Thần lửa giận sao? Lưu Trấn Võ nhìn lướt qua Diệp Thần, đối Phương Thông cười lạnh nói, Phương Huynh, ta xem ngươi coi như không đem chúng ta làm bạn bè, vậy chưa đến nỗi và như vậy rác dưới phối hợp chung một chỗ chứ. Ngươi xem, bây giờ loại rác dưới này đối với chúng ta Lam Hy Tứ Thiếu cũng dám nói chuyện như vậy. Có phải hay không ngươi và hắn đi được quá gần, để cho hắn sinh ra chúng ta Lam Hy Tứ Thiếu đều cùng ngươi như nhau có thể tùy tiện làm nhục ảo giác. Nói xong lời cuối cùng. Lưu Trấn Võ thanh âm băng hàn, lộ ra sát cơ. Im miệng, Phương Thông khẩn trương nói, làm nhục mình coi như, mình còn có thể nhẫn, chọc tới Diệp Thần, chỉ sợ cũng không có cách nào thu chàng. Mấy người lại là sững sốt một chút, Phương này thông lại như vậy không tán thưởng, dưới tình huống này còn làm cho này nhỏ rác dưới đắc tội mình các người.
Phương Thông gặp mấy người sắc mặt càng ngày càng khó xem, cũng không đoái hoài được những thứ khác, trực tiếp hô, vị này Diệp huynh là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, há cho ngươi cùng làm nhục. Lời này vừa nói ra, Trần Như Phong, Lưu Trấn Võ, Lý Minh Hiền sắc mặt đều là biến đổi, đặc biệt là Lưu Trấn Võ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này sau lưng lại là Huyền Nguyệt Tông. Làm sao có thể? Loại này đại tông môn nhưng mà không cho làm nhục, coi như cái này rác dưới nhỏ yếu, nghĩ đến hắn những cái kia đồng môn. Lưu Trấn Võ trên trán đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Ba người yên lặng chốc lát, Lý Minh Hiền đột nhiên cười nói, Diệp huynh, thứ lỗi, bất quá. Hắn nhìn về phía Phương Thông, mới vừa rồi Diệp huynh lời nói, có phải hay không hơi quá đáng. Ngươi thành tựu Diệp huynh bằng hữu, không bằng. Lý Minh Hiền đột nhiên thu nụ cười lại, lạnh lùng nhìn Phương Thông nói, ngươi thay Diệp huynh hướng chúng ta nói xin lỗi như thế nào. Quỳ xuống nói xin lỗi là được. Huyền Nguyệt Tông tuy mạnh, có thể Diệp thần cũng chỉ có hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên tu vi, không dám động hắn bất quá là lo lắng thế lực sau lưng hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng là, bọn họ Lam Hy tứ thiếu, cũng không phải có thể tùy tiện làm nhục, hắn để cho Phương Thông quỳ xuống, một mặt là gõ Phương Thông, một mặt là ở Diệp thần trước mặt lập uy. Chỉ cần không trực tiếp đối với Diệp thần ra tay, coi như là Diệp thần trong tông môn đồng bối, vậy không thể xuất thủ, còn như tương lai Diệp thần như thế nào, mấy người lại là không lo lắng, bọn họ thực lực ví dụ thông mạnh rất nhiều. Cũng tự cho rằng là thiên chi kiêu tử, không nhận là thất bại cho Diệp thần. Phương Thông đây là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cũng có mình kiêu ngạo, Lý Minh Hiền thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Ngay tại hắn không để ý hết thảy muốn cùng Lý Minh Hiền trở mặt lúc. Một đạo tàn ảnh vạch qua. Sau đó, bót, một tiếng, một cái bạt tai vô cùng thanh thúy. Mà Lý Minh Hiền trên mặt lại là xuất hiện một đạo màu đỏ trưởng ấn. Thậm chí bởi vì đợt khí duyên cớ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Quỷ dị nhất là, Lý Minh Hiền trước mặt, đứng một người thanh niên. Cái này người thanh niên là Diệp Thần. Ta không thích động thủ, nhưng là có chút thời điểm, động thủ là đơn giản nhất giải quyết vấn đề phương thức. Đi thôi, chúng ta đi lên lầu ăn cơm, coi như là cho Hạnh Nhi thực hiện. Mây thưa gió nhẹ chỉ có Diệp Thần. Chung quanh vô số người trợn to hai mắt. Căn bản không nghĩ tới lại có người như vậy cuồng ngông. Thậm chí liền Lý Minh Hiền cũng thuộc về mộng trạng thái. Lưu Trấn Võ trước nhất kịp phản ứng, lúc này quát to, phế vật ngươi tự tìm cái chết. Theo thanh âm, hắn toàn thân uy thế bùng nổ, toàn lực một quyền đánh về phía Diệp Thần, không khí hí, quyền phong gào thét. Phương Thông sắc mặt quính lên, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Mà Diệp Thần... chỉ là tùy ý giơ tay lên. Bành! Một tiếng rên, Lưu Trấn Võ thân thể đổ bay ra, ra quyền tay phải bị chấn động được nát, hiển nhiên đã không giữ được. Oanh! Lưu Trấn Võ thân thể đụng vào tửu lầu trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nhà hàng đều là một hồi đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Trần Như Phong nán lại, tỉnh hồn lại Lý Minh Hiền nán lại, Phương Thông vậy nán lại. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Diệp Thần tùy ý giơ tay lên một cái, liền đỡ được Lưu Trấn Võ toàn lực một quyền, còn nghĩ Lưu Trấn Võ trọng thương. Ta ngày hôm nay vốn là không muốn thấy máu, Diệp Thần sắc mặt băng hàn một phiến, nếu các ngươi hư lòng của ta, liền được trả giá thật lớn, các ngươi hai cái, thích để cho dưới người quỳ. Diệp Thần ánh mắt quét về phía Lý Minh Hiền và Trần Như Phong, hai người trong lòng run lên, cũng lui về phía sau nửa bước. Như vậy. Cho ta quỳ ở nhà này cửa tử lầu, cho đến chúng ta dùng cơm kết thúc. Cùng lúc đó, Linh Võ Đại Lục một nơi truyền tống trận, ánh sáng lóe lên. Sau đó một đôi màu máu dữ tợn bàn tay đột nhiên xuất hiện. Dần dần, một đạo chật vật bóng người leo lên. Đó là một cái vô cùng tang thương thêm dữ tợn to lớn người đàn ông. Hắn quanh thân tất cả đều là vết thương. Khí tức trên người cực kỳ rối loạn. Hắn con ngươi là màu đỏ, giống như lạnh như băng máu. Dữ tợn người đàn ông nhìn một cái chung quanh, đột nhiên âm u cười. Hắn vậy từ tính mà lại không có nhiệt độ thanh âm giống như ma quỷ. Diệp Thần, ngươi nhất định không nghĩ tới ta còn sống đi. Huyết minh cải tạo ta, vốn cho là ta là đối phó ngươi lớn nhất vũ khí,
vốn cho là ta sẽ trở thành là bọn họ con rối. Nhưng là, bọn họ nghĩ lầm rồi. Ta Lâm Tuyệt Long chưa bao giờ sẽ trở thành là người bất kỳ con rối. Những cái kia thằng đáng chết đều trở thành ta hiến tế. Không quá ta phải cảm tạ bọn họ, nếu như không có những người đó, ta làm sao có thể có tư cách bước vào Linh Võ Đại Lục. Ở huyết minh trong cấm địa, ta cũng phát hiện năm đó Côn Lôn Hư bí mật. Côn Lôn Hư xa không có đơn giản như vậy, ha ha. Đột nhiên, tiếng cười hoàn toàn mà thôi. Một hồi gió lạnh mà qua, bên ngoài truyền tống trận một tấm truy nã bức họa phiêu rơi xuống. Đó là hồn điện lệnh truy sát. Bức họa bên trong là một người thanh niên. Tên Diệp Thần. Lâm Tuyệt Long gắt gao nhìn chằm chằm vậy bức vẽ xem, quanh thân sát khí bùng nổ. Vô số rối loạn lực lượng bùng nổ. Không gian truyền tống trận lại xuất hiện một đạo liệt ngân. Rồi sau đó, Lâm Tuyệt Long phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần, lại là ngươi Diệp Thần. Bởi vì ngươi, ta thay đổi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lần này, ta sẽ để cho ngươi hối hận, ta sẽ nói cho tất cả mọi người, ta Lâm Tuyệt Long mới là mạnh nhất thiên tài. Gầm thét sau này, Lâm Tuyệt Long kéo nặng nề thân thể, hướng một phương hướng đi. Cái hướng kia là bức họa phía dưới, hồn điện miêu tả vị trí. Lâm Tuyệt Long thân thể lảo đảo lắc lư. Hắn nắm bức họa tay, nổi gân xanh. Có lẽ bởi vì tức giận, bức họa đã hóa là nghiền. Vô biên sát khí hướng bốn phương tám hướng lưu động. Hắn khí tức trên người rất cổ quái. Cổ quái đến cái này tựa hồ không phải võ giả nên có hơi thở. Hơn nữa trong cơ thể lực lượng cực kỳ rối loạn. Giống như, vô số loại bất đồng lực lượng hội tụ với nhau. Đây là huyết minh chế tạo hắn hậu di chứng. Nói chính xác, Lâm Tuyệt Long đã không phải là một người, càng giống như là một cái bị cừu hận tràn ngập máy móc. Hắn mỗi đi một bước. Chuyện cũ hiện lên trong lòng. Hắn vốn là cao cao tại thượng tồn tại, vẫy tay bây giờ là có thể quyết định người khác vận mệnh. Lại là hoa hạ như mặt trời ban trưa cao cấp thiên tài. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái đó 5 năm trước như trên đất nhuyễn trùng vậy trà đạp phế vật, lại trở về. Lại là đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Thậm chí ở đài võ đạo, vượt cấp trọng thương. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn chật vật bị huyết minh mang đi, nửa chết nửa sống. Huyết minh thậm chí không có đi qua hắn cho phép, cưỡng ép đem hắn bỏ vào một cái vô tận bóng tối quan tài đá. Quỷ dị trận pháp, lạnh như băng máu tươi, vô số mỗi ngày đêm đêm. Cùng hắn tỉnh lại, huyết minh đã không có ở đây. Vui mừng chính là, Lâm Tuyệt Long phát hiện hắn thân xác liền vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí hắn có thể hấp thu người khác tu vi và lực lượng. Hắn núp ở Côn Lôn Hư chỗ tối, hắn không ngừng lấy được Diệp Thần tin tức. Làm hắn biết Diệp Thần trở thành Côn Lôn Hư nắm giữ, hắn tức giận. Hắn dữ tợn. Hắn không ngừng hấp thu người khác lực lượng, dù là máu tươi của yêu thú. Hắn cảm thấy vị trí này hẳn thuộc về mình, mà không phải là tên phế vật kia. Làm hắn thực lực đủ, hắn liền từ địa phương tối tăm nhất bỏ ra, cưỡng ép phá vỡ linh thành cấm chế. Lại là chu diệt bất kỳ một người nào gặp qua hắn mặt cường giả. Hắn phát hiện mình càng ngày càng thích hắc ám. Hắn cấp cho Diệp Thần một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Một cái đủ để chí mạng ác mộng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn mượn linh thành một cái truyền tống trận đi tới Linh Võ Đại Lục. Hắn biết, trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, Lâm Tuyệt Long đi tới tọa độ trên bản đồ chi địa. Một tòa dáng vóc to màu đen kiến trúc. Đó là hồn điện một nơi phân đà. Tương tự đã từng Diệp Thần bị tiêu diệt hồn tộc. Lâm Tuyệt Long mặt dữ tợn bàng nhìn một cái kiến trúc, cuối cùng tầm mắt rơi ở trước mặt bốn cái giữ cửa trên người, mở miệng nói ta muốn gặp các ngươi hồn điện nhất có tư cách người nói chuyện. Thái độ thậm chí có một tia ngạo mạn. Vậy bốn cái giữ cửa người ngẩn ra, không biết vì sao, bọn họ từ trước mặt trên người nam nhân cảm thấy một tia âm lãnh và uy hiếp. Nhưng là cái này người thanh niên lời nói để cho bọn họ quá không thoải mái. Bọn họ cố nhiên là giữ cửa người, nhưng là ai cũng không có tư cách đối với hắn như vậy cửa nói chuyện. Một cái trong đó thần vương cảnh hậu kỳ giữ cửa người một bước bước ra, trường kiếm trong tay sử dụng, trưởng lão cũng không phải là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Đây là hồn điện phân đà, người không phận sự các loại, không được đi vào.
Người vi phạm, giết. Lâm Tuyệt Long hừ lạnh một tiếng, nếu như nói, ta biết Diệp Thần đâu. Nghe được Diệp Thần hai chữ, vậy bốn cái giữ cửa người con ngươi hơi co rúm một cái, vẻ kinh hoàng thoáng một cái đã qua. Chợt, vậy mới vừa rồi mở miệng giữ cửa người kích động nói, ngươi nói gì sao? Ngươi xác định biết Diệp Thần. Lâm Tuyệt Long cười, cười vô cùng lớn tiếng, ta nói không muốn nói lần thứ hai, ta muốn gặp các ngươi sau lưng chân chính có thể người nói chuyện. Còn nữa, các ngươi hồn điện muốn tru diệt Diệp Thần, không có ta, tuyệt không thể nào. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đem Lâm Tuyệt Long mời đi vào. Dẫu sao, vẫn chưa có người nào sẽ không hàn huyên tới lừa dối hồn điện. Hình ảnh quay về, Diệp Thần tự nhiên không biết Lâm Tuyệt Long sẽ xuất hiện ở Linh Võ Đại Lục. Cái này cố nhiên là uy hiếp. Nhưng là cái này uy hiếp dưới mắt không cách nào chạm được hắn. Hắn duy nhất muốn làm chính là chờ đợi thời cơ, sau đó mang đi luân hồi huyền bia. Thức tỉnh huyết mạch. Kỷ Lâm và Lương Tuyết Nguyệt còn đang đợi, hắn còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Còn nữa, băng kiếm tiên tôn từng giao phó hắn đi vạn kiếm đế cung xem. Hắn có cơ hội vậy phải đi. Chỉ bất quá vạn kiếm đế cung cường giả như mây, gặp phải nguy hiểm tuyệt đối là hủy diệt tính. Hắn một người còn không hoàn toàn bước vào hỗn nguyên cảnh tiểu tử làm sao dung chuyển. Không biết lúc ấy ở hồn tộc giúp hắn kiếm xanh tiên tôn như thế nào. Trước mắt mà nói, hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu. Thời khắc này hắn đang ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Như Phong và Lý Minh Hiền, tiếp tục nói, ta nói rất rõ ràng, các ngươi như thế thích để cho người quỳ, cho ta quỳ ở nhà này cửa tử lầu, cho đến chúng ta dùng cơm kết thúc. Thanh âm bình tĩnh thậm chí mang một tia uy nghiêm. Cái này ở Trần Như Phong và Lý Minh Hiền trong tai, vô cùng chói tai. Bọn họ sắc mặt vô cùng là khó coi nhìn Diệp Thần, thằng nhóc này vậy quá ngông cuồng chứ. Bất quá là bị thương nặng Lưu Trấn Võ, liền dám như vậy cuồng ngông. Lưu Trấn Võ là bọn họ một cái yếu nhất trong ba người, hơn nữa còn là ở Lưu Trấn Võ khinh thường không có phòng bị dưới tình huống, Diệp Thần mới đắc thủ. Trần Như Phong và Lý Minh Hiền tự nhận đơn đả độc đấu có thể còn không phải là Diệp Thần đối thủ, nhưng là hợp lực dưới, chẳng lẽ còn thất bại cho một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một tiểu tử. Như gió, động thủ, Lý Minh Hiền kiên quyết quát lên, dẫn đầu mở ra trong tay quạt xếp, hướng Diệp Thần công tới. Quạt xếp lên phát ra một hồi tiếng quỷ khóc sói chu, gió tà như lưỡi dao sắc bén vậy chém về phía Diệp Thần, cái này quạt xếp, lại là một kiện cao cấp vũ khí. Cùng trong chốc lát, Trần Như Phong vậy nhấc chân hướng Diệp Thần quét tới, hắn không dám khinh thường, miệng quát tuyệt ảnh đoạn sơn chân. Hắn thi triển môn vũ kỹ này uy lực không tầm thường, là gia tộc cấp một võ, hơn nữa vô cùng là thích hợp hắn. Hắn trời xanh lực chân kinh người, mặc dù trẻ tuổi, cũng đã đem môn vũ kỹ này tu luyện đến đại thành cảnh giới. Một khi thi triển, chân khí ngưng tụ ở trên chân trái, một chân quét ra, đã vượt qua tốc độ âm thanh. Thậm chí Trần Như Phong cái này một chân, hoàn toàn vượt qua mình tu vi. Phải biết, hợp đạo cảnh sau này, mỗi một tầng chênh lệch cũng cực lớn, Trần Như Phong cái này một chân, đủ thấy hắn ưu tú. Phương Thông xem được đều ngây người, Lý Minh Hiền và Trần Như Phong nhất kích, mình mặc dù có thể ngăn cản, nhưng vậy vô cùng là miễn cưỡng. Phỏng đoán hắn hai người chúng ta cũng có thể ở trong 10 chiêu chiến thắng mình. Thậm chí hắn hai người chúng ta liên thủ nhất kích, đủ để trong nháy mắt giết mình. Liên minh đều là như vậy, Diệp Thần mặc dù quả thật rất mạnh, rất yêu nghiệt, có thể nhất kích trọng thương Lưu Trấn Võ, nhưng là Phương Thông vậy cho rằng, là Lưu Trấn Võ khinh thường, mặc dù là toàn lực một quyền, nhưng là lại không có sử dụng võ, ra tay có sơ hở, mới bị Diệp Thần thừa cơ chui, nhưng bây giờ, đối mặt hai người liên thủ, nào còn có không tử có thể chui. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Diệp Thần sẽ ở đây chiêu dưới bị thương nặng. Chí ít cũng sẽ bị gắt gao được áp chế, một khi bị áp chế bị hai người đánh bại là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn còn là một bộ lãnh đạm dáng vẻ, hai quyền đồng thời đánh ra, không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chính là bình thường không có gì lạ hai quyền. Trần Như Phong và Lý Minh Hiền trong mắt đều là vui mừng, thằng nhóc này, quá sắp xếp. Lại dám còn muốn đối mặt Lưu Trấn Võ lúc tiện tay hai quyền. Như vậy, hắn chết chắc. Hai tiếng nổ, đợt khí bùng nổ. Phương Thông thần sắc biến đổi,
toàn lực thả ra linh khí ngăn ở Ngô Hạnh Nhi trước người, hắn sắc mặt một trắng, chỉ là công kích dư âm liền chấn động được trong cơ thể hắn hỗn loạn. Sau đó là hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Thần một quyền cùng Trần Như Phong đá tới cái chân kia đụng vào. Rắc rắc một tiếng, Trần Như Phong vậy tựa như có thể đá gãy một ngọn núi lớn một chân, lại đang Diệp Thần quả đấm trước mặt không chịu nổi một kích, ngay tức thì bị Diệp Thần cắt đứt. Mà bên kia, Diệp Thần trên nắm tay phát ra kim quang nhàn nhạt, Lý Minh Hiền cây quạt lên tản mát ra màu xám đen ngưng tụ thành thực chất âm sát ở kim quang bên trong giống như mặt trời nóng rực xuống tuyết động vậy nhanh chóng tan rã. Một quyền này trực tiếp đụng vào trong tay hắn quạt xếp lên, quạt xếp linh quang ảm đạm, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, mà Lý Minh Hiền cầm cây quạt tay, vậy ngay tức thì bị từ cây quạt lên truyền tới cự lực gãy, hướng quỷ dị phương hướng vặn vẹo. Canh kim khí vốn chính là chí cương chí dương kim khí, cái gì âm sát quỷ khí, ở Diệp Thần trước mặt, đều là rác rưởi. Hai người mặc dù không xem Lưu Trấn Võ như vậy không chịu nổi, bị đánh được trực tiếp đổ bay ra, mất đi ý thức, so với Lưu Trấn Võ hơn nữa thống khổ. Bọn họ xem thấy quỷ vậy, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần, không ngừng lui về phía sau. Diệp Thần nhìn bọn họ sợ hãi gương mặt, cười, nụ cười mặc dù nhạt mạc, nhưng mang khác thường lạnh như băng. Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không thức thời, nếu không phải là ta động thủ giúp các ngươi. Diệp Thần từ từ hướng hai người đi tới. Để cho ta giúp giá phải trả, có thể không tiện nghi. Phương Thông hoàn toàn hỗn loạn, đầu óc hắn tựa như ngưng công tác vậy ngây ngốc nhìn Diệp Thần hình bóng, vốn là, hắn lấy là Long Huyền chính là hắn gặp qua nhất biến thái, nhất vượt quá tưởng tượng yêu nghiệt. Nhưng là bây giờ thấy Diệp Thần, hắn mới biết cái gì gọi là làm biến thái. Cái gì gọi là yêu nghiệt. Diệp Thần nhưng mà vừa mới bước vào hỗn nguyên cảnh à. Liền có thể xem đập chết con kiến như nhau đánh bại hợp đạo cường giả, cái này còn là người sao? Bất quá, làm Phương Thông hơi thanh tỉnh lúc, sau đó vào tới chính là mừng như điên. Hắn đã cùng Diệp Thần leo lên giao tình, Diệp Thần càng mạnh, hắn dĩ nhiên càng vui vẻ. Đồng thời, hắn trong lòng cũng đối với Diệp Thần kính sợ vô cùng, đây là thật long à. Nếu thời gian dài nhất định đằng bay cửu tiêu. Không muốn, Trần Như Phong què một cái chân, chỉ có thể nằm trên đất về phía sau leo đi, hắn quay đầu nhìn từ từ đi tới Diệp Thần. Giống như là hù xấu đứa nhỏ vậy gào thét, không nên tới gần ta à. Hắn vừa kêu trước, một bên thật nhanh trên đất bò, nơi nào còn có một tia Lam Hy tứ thiếu phong độ. Nhìn như giống như một cái chạy mất dạng chó hoang. Một bên Lý Minh Hiền còn duy trì một tia lý trí, hắn vô cùng là kiêng kỵ nhìn Diệp Thần hét lớn, như gió hắn Đường Ca là linh võ đại lục đại tông môn thiên tài siêu cấp, ngươi tổn thương, hắn Đường Ca sẽ không bỏ qua ngươi. À. Phải không, Diệp Thần đã đi tới Trần Như Phong sau lưng, hắn nhàn nhạt quét Lý Minh Hiền một mắt, nhấc chân. Rắc rắc một tiếng, Trần Như Phong cái chân còn lại cũng bị đạp gãy. Kêu thảm thiết, kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Trần Như Phong trên đất điên cuồng lăn lộn, cực kỳ thống khổ. Diệp Thần cho tới bây giờ chính là như vậy, hắn không thích gây chuyện. Nhưng một khi có người uy hiếp được hắn... Hắn tất nhiên sẽ để cho gây chuyện người triệt triệt để bao phủ ở hắn dưới bóng mờ. Lý Minh Hiền mặc dù gần đây tự xưng là trấn định hơn người, lúc này thấy Diệp Thần sát thần vậy, không chút lưu tình lãnh khốc hình dáng, vậy hù được toàn thân mồ hôi lạnh, trên mặt không có một tia huyết sắc. Bây giờ, Diệp Thần hướng về phía Lý Minh Hiền lộ ra một cái nụ cười ấm áp, đến phiên ngươi. Ta quỳ, Lý Minh Hiền đột nhiên thét to, phốc thông một tiếng quỳ xuống ở Diệp Thần trước người. Kẻ thức thời là người tài giỏi, thà bị Diệp Thần cắt đứt hai cái chân, không bằng mình quỳ xuống. Đây là hắn cầu sinh phương thức. Ta sai rồi, ta Lý Minh Hiền mắt chó không biết Thái Sơn, mạo phạm các hạ, cầu các hạ nương tay cho, tha ta một lần, ta cũng không dám nữa. Quỳ cũng quỳ rồi, còn sợ gì? Lý Minh Hiền cúi đầu, trong mắt tất cả đều là oán độc, hắn phải rời khỏi Lam Hy Thành, muốn điên cuồng tăng lên thực lực. Sau đó. Dùng tàn khốc nhất thủ đoạn trả thù Diệp Thần. Bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất chính là giữ được mạng mình, đại trượng phu có thể co giãn, lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không củi đốt. Năng lực rất cao, Diệp Thần bình tĩnh nói. Lý Minh Hiền cắn chặt hàm răng, Diệp Thần nói tiếng nói, rất chói tai, nhưng là, hắn nhưng trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn nghe tới,
Diệp Thần ý nghĩa, hình như là định bỏ qua cho mình. Nhưng là, Diệp Thần thanh âm đột nhiên ở Lý Minh Hiền sau lưng vang lên, đã làm sai chuyện, cũng là muốn chịu phạt. Vừa nói, thì phải nhấc chân đạp hướng Lý Minh Hiền nơi khớp xương. Không muốn à, Lý Minh Hiền mặt đầy tuyệt vọng, kế cận tan vỡ, kêu khóc nói, ta cũng cầu xin tha thứ, người tại sao còn không buông tha ta. Diệp Thần tựa như không có nghe gặp vậy, một cước đạp hướng Lý Minh Hiền. Nếu như hôm nay hắn không có ở đây, chỉ sợ sẽ là Phương Thông kết quả như thế này. Hắn và Phương Thông bình thủy tương phùng, nhưng là đối phương đối tốt với hắn, hắn có thể ra tay tự nhiên sẽ xuất thủ. Huống chi, bọn họ chạm đến Diệp Thần chân mày. Thậm chí uy hiếp Ngô Hạnh Nhi. Loại người này, tuyệt đối không thể lưu. Đây là hắn Diệp Thần thái độ. Nhưng mà ngay tại Diệp Thần chân muốn rơi xuống nháy mắt, một đạo khí tức kinh người bùng nổ, bao phủ Ngọc Các Tử Lâu ba tầng. Một đạo tiếng trầm thấp ở toàn bộ ba tầng bên trong vang vọng. Ai dám tổn thương đệ đệ ta? Diệp Thần chân dừng lại, không có lập tức rơi xuống, ánh mắt hướng lầu ba lối vào quét tới. Một người mặc áo bào đen, 18-19, khuôn mặt âm trầm, vóc người gầy gò nam tử, hai tay chắp sau lưng đi tới. Hắn cả người hơi thở không có chút nào thu liếm, hoàn toàn phát ra. Trừ Diệp Thần, lầu ba những người khác đều bị hơi thở này chèn ép, thật là không cách nào hô hấp. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, hợp đạo cảnh hậu kỳ. So Vu Thiếu Nguyên tu vi cao hơn một chút. Lý Minh Hiền thấy đạo thân ảnh kia, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tựa như tuyệt sử phùng sanh vậy, kêu lên, Minh Nhân ca, ngươi trở về. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi xong rồi, ca ta là Bay Viêm Tông đệ tử nội môn, thực lực mạnh không phải ngươi có thể tưởng tượng, hiện đang cầu xin tha còn có cơ hội, nếu không quản ngươi là cái gì Huyền Nguyệt Tông đệ tử, một loại là chết rất thảm. Lý Minh Nhân là Lý gia kiêu ngạo, là Lý gia tương lai quật khởi hy vọng, từ nhỏ, hắn chính là vạn chúng chúc mục tồn tại, thì không cách nào vượt qua tồn tại. Từ nhỏ, hắn liền vĩnh viễn là trong bạn cùng lứa tuổi ưu tú nhất, từ tu luyện bắt đầu liền thuận buồm xuôi gió, lại là ở 13 năm trước bị Bắc Vực cực kỳ cường đại Bay Viêm Tông nhìn chúng, trở thành đệ tử trong môn. Từ đây, một bước lên trời, trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Lý Minh Nhân ở Lý Minh Hiền trong lòng, chính là giống như thần tồn tại, hắn từ trước đến giờ ở trong tông môn tu luyện, không nghĩ tới ngày hôm nay lại trở lại Lam Hy Thành. Bản thân có cứu. Chỉ cần Lý Minh Nhân trở về, cái gì Huyền Nguyệt Tông Diệp Thần, quản ngươi biết bao yêu nghiệt, cũng mẹ hắn phải đi chết. Mà giờ khắc này Lý Minh Nhân, thần niệm hơi thở đều chết chết tập trung vào Diệp Thần, chỉ cần hắn có một tia dị động, liền sẽ bạo khởi làm khó dễ. Huyền Nguyệt Tông. Lý Minh Nhân một đôi sắc bén lóe lên mắt nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Thần, bây giờ, Huyền Nguyệt Tông đệ tử cũng bá đạo như vậy liền sao? Động thì muốn đánh gãy tay của người chân, có phải hay không thật là quá đáng? Truyền đi, đối với Huyền Nguyệt Tông danh tiếng, cũng không phải là chuyện tốt, bây giờ dừng tay, ta có thể làm gì cũng chưa có phát sinh qua, mang Minh Hiền rời đi. Ca ca, Lý Minh Hiền ngây ngẩn nhìn Lý Minh Nhân, người muốn thả qua thằng nhóc này. Đây chính là Lý Minh Nhân à, bá đạo vô cùng Lý Minh Nhân. Khi còn bé hắn chính mắt thấy được Lý Minh Nhân bởi vì là một cái thiếu niên cười cợt một câu Lý Minh Nhân thân thể gầy gò mà bị Lý Minh Nhân sống đánh được gần chết. Cả người xương đều bị đánh nát, bây giờ, Lý Minh Nhân lại muốn thả qua đáng giận này rác dưới. Điều này sao có thể? Im miệng, Lý Minh Nhân quát ngắn nói, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Thần, ngươi ý như thế nào? Hắn ở Bay Viêm Tông nán lại nhiều năm như vậy, kiến thức xa không Lý Minh Hiền những thứ này thành nhỏ công tử ca có thể so sánh được, những đại thế lực kia đệ tử, tuyệt không phải dễ trêu. Diệp Thần thu chân về, cười nói, người nói cũng có đạo lý. Lý Minh Nhân thấy vậy, hung ác trên gương mặt vậy lộ ra nụ cười, mà Lý Minh Hiền, chính là đầy mặt không cam lòng, đang chuẩn bị đứng lên. Nhưng mà, lúc này, Diệp Thần lại một lần nữa lên tiếng. Bất quá, người có cái địa phương nói sai rồi. Cái gì? Lý Minh Nhân nghe vậy sững sốt một chút, trong lòng có một tia dự cảm xấu. Chính là, chấm, Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia trêu cợt vậy thần sắc, người nói đúng người, mà ta. Một cước quét ra, trực tiếp đem Lý Minh Hiền hai cái chân đá bể. Đánh là chó, Diệp Thần thần sắc lãnh đạm,
lại tựa như hoàn toàn không thấy hợp đạo cảnh hậu kỳ Lý Minh Nhân. Chấm than, Lý Minh Hiền còn chưa kịp hoàn toàn đứng dậy liền té ngã ở trên đất, kêu khóc nói, chân ta à? Chân ta à? Khốn kiếp, ngươi dám, Lý Minh Nhân ở Diệp Thần ra chân trong nháy mắt, cũng đã ngang nhiên ra tay, bóng người tại chỗ biến mất. Hắn ở tu vi, về tuổi tác, còn có thể miễn cưỡng coi như là Diệp Thần cùng bối nhân, Lý Minh Hiền lại là hắn đệ đệ ruột, coi như đối với Diệp Thần ra tay, Huyền Nguyệt Tông chắc không tốt truy cứu. Khí tức cường đại tấn công tới, Phương Thông sắc mặt đại biến, chặt chẽ đem Ngô Hạnh Nhi ngăn ở phía sau, bục một tiếng vượt trội một ngụm máu tươi, liền lùi mấy bước. Lý Minh Nhân lại chỉ dựa vào hơi thở, liền thương tổn tới Phương Thông. Có thể gặp khủng bố. Cơ hồ là cùng giây, Lý Minh Nhân xuất hiện ở Diệp Thần trước người, một quyền hướng Diệp Thần đánh tới, trên nắm tay bao gồm một tầng ngưng luyện hắc quang. Lý Minh Nhân từ nhỏ thân thể liền lộ vẻ được hết sức gầy gò, nhưng là, hắn nhưng có cực cao luyện thể thiên phú. Gia nhập Bay Viêm Tông sau đó, lại là tu hành công pháp luyện thể cao cấp, thực lực vượt xa cùng cấp, cả người cự lực đủ để nghiền ép hết thảy. Mà Diệp Thần, thần sắc không nhúc nhích, một quyền nghênh hướng Lý Minh Nhân quả đấm, vẫn là vậy bình thường không có gì lạ một quyền. Lý Minh Nhân thấy vậy mừng rỡ, hắn vốn chính là dựa vào lực lượng mạnh mẽ chiến đấu. Nếu như gặp phải một ít tu luyện ly kỳ cổ quái thần thông võ giả còn dễ dàng bị áp chế. Nhưng mà cái này Diệp Thần, không chỉ có không lùi tránh, ngược lại cứ như vậy tùy tiện một quyền tiến lên đón, hắn có tự tin, đối quyền mà nói, mình tuyệt sẽ không thua. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Gió lớn cuộn sạch, không gian biến dạng. Diệp Thần bước chân không nhúc nhích, đang đối với quyền ngay tức thì một cái tay khác vung lên. Tiêu trừ trào hướng Phương Thông và Ngô Hạnh Nhi đánh vào. Nhưng là hắn bên cạnh Lý Minh Hiền liền không may mắn như vậy, trực tiếp bị dư âm đánh bay, miệng phun máu tươi. Mà Lý Minh Nhân, thì ở quyền đụng nhau ngay tức thì, thụt lùi 3-4 bước. Hắn trong con ngươi, tất cả đều là khiếp sợ. Diệp Thần vậy tùy ý một quyền, lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, hoàn toàn không thua gì mình. Thậm chí mạnh hơn một nước. Ở mình vô cùng tự tin trong lực lượng, lại thua. Bại bởi một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một tiểu tử. Thậm chí, mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác đối mặt mình là một đầu thượng cổ hung thú. Ngay tại Lý Minh Nhân tâm thần đại động lúc đó, Diệp Thần khá là hài lòng mỉm cười nói, lực lượng cũng không tệ lắm, Phương Huynh, mang Hạnh Nhi xuống lầu. Thuận tiện, cầm cái này ba con chó ném tới cửa tử lầu đi. Để cho bọn họ biết một chút về Lam Hy tứ thiếu thần khí. Đúng rồi, để cho lão bản cầm cấm chế mở hết, ta cũng không muốn còn chưa có ăn cơm, liền đem nhà hàng làm bể. Phương Thông nghe vậy, thần sắc có chút lúng túng, dẫu sao hắn vốn là cũng là Lam Hy tứ thiếu một thành viên, hắn quyết định, bắt đầu từ bây giờ, lập tức lui xảy ra cái gì chó má Lam Hy tứ thiếu hàng ngũ, sau này ai lại xưng hô mình như vậy, hãy cùng ai cấp. Hắn thật nhanh ăn vào một viên đan dược, thì phải xốc lên Lý Minh Hiền, Trần Như Phong, Lưu Trấn Võ thân thể xuống lầu. Lý Minh Nhân gặp Diệp Thần miệng ra cuồng ngôn, lại đem mình làm không khí thái độ, nổi cơn giận dữ, trợn mắt nhìn Phương Thông quát to, ngươi dám. Vừa nói, Lý Minh Nhân toàn thân hắc quang phun trào, bao phủ toàn bộ thân thể, hơi thở kéo dài leo lên, trong tay nhiều đối với hổ chỉ, trong mắt sắc bén bạo tránh, sói đói vậy đánh về phía Diệp Thần. Lại không có bất kỳ nương tay. Hắn dĩ nhiên dám, Diệp Thần thả ra khí tức cường đại, nghênh hướng Lý Minh Nhân. Thiên chó sói quyền, Lý Minh Nhân ra tay một cái, chính là mình mạnh nhất võ, bằng vào hắn thể tu lực lượng thi triển, uy thế vô cùng, thậm chí có thể uy hiếp được hợp đạo cảnh đỉnh cấp võ giả. Hơn nữa, quyền của hắn chúng quyền ý ẩn hiện, tựa hồ hơi chạm tới võ ý cảnh ngưỡng cửa. Hai người quyền đụng nhau. Không phân chia như nhau, nhưng Lý Minh Nhân tựa hồ mơ hồ chiếm một tia ưu thế, hơi áp chế Diệp Thần. Phương Thông thấy vậy cả kinh, bất quá lúc này Diệp Thần ở hắn trong lòng đã là chiến thần giống vậy tồn tại, tựa như vô luận dạng gì đối thủ đều không cách nào chiến thắng hắn vậy. Lập tức cũng không có lại cố kỵ những thứ khác, thừa dịp Diệp Thần ngăn cản Lý Minh Nhân, thật nhanh nắm lên Trần Như Phong đám người thân thể, và Ngô Hạnh Nhi cùng nhau xuống lầu. Lưu Trấn Võ lúc này đã chết ngất, Trần Như Phong và Lý Minh Hiền người bị thương nặng, tâm cảnh tan vỡ, hơn nữa Diệp Thần chân khí vô cùng bá đạo,
vào cơ thể sau đó chân khí trong cơ thể đều không cách nào vận chuyển bình thường, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, bị Phương Thông dễ dàng mang đi xuống lầu. Lý Minh Nhân sắc mặt âm trầm, mặc dù Phương Thông chỉ là một con hắn tiện tay có thể nghiền chết con kiến, nhưng mà Diệp Thần trước mặt, hắn cũng không cách nào phân tâm chiếu cố. Ngay tại Phương Thông xuống lầu cái này chốc lát gian, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, Lý Minh Nhân vậy cảm nhận được mình toàn lực dưới đối với Diệp Thần áp chế, không khỏi trong bụng cười nhạt. Thằng nhóc này nghịch thiên thuộc về nghịch thiên, quả nhiên còn không phải là đối thủ của mình, cứ theo đà này, ngàn chiêu bên trong hẳn liền có thể xuất hiện cơ hội thắng. Phương Thông sau khi xuống lầu, lầu ba vách tường trên bàn ghế đều hiện lên ra nhàn nhạt linh quang, đặc biệt là mấy gian phòng riêng vị trí, linh quang đậm đà. Diệp Thần thấy vậy rốt cuộc lộ ra nụ cười, đối với Lý Minh Nhân nói, rốt cuộc có thể không cố kỵ gì ra tay. Cái gì? Chấm hỏi, Lý Minh Nhân kinh hãi, Diệp Thần nói gì? Hắn đối mặt lá bài tẩy dốc hết mình, lại vẫn không có toàn lực ra tay. Đây là hắn mới phát hiện, Diệp Thần lại đang chiến đấu, một mực khống chế sinh ra dư âm, không tổn hại đến tử lầu bản thân. Điều này sao có thể? Lý Minh Nhân không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt mặt lộ vẻ cười nhạt Diệp Thần, ngươi làm sao có thể còn có dư lực làm loại chuyện này? Loại thời điểm này, Diệp Thần còn dám phân tâm nơi này, hắn thực lực, tâm tính của hắn, hắn thần niệm đều là biết bao được mạnh mẽ. Phải biết mình toàn lực thúc giục công pháp, lại có lớn mạnh như vậy quyền pháp gia trì, tầm thường hợp đạo cảnh võ giả đều phải nghiêng hắn tất cả tới đối phó, chỉ như vậy có thể cũng không ngăn nổi mình ba quyền, nhưng mà Diệp Thần đâu? Lại như vậy ung dung. Như thế nói, Diệp Thần thực lực, há chẳng phải là vượt xa vậy hợp đạo cảnh hậu kỳ. Hắn mới hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên à, cái này mẹ hắn cũng quá yêu nghiệt chứ. Ta không phải đã nói ta còn phải ở chỗ này ăn cơm không? Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, quyền thế bỗng nhiên ác liệt, ngạch tức thì liền thay đổi hoàn cảnh xấu, hóa thủ thành công. Lý Minh Nhân sắc mặt đại biến, Diệp Thần quả nhiên không có nói láo, như thế nói, cùng mình chiến đấu, ở Diệp Thần xem ra, lại vẫn không bằng ăn cơm trọng yếu. Cái này... Đây chính là Huyền Nguyệt Tông đệ tử khủng bố sao? Không, không phải như vậy. Lý Minh Nhân không phải không gặp qua Huyền Nguyệt Tông đệ tử, bọn họ mặc dù nghịch thiên, nhưng là tuyệt không có Diệp Thần như thế khủng bố. Chẳng lẽ, Lý Minh Nhân trong mắt thoáng qua một vẻ bừng tỉnh, kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần là Huyền Nguyệt Tông thiên tài đệ tử. Đừng nói Huyền Nguyệt Tông, vừa nghĩ tới mình bên trong tông môn những thiên tài kia đệ tử thực lực. Lý Minh Nhân cũng không khỏi cả người phát run. Diệp Thần không chút kiêng kỵ ra tay, Lý Minh Nhân lập tức bị áp chế hoàn toàn, quyền quyền đụng nhau, cho dù có trận pháp bảo vệ, hai bên công kích va chạm sinh ra dư âm hay là đem lầu ba trong phòng khách bàn ghế phá hoại hầu như không còn. Lý Minh Nhân sắc mặt đã đổi được cực kỳ khó coi, mình là gặp quỷ sao? Lý Minh Nhân vẫn đối với mình lực lượng 10 phần tự tin, hắn vậy quả thật có vốn để kiêu ngạo, nhưng mà... May là như vậy, vẫn bị Diệp Thần áp chế gắt gao. Hai người tới một cái một lần, thân hình ở đại sảnh rộng rãi chung du đi, lúc này Lý Minh Nhân đã lâm vào tuyệt cảnh, Diệp Thần quyền uy quá mạnh. Giống như một đầu thượng cổ hung thú. Hơn nữa không biết tên này là quái vật gì, mười mấy chiêu bây giờ, thì tựa hồ đã sở thấu thiên chó sói quyền quyền lộ, tiếp tục như vậy, lại còn mấy chiêu, mình liền muốn thua. Bất quá! Lý Minh Nhân quả thật coi là cái thiên tài, không chỉ có ở phương diện tu luyện, chiến đấu lên vậy rất có thiên phú. Vượt đến tuyệt cảnh, hắn ngược lại càng bình tĩnh, Diệp Thần thấy Lý Minh Nhân nguyên bản sao động ánh mắt, đột nhiên bình tĩnh lại, cũng là mặt lộ vẻ tán thưởng. Không tệ, như vậy, mới đáng làm hắn Diệp Thần đối thủ. Ba chiêu, Lý Minh Nhân khóe miệng trào máu. Sáu chiêu, Lý Minh Nhân hơi thở xốc xếch. Chín chiêu. Lý Minh Nhân cơ hồ đã đánh mất ngăn cản lực, Diệp Thần chỉ cần ra lại một chiêu, Lý Minh Nhân liền muốn thua. Nhưng vào lúc này, Lý Minh Nhân trong mắt sạch bóng chớp mắt, vốn có chút vô lực quả đấm ngay tức thì bộc phát ra vượt qua đỉnh cấp lực lượng, quyền ra, thế như chó sói. Gào thét quyền phong giống như sói tru chi âm, nguyên bản nhìn như đã không chịu nổi một kích Lý Minh Nhân, lúc này ở Diệp Thần trong mắt nhưng tựa như hóa thành một con ở ngân hà gian gào thét cự lang. Ồ, đột phá ý cảnh, Diệp Thần nhìn một quyền đánh tới Lý Minh Nhân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, một quyền này,
mơ hồ đối với mình tạo thành một tia uy hiếp. Bất quá, Diệp Thần lại không có lui, vẫn miễn cưỡng một quyền đánh ra, không có dùng khác lực lượng, thậm chí không có dùng canh kim khí, vẫn là một như thường lệ một quyền. Hắn phải thử một chút, vũ kỹ này ý cảnh uy lực. Càng phải thử một chút có thể thông qua hay không chiến đấu tỉnh lại vậy ngủ say sáu cái thần vương nói. Dựa theo Tiêu Diêu thần quân ý nghĩa, hắn cũng không có chân chính thiết thiết bước vào hỗn nguyên cảnh. Hắn cần muốn mượn hết thảy thủ đoạn đột phá. Luân hồi huyền bia căn bản không phải như vậy dễ dàng lấy được. Diệp Thần thụt lùi ra mấy bước, hơi lộ vẻ xúc động, đột phá ý cảnh sau này, Lý Minh Nhân bản thân lực lượng không thay đổi, quyền uy nhưng ước chừng tăng cao 50%. Nếu không phải mình căn cơ quá mạnh mẽ, thân thể quá bền bỉ, mới vừa rồi một quyền đã đủ để đánh cho bị thương mình. Mà Lý Minh Nhân nhất kích chiếm thượng phong, sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào, vẫn là như vậy âm lãnh, dữ tợn, tựa như một con xúc thế đãi phát chó sói. Hắn không có cho Diệp Thần chút nào thở dốc cơ hội, tựa như không biết sợ mãnh thú vậy, thật chặt cắn đối thủ, thừa thắng truy kích. Diệp Thần giơ quyền chào đón, trong chốc lát hai người lập trường đổi ngược, lúc này Diệp Thần bị áp chế hoàn toàn, chỉ sợ cũng muốn thua. Nhưng là, dù vậy, Lý Minh Nhân ánh mắt nhưng không có chút nào buông lỏng, đột phá ý cảnh sau đó, hắn tựa như có liền một cổ chó sói tính, không tới mình răng nhọn cắm vào con mồi cổ họng, hoàn toàn đoạn tuyệt hơi thở đối phương một khắc kia, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ buông lỏng. Thời gian đảo mắt, hai người đã qua 20 hơn chiêu, mắt thấy Diệp Thần thì phải nguy hiểm. Cùng trong chốc lát, ở Lam Hy Thành bên ngoài nơi nào đó trúc lâu bên trong, ba người phụ nữ ngồi ở lầu bên trong, trước người ngọn đèn ngọc bên trong mốc mê người quỳnh tương, tản mát ra vô cùng là linh khí nồng nặc. Cái này ba người phụ nữ, lúc này đang đồng thời quan sát một mặt gương, trong kính phơi bày, chính là Diệp Thần cùng Lý Minh Nhân chiến đấu. Trong đó một người khí chất vô cùng là ung dung hoa quý, nhìn như 28-29 tuổi xinh đẹp thiếu phụ có chút lơ đễnh nói, cái này người thanh niên chính là tím muội muội sư đệ. Hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên có như vậy thực lực quả thật rất xuất sắc, bất quá, cũng không có tím muội muội nói như vậy được chứ. Và cái này ung dung cô gái ngồi chung một chỗ, chính là Tử Ngưng và Diêm Hiểu Huyên. Tử Ngưng đối với ung dung lời của cô gái rửng rưng, chỉ là nhàn nhạt nói, Diêu tỷ tỷ cần gì phải nóng lòng. Vừa nói, bưng lên ly rượu trên bàn, cạn hớp một cái, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Nàng không phải là không có gặp qua Diệp Thần ra tay, biết Diệp Thần nếu như động dùng toàn lực, xem Lý Minh Nhân tài nghệ này đối thủ, một chiêu có thể bại. Nếu không, nàng cũng sẽ không như vậy nhàn nhã ngồi ở chỗ này uống trà. Lý Minh Nhân như vậy võ giả, cho dù nàng không có ở đây Lam Hy Thành bên trong, động một cái niệm liền có thể trấn áp, chỉ cần không phải tư không phi tinh như vậy thực lực vượt xa cảnh giới, lại có hoàng khí thêm người yêu nghiệt, nàng căn bản không cần đến sân. Bất quá, nàng vậy có chút kỳ quái, Diệp Thần muốn làm gì? Đang mượn giúp người khác thực tập võ. Siêu Như Thu nghe vậy, nhìn trong kính Diệp Thần bóng người, không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ, Tử Ngưng tại sao đối với hắn như vậy tự tin đâu. Lúc này, Ngọc Các Tử Lâu bên trong, Lý Minh Nhân trong mắt đột nhiên sạch bóng bạo tránh, một chiêu cuối cùng. Một chiêu cuối cùng, Diệp Thần liền phải thua. Diệp Thần thân hình bạo lui, đột nhiên yên tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt khép hờ, tựa như ở hiểu cái gì, lại thích xem buông tha chống cự vậy. Lý Minh Nhân thấy vậy, cau mày, Diệp Thần muốn làm gì? Bất quá, hắn động tác nhưng không chút do dự, ngay tức thì ép tới gần Diệp Thần, một quyền đánh ra. Bỏ mặc Diệp Thần là phô trương thanh thế cũng tốt, khác có hậu thủ cũng tốt, đều không thể dao động đến bây giờ Lý Minh Nhân. Một quyền này, khuấy được mưa gió biến sắc, đã đạt đến Lý Minh Nhân đời người đỉnh cấp. Tốt quyền, Diệp Thần cặp mắt mở ra, trong mắt có hiểu ra, nhìn Lý Minh Nhân thế như chạy chó sói một quyền, không có chút nào né tránh ý, lần nữa giơ quyền chào đón. Nhưng là, lần này, Diệp Thần quyền, đã không còn là trước chất phác một quyền. Một quyền này, kim quang lóe lên, khí thế bức người, theo quyền ra, vô hình trung vang lên một tiếng tựa như sói tru, vừa tựa như hổ gầm gào thét. Kim quang bên trong, mơ hồ hiện ra một con quái thú hình tượng, quái thú này, như sói như hổ, vừa có âm ngoan, lại có bá đạo. Một quyền này, lại mang theo quyền ý.
Quyền này ý tựa như được từ Lý Minh Nhân thiên chó sói quyền, lại xen lẫn những thứ khác pháp môn, nhưng là, bất luận như thế nào, một quyền này, cực mạnh. Lý Minh Nhân không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là, hắn đã không có bất kỳ lui về phía sau đường sống, chỉ có thể hợp lại. Hai quyền chạm nhau, tựa như sao hỏa đụng cầu. Toàn bộ Lam Hy Thành, đều giống như lay động một cái. Oanh, 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 ba tiếng nổ, Diệp Thần trước người trên sàn nhà xuất hiện một cái lỗ thủng to, lỗ lớn phía dưới tầng hai sàn nhà, còn có một cái lỗ lớn, mà một tầng thì bị đập ra một cái hố to. Chuyện gì xảy ra, Siêu Như Thu khá là kinh ngạc nhìn trong kính một màn, Diệp Thần sau cùng vậy đạo quyền ý, làm sao tới. Nàng có thể khẳng định, Diệp Thần trước khi quyền mặc dù vậy rất mạnh, nhưng là tuyệt không có chút nào quyền ý dấu vết, làm sao đột nhiên, là có thể đánh ra cái này nhập cảnh một quyền đâu. Hơn nữa, quyền này ý, vì sao và Lý Minh Nhân quyền ý có chút tương tự, lại so Lý Minh Nhân quyền ý cường thượng không thiếu. Đột nhiên, nàng đối với trong kính cái đó thiếu niên, sinh ra hứng thú. Tử ngưng, ta không nhìn lầm chứ. Diêm Hiểu Huyên vốn là đang uống trà, mặt nàng cái là kiện hợp đạo thần khí, linh trà có thể không trở ngại chút nào lưu vào trong miệng, có thể thấy Diệp Thần một quyền, nàng đột nhiên cầm trà toàn phun ra ngoài. Tử ngưng vậy ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Thần, do dự nói, nếu như chúng ta nghĩ vậy, hẳn liền không sai. Các ngươi nhìn ra cái gì? Siêu Như Thu có chút mong đợi nhìn về phía hai cô gái, mặc dù các nàng ngang vai vế làm bạn, bất quá bàn về tu vi, Siêu Như Thu không bằng Tử ngưng hai người, bàn về ánh mắt, thì chênh lệch lớn hơn. Nhưng là, chỉ dựa vào Siêu Như Thu thân phận, cho dù Tử ngưng và Diêm Hiểu Huyên xuất thân nhất lưu thế lực, cũng không dám xúc phạm. Diêm Hiểu Huyên yên lặng một lát sau, nói, nếu như chúng ta không nhìn lầm, Diệp Thần cùng Lý Minh Nhân giao thủ trong quá trình, liền đem thiên chó sói quyền kém không nhiều hiểu rõ. Hơn nữa lĩnh ngộ tinh túy trong đó, đột phá ý cảnh, không chỉ có như vậy, hắn còn nghĩ thiên chó sói quyền dung hợp người hiểu, dùng vũ khí của mình thay thế thiên chó sói quyền bên trong hắn không thể sáng tỏ, khó mà thi triển bộ phận, sáng tạo ra một loại cường đại hơn, vậy thích hợp hơn vũ khí của mình, cuối cùng thành công đánh ra nhập cảnh một quyền, đánh bại đối thủ. Nói xong lời cuối cùng, Diêm Hiểu Huyên đều có chút khó có thể tin, nàng tự nhận mà sống mình gặp qua các loại các dạng thiên tài, có lẽ, có một ít thiên tài so Diệp Thần trong tu luyện tư chất tốt hơn, nhưng là, Diệp Thần năng lực, thật giống như thật không có ai có thể vượt qua, cái này, chính là đạp đến trên thăng thiên đại đạo cuối khủng bố sao. Siêu Như Thu nghe xong, rốt cuộc bị rung động, đồng thời, nhìn Diệp Thần trong con ngươi xinh đẹp, hứng thú vậy càng đậm. Lấy Siêu Như Thu tu vi, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng lộ vẻ xúc động, chỉ là Diệp Thần hành động đã thực hiện, chân thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tử ngưng nhìn Diêu Như Thu thần sắc, khá là đắc ý, bất quá nàng trong miệng nhưng khẽ cười nói, xin lỗi, Diêu tỷ tỷ, hư hại ngươi trong tiệm vật kiện, ta sẽ đời thằng nhóc này bồi thường. Diêu Như Thu cũng cười, cái này phá tiệm nơi nào tính ta, chính là bọn hạ nhân có linh cảm lái chơi, lần này tới này dạo chơi, có thể thấy thú vị như vậy một màn. Coi như tháo 100 triệu tọa, 1 tỷ tọa tiệm như vậy thì thế nào? Muội muội không muốn lại đề ra chuyện này, nếu không ngược lại lộ vẻ được ta hẹp hòi. Tử ngưng gật đầu một cái, nàng biết, Siêu Như Thu không có bất kỳ khoa trương, Lam Hy Thành trung sinh ý tốt nhất, nhất bị trong thành có quyền thế người yêu quý Ngọc Các Tử Lâu, ở Siêu Như Thu trong mắt căn bản không trị giá một đề ra, cho dù có 1 tỷ tọa rượu như vậy lầu đặt ở nàng trước mặt. Chỉ cần nàng vui vẻ, tất cả đều phá hủy nàng cũng không biết một chút nhíu mày. Ngược lại là thấy Diệp Thần như vậy thiên tài lộ ra phong thái, ở Diêu Như Thu trong lòng xa so 1 tỷ tọa Ngọc Các Tử Lâu trọng yếu dù sao cũng lần. Diêu Như Thu đột nhiên cười duyên nói, tím muội muội, ta muốn gặp ngươi một lần vị này sư đệ, có thể không? Tử ngưng nhìn Diêu Như Thu cười duyên làm người hài lòng hình dáng, chẳng biết tại sao đáy lòng mắng một tiếng mẫu hổ ly. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại nhanh như vậy liền hấp dẫn tới Diêu Như Thu chú ý, để cho nàng lên Diệp Thần chú ý. Bất quá, Tử ngưng mặc dù không thoải mái, cũng không thể thật trực tiếp cự tuyệt Diêu Như Thu, đành phải kêu cái này. Có thể dĩ nhiên là có thể được Diêu tỷ tỷ xem trọng là tiểu tử này vinh hạnh. Bất quá, chúng ta ngày mai liền phải rời đi nơi này, đi Huyền Nguyệt Tông. Diêu Như Thu cười híp mắt đánh giá Tử ngưng.
Cầm Tử Ngưng xem được trong lòng Mao Mao, mới mở miệng giễu giễu nói, tím muội muội, người thật giống như không đồng ý à? Có phải hay không đối với người người sư đệ này, vậy có chút ý kiến nha? Có nói ngay mà, có gì ngượng ngùng, tỷ tỷ chẳng lẽ còn sẽ hoành đao đoạt ái không được? Ha ha ha, cũng được, không gấp tại tạm thời, tương lai hắn đến Hoàng Thành, ta lại đi gặp hắn tốt. Tử Ngưng nghe vậy mặt đẹp ửng đỏ, trong con ngươi mang theo vẻ giận nhìn về phía Diêu Như Thu, cãi, Diêu tỷ tỷ. Người phải đi gặp thằng nhóc này đi ngay tốt lắm, ta một chút ý kiến cũng không có. Ha ha ha, Diêu Như Thu nhìn Tử Ngưng dáng vẻ hơn nữa vui vẻ, được. Nếu tím muội muội không ngại, tối hôm nay, tỷ tỷ vừa vặn không người cùng, đi ngay xem thằng nhóc này, những phương diện khác có phải hay không cũng giống hắn năng lực kinh người như vậy đi. Ngươi, Tử Ngưng ngơ ngác nhìn Diêu Như Thu không biết nói cái gì cho phải, nàng biết người phụ nữ này cũng không sẽ thuận miệng nói một chút, thật có thể làm như vậy. Nàng đột nhiên có chút hối hận, mới vừa tại sao phải nhường nàng muốn gặp Diệp Thần đi ngay gặp đâu. Diêm Hiểu Huyên ở một bên ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác, Diệp Thần và Lý Minh Nhân còn không có đánh xong đâu, các người xem. Còn như vậy nói một chút, hai người cần phải cãi và không thể. Tử Ngưng và Diêu Như Thu hướng trong kính nhìn. Ngọc Các Tửu Lâu ba tầng, Diệp Thần mới vừa mặc dù thành công thi triển đột phá ý cảnh tự nghĩ ra quyền pháp, nhưng là, vội vã gian vẫn là có chút chỗ thiếu sót. Một quyền này đánh xong, tự thân khí huyết vậy bị chút chấn động, cũng chính là hắn thân xác và huyết mạch cường hãn, đổi một người tới có thể đều đã bị thương hộc máu. Đáng tiếc là hắn phát hiện 6 cái thần vương đạo căn bản không có dấu hiệu thức tỉnh. Diệp Thần điều chỉnh hô hấp, tạm thời không có truy kích. Mấy hơi thở sau đó, Diệp Thần chân khí đã khôi phục bình thường, hắn nhìn một cái tầng một hố to, thì phải truy kích, có thể vậy đen ngòm trong hố lớn, đột nhiên nhào ra một cái bóng đen, hướng tầng 3 Diệp Thần tấn công tới. Diệp Thần chân mày khều một cái, một quyền đánh ra, hổ lang thế ẩn hiện, ầm một tiếng, trực tiếp đem bóng đen kia đánh đến cơ hồ tiêu tán, Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy. Cái này cùng Lý Minh Nhân hơi thở vô cùng là tương tự bóng đen, lại là một đạo màu đen chó sói hình bóng. Mà tầng một trong hố lớn, ở bóng đen nhào ra đồng thời, vậy lóe lên một đạo thân ảnh, cấp tốc cướp hướng ngoài cửa, nhặt lên trên đất Lý Minh Hiền thân thể liền hướng thành chạy ra ngoài. Vậy đạo bị Diệp Thần đánh trúng hình chó sói, vậy ngay tức thì nổ tung, hóa là một đoàn hắc vụ bao phủ Diệp Thần. Diệp Thần vung tay lên, vô tận ma khí xông ra. Hắc phụ khoảnh khắc tiêu tán hầu như không còn. Hắn ánh mắt đảo qua, Lý Minh Nhân bóng người đã biến mất ở chỗ cực xa, xem ra, mới vừa rồi Lý Minh Nhân thi triển là hắn bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, lại là lấy bí pháp gì tăng cường mình tốc độ, ngay tức thì chạy trốn. Diệp Thần nếu như muốn truy kích cũng có thể, bất quá Diệp Thần cũng không có ý nghĩ này, hắn cùng Lý Minh Nhân một phen đại chiến, ban đầu chỉ là muốn thử một chút có thể hay không trong chiến đấu tỉnh lại 6 cái thần vương nói. Sau đó chính là nhìn chúng Lý Minh Nhân quyền pháp, muốn đang chiến đấu hiểu thấu đáo một phen, bây giờ, hắn đã thành công đem thiên chó sói quyền lĩnh ngộ được 7-8 phần, hơn nữa thành công sáng lập một bộ thích hợp quyền pháp của mình, đánh tiếp nữa vậy không có ý nghĩa gì. Nói đến, Lý Minh Hiền mấy người mặc dù bị coi thường, cái này Lý Minh Nhân ngược lại là không làm sao đắc tội mình vốn là vậy không định đem Lý Minh Nhân như thế nào, hơn nữa, hắn tới nơi này, là vì ăn cơm. Lúc này, Phương Thông lật đật chạy tới, xấu hổ nói, Diệp huynh, không xong, ta bất lực, để cho cái đó Lý Minh Hiền bị ca ca hắn mang đi. Diệp Thần cười nói, Phương huynh cần gì phải như vậy, chạy liền chạy, chúng ta là tới ăn cơm, cũng không phải là muốn tới đánh nhau, mang Hạnh Nhi đi lên, để cho lão bản mang thức ăn lên đi, lần này cũng coi là Hạnh Nhi thực hiện. Được, Phương Thông lúc này mặt đầy nụ cười. Liền Lý Minh Nhân cái này Lam Hy Thành truyền thuyết đều bị Diệp Thần đánh bại, Diệp Thần nên có kinh khủng dường nào à? Không lâu lắm, Diệp Thần và Ngô Hạnh Nhi ngồi ở Ngọc Các Tửu Lâu tầng 3 sang trọng trong phòng riêng, bắt đầu dùng cơm. Nửa giờ sau đó, hai người thỏa mãn nhìn nhau cười một tiếng, rời đi nhà hàng. Đến cửa tửu lâu, Diệp Thần nhưng phát hiện có không ít người đang vây xem, mới vừa rồi Diệp Thần và Lý Minh Nhân đại chiến lúc đó. Bên trong tửu lâu quý khách cũng đã toàn bộ giải tán, bất quá còn có rất nhiều người không có rời đi, mà là lưu lại ở cửa khách sạn hỏi thăm chuyện gì xảy ra, rất nhanh,
liền thấy Phương Thông mang trọng thương Lý Minh Hiền đám người đi tới cửa khách sạn. Lần này, Diệp Thần có thể nói là danh chấn Lam Hy Thành. Lý Minh Hiền, Trần Như Phong các người trước đều là Lam Hy Thành công nhận thiên tài, Diệp Thần đến một cái Lam Hy Thành liền đem cái này mấy người từng cái nghiền ép, bị Lam Hy Thành người đội lên thiên tài sát thủ danh hiệu. Phương Thông gặp Diệp Thần xuống lầu, lập tức mặt đầy vẻ kính nể tiến lên đón, cười nói, Diệp huynh, ngọc này các rượu và thức ăn, còn hợp ngươi khẩu vị. Cũng không tệ lắm, Diệp Thần hài lòng nói, tiếp theo nhìn lướt qua trên đất sợ hãi nhìn mình Trần Như Phong và Lưu Trấn Võ, Phương huynh, người nhà của bọn họ đã tới. Lưu Trấn Võ và Trần Như Phong thương thế hiển nhiên đã chuyển tốt, hiển nhiên đã có người là bọn họ trị liệu, bất quá hai người vẫn còn là quỳ xuống đất, đây cũng không phải Phương Thông buộc bọn hắn quỳ, mà là hai người từ trong đáy lòng sợ hãi Diệp Thần, không dám vi phạm Diệp Thần mệnh lệnh. Là Lưu Trấn Võ và Trần Như Phong chữa thương, tự nhiên là người nhà của bọn họ. Diệp Thần mới vừa nói xong, hai người người trung niên liền đi lên. Cái này sắc mặt hai người cũng vô cùng làm khó xem, hơn nữa hơi thở vậy vô cùng cường đại. Cái này hai người chính là Lâm gia và Lưu gia trưởng bối. Hai người hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần, thằng nhóc này ra tay lại ác như vậy, cầm Trần Như Phong và Lưu Trấn Võ bị thương thành cái bộ dáng này, thương thế mặc dù có thể khôi phục, có thể bọn họ cũng không dám bảo đảm sẽ hay không lưu lại hậu di chứng, cái này còn tại thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là, lòng của hai người cảnh bị Diệp Thần nghiền nát, cho dù có thể trọng tố đạo tâm, sợ rằng đối với bọn họ tiền đồ cũng có vô cùng ảnh hưởng lớn, thậm chí có thể trở thành bọn họ tâm ma. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không dám đối với Diệp Thần ra tay, một là nghe Phương Thông theo như lời, Diệp Thần là Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Đối với Huyền Nguyệt Tông, bọn họ vẫn là có biết chút chút, mượn hắn cửa 100.000 cái lá gan cũng không dám đối với Diệp Thần ra tay. Hơn nữa, bọn họ cho tới bây giờ đến Ngọc Các Tử Lâu bắt đầu, liền mơ hồ cảm giác một đạo thần niệm uy áp mơ hồ phong tỏa mình, chỉ là thần niệm ở giữa một tia hơi thở, sẽ để cho bọn họ cảm thấy chết âm ảnh. Trong lòng cũng là lớn kinh hãi, chắc hẳn Diệp Thần trưởng bối đang ở phụ cận, bọn họ hơn nữa không dám có cái gì động tác nhỏ. Lưu gia gia chủ, Lưu Vĩnh. Lâm gia gia chủ, Lâm Chính. Hai người cùng chung đối với Diệp Thần nói, bọn họ sắc mặt mặc dù khó khăn xem, đối với Diệp Thần giọng nói chuyện ngược lại vẫn bình thường. Diệp Thần nhàn nhạt nói, hai vị gia chủ, chuyện gì? Lưu Trấn Võ và Trần Như Phong ngang ngược như vậy. Tự nhiên và nhà của bọn họ dài không không quan hệ, Diệp Thần đối với bọn họ giống vậy không có cảm tình gì. Lưu Vĩnh và Lâm khi thấy mình hạ mình hàng quý và Diệp Thần một cái vãn bối chủ động mở miệng, thằng nhóc này liền cái thái độ như vậy. Một cái hỗn nguyên cảnh con kiến hôi lúc nào dám như vậy tự nhủ nói. Diệp Thần vậy lãnh đạm giọng, tựa như giống như một con có lực bàn tay, hung hãn tán ở bọn họ làm gia chủ mặt mũi trên. Thật là để cho người tức giận được điên cuồng. Hơn nữa Diệp Thần đối với bọn họ nhi tử làm chuyện, hai người đều là chán gân xanh không ngừng nhảy, liền muốn một cái tát đập chết Diệp Thần. Ngay tại bọn họ sát ý khẽ nhúc nhích lúc đó, hai người đều là khó hiểu cảm thấy cả người run lên, vậy phong tỏa mình thần niệm lập tức rõ ràng. Lưu Vĩnh và Lâm Chính thân thể run lên, lập tức bỏ đi đối với Diệp Thần ý động thủ, hai người gương mặt đau khổ, cái này Diệp Thần chân thực đủ phách lối. Mình hai người đều tới, còn không chút nào thả qua Trần Như Phong và Lưu Trấn Võ ý nghĩa, bây giờ bọn họ như cưỡng ép mang đi Trần Như Phong và Lưu Trấn Võ, chỉ sợ đối với bọn họ đạo tâm ảnh hưởng lớn hơn. Hai người cũng căm ghét Diệp Thần, nhưng lại cầm Diệp Thần không có biện pháp nào, chỉ có thể hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười, một người cầm ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thần nói. Tiểu đạo hữu, ta hai người dạy dỗ vô phương. Như gió và Trấn Vũ có nhiều chỗ mạo phạm, ta hai người thay bọn họ bồi không phải, đây là một chút tâm ý, mời tiểu đạo hữu vui vẻ nhận. Diệp Thần nghe vậy, vậy thoáng lộ ra vẻ tươi cười, cái này hai người ngược lại là rất lên đường, lúc này nhận lấy túi đựng đồ, thần niệm đi trong đó đảo qua. Bên trong là mấy kiện bảo vệ thân hợp đạo thần khí cùng với cực phẩm tiên đá. Coi như hài lòng, hắn đối với những thứ này không cần, dự định tiện tay đưa cho sắp rời khỏi. Đi tông môn khác Ngô Hạnh Nhi. Ngô Uy mặc dù kinh doanh linh khí trải, nhưng là chủ yếu kinh doanh công kích loại vũ khí, lại là ở Đăng Thiên Thành cái loại đó thành nhỏ, cho nên Ngô Hạnh Nhi cũng không có quá tốt hộ thân linh khí.
Diệp Thần nhận lấy túi đựng đồ, nhàn nhạt nói, hai vị gia chủ, xem Trần Như Phong và Lưu Trấn Võ như vậy yếu được không nhìn nổi, không có sao lại thích mắt chó coi thường người, ỷ thế hiếp người tiện đồ, thường thường sẽ chết rất thảm. Cũng may ta đã vì các người dạy bảo qua, mặc dù đánh được thảm một chút, vậy cũng so mất mạng tốt có đúng hay không? Một cái nhấc tay, các người cũng không cần cảm ơn ta, Hạnh Nhi, Phương Huynh, chúng ta đi thôi. Mọi người vây xem nghe vậy, đều là mặt hiện vẻ khiếp sợ, cái này Diệp Thần, cầm Lưu Trấn Võ và Trần Như Phong đánh cho thành như vậy, đối mặt Lam Hy Thành hai gia tộc lớn gia chủ, lại vẫn một bộ ngươi được cảm ơn ta một phát dáng vẻ, đây chính là thật gia chủ à. Phách lối, thật sự là quá kiêu ngạo. Hỗn nguyên võ giả để cho hợp đạo đỉnh cấp võ giả ăn tất. Bọn họ ngày hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Càng không thể tưởng tượng nổi là, Lưu Vĩnh và Lâm Chính lại trầm mặc. Lưu Vĩnh và Lâm Chính nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, khí thuận lợi đều run rẩy, cả người hơi thở nóng nảy, lại đang cực lực áp chế, bọn họ không thể nào buông xuống thân phận và Diệp Thần gây gổ, cũng không dám đối với Diệp Thần động thủ, cuối cùng, chỉ có thể phát ra một tiếng nặng nề than thở, mang đi nhà mình không ra hồn nhi tử. Đêm đã khuya, Diệp Thần ngồi xếp bằng, vận chuyển thần ma luân hồi quyết, hắn một lần nữa thử nghiệm dẫn động 6 cái thần vương nói, nhưng vẫn không có kết quả. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được luân hồi huyền bia. Diệp Thần thở dài một tiếng. Đột nhiên, Diệp Thần sau lưng lạnh không chừng vang lên một đạo thanh thuần giọng nữ. Sư đệ, cái gì luân hồi huyền bia? Diệp Thần ngẩn ra, chợt xoay người. Nhưng là phát hiện một cái hấp dẫn cô gái đứng ở hắn sau lưng. Đang có nhiều thú vị nhìn chằm chằm hắn. Người phụ nữ này không phải Tử Ngưng còn sẽ là ai? Mấu chốt, hắn từ Tử Ngưng trong con ngươi, không cảm giác được lời nói dối. Nàng cũng không biết luân hồi huyền bia. Diệp Thần cưỡng ép chấn định lại, khẽ cau mày, sư tỷ, ngươi lúc này xuất hiện ở ta gian phòng, không tốt lắm đâu. Dẫu sao ngươi ta trai gái khác biệt. Tử Ngưng gương mặt ửng đỏ, hừ lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú. Ta tới nơi này, chỉ bất quá nói cho ngươi một tiếng, sáng sớm ngày mai cứ tiếp tục lên đường. Còn nữa, ngươi trong miệng luân hồi huyền bia rốt cuộc là thứ gì, nghe giọng ngươi tựa hồ rất trọng yếu. Diệp Thần không để ý tới sẽ Tử Ngưng, hắn có thể cảm giác được túi đá màu đen đang chấn động. Đây là luân hồi huyền bia và luân hồi mộ địa giữa cảm ứng. Hơn nữa, huyết mạch hắn tựa như cũng ở đây hơi cháy. Diệp Thần ánh mắt do dự. Nhưng là cuối cùng, nhưng là hóa là một vẻ kiên định. Hắn không muốn lại kéo. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong tay treo nổi lên một cái chìa khóa. Chìa khóa này chính là từ trên thăng thiên đại đạo điểm cuối lấy được. Cũng là mở luân hồi huyền bia duy nhất cơ hội. Sư tỷ, có một việc, đối với ta rất trọng yếu. Ta một mực do dự có nên nói cho biết hay không ngươi. Bây giờ, ta không dự định che giấu. Trên mình ngươi nhưng có một món đồ, có thể dùng cái này chìa khóa mở ra. Mấy câu nói này nói xong, Diệp Thần cơ hồ nín thở. Hắn có thể chắc chắn, Tử Ngưng không biết luân hồi huyền bia là vật gì. Như bánh xe hồi huyền bia tất nhiên che giấu ở Tử Ngưng trong thân thể. Bất kể như thế nào, bỏ mặc cái gì giá phải trả. Hắn cũng nguyện ý trao đổi. Tử Ngưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, một giây kế tiếp. Mảnh khảnh năm ngón tay nắm chặt, vậy chìa khóa lại bay đến trong tay của nàng. Nàng thần thức nhìn lướt qua chìa khóa, sắc mặt nhất thời đại biến. Bình tĩnh như nước hồ vậy con ngươi, thậm chí tựa như nhấc lên kinh thiên sóng biển. Chìa khóa này ngươi rốt cuộc từ nơi nào được tới? Ngươi vì sao có vật này? Tử Ngưng làm sao có thể không khiếp sợ? Nàng sư tôn ở nàng trong cơ thể phong ấn một cái cổ xưa lại to lớn quan tài đá. Quan tài đá hoàn toàn khép kín. Phía trên lại là tràn đầy vô số cấm chế. Đây là nàng và sư tôn giữa bí mật. Sư tôn một mực cầm nàng làm người thân cận nhất. Lại là đã thông báo vô số lần. Đá này quan ở giữa đồ cực kỳ trọng yếu. Không thể lưu lạc tay người khác. Mấy đời phong ấn. Lại là Huyền Nguyệt Tông bảo vật chấn tông. Bảo vật chấn tông vẫn là Huyền Nguyệt Tông núp ở chỗ sâu bí mật. Người ngoài căn bản không biết. Mặc dù nàng không biết sư tôn tại sao phải làm như vậy,
thì tại sao muốn chọn nàng? Nhưng là có một chút có thể khẳng định, vật này quan hệ đến Huyền Nguyệt Tông tương lai. Mà bây giờ Diệp Thần cho nàng chìa khóa, lại có thể vào vậy quan tài đá ở giữa một đạo dấu vết hoàn toàn trọng hợp. Hiển nhiên, đây cũng là mở quan tài đá tồn tại. Chẳng lẽ Huyền Nguyệt Tông bí mật bị người ngoài biết? Cái này Diệp Thần đến từ thấp võ đại lục, lại có thể cường thế bước lên trên thăng thiên đại đạo cuối. Tuyệt đối có vấn đề. Một giây kế tiếp, Tử Ngưng một chuôi kiếm lạnh lẽo rút ra, sát cơ lạnh như băng phóng thích. Diệp Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như ngươi không cho ta một cái đáp án, bỏ mặc ngươi có phải hay không ta sư đệ, ta cũng sẽ đích thân đem ngươi tru diệt. Cách đó không xa Diệp Thần tự nhiên cảm nhận được cái này uy áp kinh khủng. Bây giờ có một chút có thể xác định, luân hồi huyền bia thật ở Tử Ngưng trong cơ thể. Hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn Tử Ngưng kiếm trong tay, bước ra một bước, không sợ hãi chút nào, Tử Ngưng sư tỷ, ta không thể và ngươi nói bất kỳ cụ thể sự việc, nhưng là vật kia đối với ta lại nói cực kỳ trọng yếu. Ta nguyện ý dùng bất kỳ đồ trao đổi. Tử Ngưng hừ lạnh một tiếng, trao đổi. Ngươi có biết vật kia đối với ta Huyền Nguyệt Tông cực kỳ trọng yếu. Còn nữa, sư tôn từng có giao phó, bất kỳ biết vật kia người, cũng chỉ có thể là người chết. Một giây kế tiếp, Tử Ngưng hóa là một đạo tàn ảnh. Hàn quang lóe lên, đâm thẳng Diệp Thần. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là không có bất kỳ động tác. Hai tay chắp sau lưng, dù là kiếm quang rơi xuống, hắn mắt cũng không chớp một chút. Sắc bén dừng lại. Tử Ngưng kiếm rơi vào Diệp Thần ấn đường chỗ. Khoảng cách 1 cm. Không khí tựa như vào giờ khắc này đọng lại. Tử Ngưng trong mắt lộ vẻ xúc động, nàng đối với Diệp Thần không dưới sát thủ. Nàng biết Diệp Thần có lá bài tẩy, thậm chí đối mặt mình, cũng có đánh lại có thể, nhưng mà Diệp Thần hoàn toàn không có ra tay. Căn bản không xem muốn đoạt Huyền Nguyệt Tông bảo vật chấn tông người. Hơn nữa, Diệp Thần rất giống một người. Đinh! Tử Ngưng tay phải lộn một cái, vậy kiếm lạnh lẽo trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng cắm vào vách tường trên. Hơi lay động, truyền tới thanh âm thanh thúy. Xem ra, sư phụ che giấu ở ta trong cơ thể vậy tòa quan tài đá, kêu luân hồi huyền bia. Ta chưa bao giờ mở ra. Càng chưa bao giờ và người bất kỳ nói tới. Sư phụ nói qua, vậy quan tài đá mở ra, Huyền Nguyệt Tông sẽ có đại kiếp. Thậm chí có thể là sinh tử tồn vong kiếp. Ngươi mới vừa nói, nguyện ý dùng hết thảy trao đổi, vậy ta hỏi ngươi, bằng ngươi bây giờ thực lực, ngươi có thể chống đỡ vậy cái gọi là sống chết đại kiếp sao? Diệp Thần nghe được câu này, con ngươi nhưng là dị thường kiên định. Tử Ngưng sư tỷ, ta thực lực bây giờ mặc dù không đủ, thậm chí ở ngươi trong mắt không chịu nổi một kích. Nhưng là ta hướng ngươi bảo đảm, ta gia nhập Huyền Nguyệt Tông, coi như là Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Ngươi bất kỳ dám động Huyền Nguyệt Tông. Cho dù là linh võ đại lục thiên đạo, ta Diệp Thần cũng dám giết tới thương khung, đạp bể lăng tiêu. Giờ khắc này, Diệp Thần trên mình xông ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Đây là hắn một đường tới tất cả lực lượng ngưng tụ. Cuồn cuộn ma khí giống như một đạo phi gió rơi vào Diệp Thần sau lưng. Còn có huyết khí cùng với canh kim khí, vậy bàn lượn quanh chừng. Giờ khắc này Diệp Thần, giống như ma thần. Tử Ngưng thấy nở ra. Trong mắt cực kỳ phức tạp, nàng đang do dự, Huyền Nguyệt Tông vận mệnh có thể hay không đè ở nơi này người thanh niên trên mình. Có thể hay không? Một giây, 10 giây. Cuối cùng Tử Ngưng dao động, nàng chậm rãi dương ra môi đỏ mọng, nghiêm túc nói, ta có thể cho ngươi cái này cơ hội. Nhưng là ta muốn xác định, trong cơ thể ta phong ấn có cho hay không ngươi cái này cơ hội. Nếu như đạo phong ấn này không kháng cự ngươi. Ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Còn nữa, đem vật này giao cho ngươi trước, ta muốn xin phép sư tôn. Dẫu sao vật này ta cũng không cách nào làm chủ. Tử Ngưng những lời này nói ra, nàng trong lòng cũng là hơi khiếp sợ. Nàng không rõ ràng mình tại sao sẽ nguyện ý cho Diệp Thần cái này cơ hội. Dẫu sao nàng trong cơ thể phong ấn đồ, quan hệ đến Huyền Nguyệt Tông mạch máu. Thậm chí, từ góc độ nào đó mà nói. Nàng cái này hành vi là phản bội Huyền Nguyệt Tông. Nhưng là không biết tại sao, nàng nội tâm thật giống như có một giọng nói đang để cho nàng đáp ứng Diệp Thần. Khoảng thời gian này sống chung, nàng coi là liền hiểu rõ liền Diệp Thần. Diệp Thần cố nhiên thần bí,
nhưng khẳng định không phải cái loại đó tiểu nhân. Thậm chí, Diệp Thần trong lòng có đại nghĩa. Các loại chi tiết, để cho nàng đối với cái này đến từ thấp võ vị diện tiểu sư đệ tràn ngập tò mò. Người nguyện ý không? Tử Ngưng gặp trước mặt Diệp Thần không phản ứng chút nào, uyển chuyển thanh âm vang lên lần nữa. Mà giờ khắc này, Diệp Thần tựa như bị hạnh phúc đập choáng váng. Hắn làm sao có thể không muốn? Bị Vĩnh Hằng Thánh Vương mang tới nơi này, chính là vì vậy một khối trong đó luân hồi huyền bia à? Cố nhiên Tử Ngưng cũng chưa hoàn toàn đáp ứng cầm vật này cho mình. Nhưng là đây ít nhất là một cái thời cơ. Sớm biết như vậy đơn giản, hắn ban đầu liền chủ động nói. Sư tỷ, ta nguyện ý. Diệp Thần chế trụ nội tâm kích động, mở miệng nói. Được. Tử Ngưng sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, một bước bước ra, vậy nhàn nhạt hấp dẫn hoa y hơi múa, lộ ra trắng như tuyết cần cổ hòa thanh thích có thể thấy được xương quai xanh. Quanh thân hiện lên từng cơn ánh sáng, như tuyết vậy nghiêng rơi xuống. Một giây kế tiếp, tay nàng chỉ bắt pháp quyết, vậy quanh thân ánh sáng nổ bắn ra ra. Giống như một cái to lớn bình phong che chở bao phủ cả nhà. Chuyện này quá trọng yếu, ta phải che đậy hết thảy. Còn nữa, chuyện này, thiên biết, người biết ta biết. Không thể có một người khác biết chưa? Tử Ngưng thanh âm nghiêm túc vang lên. Sư tỷ, yên tâm, Diệp Thần nói. Nói xong, hắn giống vậy đem linh thức bên ngoài thả, cẩn thận đến mức tận cùng. Tử Ngưng hài lòng gật đầu một cái, sau đó, lấy ra một quả màu vàng kim ngọc bài. Một giọt máu tươi bước ra. Máu tươi rơi vào trên ngọc bài. Sau đó, cả nhà bị ánh sáng bảy màu tràn ngập. Ngọc bài trôi lơ lửng ở Tử Ngưng đỉnh đầu, vô số cổ xưa phạm văn phun trào. Phạm văn tựa như một thanh kiếm bén, ở Tử Ngưng trước người xé ra một đạo đặc thù không gian. Diệp Thần biết, đó chính là Tử Ngưng trong cơ thể phong ấn. Không gian mở một cái, phong ấn vừa ra, cả nhà gió lớn cuộn sạch. Chung quanh đồ gỗ nội thất toàn bộ hóa là nghiền. Mà Diệp Thần cũng không chịu nổi, cuồng bạo đợt khí trực tiếp đem hắn thân thể đẩy lui, thậm chí, phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng này, thật là vượt qua hết thảy. Dù là tiên tôn cũng không cách nào chịu đựng. Huống chi Diệp Thần. Tử Ngưng sắc mặt thương trắng, nhìn một cái bị thương Diệp Thần, quan tâm nói, người xác định còn muốn xem vật kia. Cái này phong ấn nhưng mà ta sư tôn tự tay trồng, trong này hàm chứa cường giả uy áp và khủng bố nhất kích, vậy tạo hóa cảnh đều khó chịu đựng, huống chi ngươi hỗn nguyên cảnh tầng trời một tu vi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, chật vật đứng thẳng người, lau sạch khóe miệng vết máu. Từng bước hướng Tử Ngưng đi tới, ta có thể. Thật đơn giản ba chữ, hàm chứa Diệp Thần quyết tâm. Sau đó, mỗi đến gần một bước, Diệp Thần chính là phát hiện phong ấn kia uy áp càng kinh khủng hơn. Nói cách khác, vậy phong ấn căn bản không đồng ý Diệp Thần. Phốc, Diệp Thần lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thương trắng đến mức tận cùng. Tử Ngưng hơi ngẩn ra, có chút sợ hãi Diệp Thần xảy ra chuyện. Tốt bụng nói, Diệp Thần, cứ như vậy đi, vậy phong ấn quá mạnh mẽ, hơn nữa không đồng ý người bất kỳ, người gần thêm nữa ta, tương đương với chịu chết. Lời còn chưa nói hết, lực lượng cuồng bạo ầm ầm bùng nổ, Diệp Thần thân thể giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Rồi sau đó, nặng nề đập vào vách tường trên. Một tiếng kinh thiên vang lớn vang khắp. Tử Ngưng vừa định thu hồi phong ấn, Diệp Thần vậy tràn đầy máu tươi tay, chống đỡ mặt đất. Bò dậy. Sư tỷ, không nên tắt. Ta có thể. Diệp Thần thanh âm vang lên lần nữa. Hắn biết, nếu như mình liền nho nhỏ này phong ấn cũng không giải quyết được, còn thức tỉnh cái gì luân hồi huyết mạch. Lại càng không lại có luân hồi huyền bia. Điều không vinh dự này là Tử Ngưng cho hắn khảo nghiệm. Lại là luân hồi huyền bia cho hắn khảo nghiệm. Tử Ngưng thấy Diệp Thần dáng vẻ, hơi lộ vẻ xúc động, nàng muốn nói cái gì. Nhưng vẫn là không có nói ra. Một giây kế tiếp, nàng con người phóng đại. Bởi vì nàng phát hiện Diệp Thần động. Giờ khắc này, Diệp Thần quanh thân vô số ma khí cuộn sạch. Trong mắt đều là lạnh như băng ma khí bao trùm. Người của ma tộc. Tử Ngưng hơi khiếp sợ, dẫu sao người của ma tộc, ở Linh Võ Đại Lục, không hề được hoan nghênh. Huyền Nguyệt Tông lại càng không sẽ chứa một cái người của ma tộc.
Nếu như Diệp Thần thật là ma tộc tàn dư, nàng có thể sẽ buông tha hành động này. Thậm chí có thể ra tay giải quyết Diệp Thần. Ngay tại Tử Ngưng dự định đóng cửa phong ấn thời điểm, Diệp Thần trong cơ thể lao ra một đạo cực kỳ nồng đậm huyết khí. Tử Ngưng ngược lại là không có quá mức bất ngờ, dẫu sao linh võ đại lục người bất kỳ muốn sống đến cuối cùng, trên tay tất nhiên dính không ít người mệnh. Chỉ là, Tử Ngưng vẫn là khẽ cau mày. Bởi vì nàng phát hiện Diệp Thần trên người huyết khí quá đậm. Đây là giết bao nhiêu người? Nàng thậm chí có chút hiếu kỳ, những năm gần đây Diệp Thần trải qua cái gì? Ngay tại nàng hoảng hốt đang lúc, Diệp Thần trong cơ thể lao ra một đạo hổ khổng lồ hư ảnh. Ánh sáng màu vàng bao trùm mở. Hổ khổng lồ hư ảnh trôi lơ lửng ở Diệp Thần trên mình, tựa như giúp Diệp Thần chống cự cái này phong ấn lực lượng. Viễn cổ hung thú, thằng nhóc này luyện hóa viễn cổ hung thú máu tươi. Làm sao có thể? Tử Ngưng giờ khắc này không bình tĩnh. Viễn cổ hung thú cơ hồ đã sớm tiêu tán ở giữa trời đất. Mặc dù cách mỗi trăm năm sẽ từ linh võ đại lục cao cấp buổi đấu giá bên trong truyền ra một ít tiếng gió. Nhưng là loại này buổi đấu giá, chỉ có nhân vật lớn mới có thể tham gia à. Tạo hóa cảnh tu vi cũng không có tư cách. Nhưng mà cái này từ thấp võ thế giới đi lên tiểu tử làm sao có thể có. Hơn nữa, Côn Lôn hư loại địa phương nhỏ này căn bản không có thể có. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thần huyết mạch, yêu tộc người. Tử Ngưng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, phát hiện Diệp Thần đang không ngừng đến gần. Quật cường như một đầu trâu. Xem ra tên này thật quan tâm trong cơ thể ta phong ấn đồ. Tử Ngưng lẩm bẩm nói. Nàng lời còn xa sút hạ, đột nhiên, lại là một đạo long ngâm vang khắp. Sau đó, Tử Ngưng gặp được cả đời này đều không cách nào quên được hình ảnh. Một đầu huyết long hư ảnh lại từ Diệp Thần trong cơ thể chui ra. Huyết long cực kỳ to lớn, thậm chí phải đem cả nhà căng bể. Vậy lạnh như băng quả nhãn tựa như ở coi thường người phàm. Tử Ngưng cảm giác được mình lại có một tia quỳ xuống xung động. Máu này long rốt cuộc lai lịch ra sao? Lại làm sao sẽ xuất hiện ở một cái thấp võ thế giới tiểu tử trên mình? Vậy một rồng một người một con hổ, ba đạo thân ảnh, để cho cả thế giới yên tĩnh. Vô tận uy áp bỗng nhiên tiêu tán. Không biết qua bao lâu sau đó, hết thảy gió êm sóng lặng. Tử Ngưng bên tai đột nhiên vang lên một đạo từ tính thanh âm, sư tỷ, ta đến. Tử Ngưng ngẩn ra, lúc này mới phát hiện Diệp Thần lại phá vỡ phong ấn uy áp, đi tới trước người của nàng. Diệp Thần lại thật làm được. Thậm chí để cho phong ấn cũng thừa nhận. Làm sao có thể? Hai người khoảng cách gần, thậm chí có thể để cho nàng cảm giác được Diệp Thần hô hấp. Tử Ngưng sắc mặt ửng đỏ, không có thừa nói nhảm, ngón tay bắt pháp quyết, nàng trong cơ thể phong ấn chỗ lại chậm rãi xuất hiện một cái to lớn quan tài đá. Cuối cùng quan tài đá nặng nề nện xuống đất. Tử Ngưng lui về phía sau một bước, đem Diệp Thần vậy cái chìa khóa ném cho hắn, cho ngươi, nếu phong ấn thừa nhận ngươi, ngươi tự mình mở ra đi. Thật ra thì, ta cũng tò mò bên trong rốt cuộc là thứ gì. Có phải hay không trong miệng luân hồi huyền bia? Diệp Thần nhận lấy chìa khóa, thân thể khẽ run, hắn gắt gao nhìn chằm chằm quan tài đá lên phong cách cổ xưa phạm văn, biết giờ khắc này vô cùng trọng yếu. Hắn thậm chí đã cảm giác được mình tiên máu sôi trào. Đây là huyết mạch và luân hồi huyền bia liên lạc. Một khi đạt được 10 khối luân hồi huyền bia, hắn luân hồi huyết mạch đem hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó linh võ đại lục, không có ai có tư cách dung chuyển hắn. Linh vận tiên tôn, huyết linh tộc, hồn điện, những thứ này lại coi là cái gì? Diệp Thần buông tay ra, vậy chìa khóa liền bay ra ngoài, sau đó vững vàng rơi vào quan tài đá lần trước cái lỗ hổng chỗ. Rắc rắc, hết thảy trọng hợp, quan tài đá lên cổ xưa phạm văn lại lưu động. Cả thế giới giống như ban ngày. Diệp Thần thậm chí cảm giác được túi màu đen đá muốn lao ra. Hắn cưỡng ép áp chế. Dẫu sao đây là hắn lớn nhất bí mật. Cố nhiên Tử Ngưng không là người xấu, nhưng là cũng không thể biết điều bí mật này. Mấy giây chờ đợi, quan tài đá nắp đột nhiên mở ra, một đạo thất thải ánh sáng từ bên trong lưu lộ ra. Chỉ riêng cái này thất thải ánh sáng lại có thể để cho Diệp Thần và Tử Ngưng đồng thời cảm ngộ được cái gì. Tốt linh khí nồng nặc, cơ hồ vượt qua linh võ đại lục linh khí mấy trăm lần.
thậm chí, Tử Ngưng trên mình đã có một tia đột phá ý. Cùng lúc đó, linh võ đại lục bát ngát trên đất. 10 tiên phong đạo cốt, phân tán ở các nơi địa phương, nấp trong chỗ sâu nhất tu luyện ông già đột nhiên mở mắt ra. Bọn họ bế quan đã trăm năm. Đây là lần đầu tiên mở ra. Bọn họ trong mắt có nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ ý. Lại là hai miệng đồng thanh nói, cái gì? Luân hồi huyền bia lại lần nữa ra đời. Chẳng lẽ, có người muốn thức tỉnh trong truyền thuyết luân hồi huyết mạch? Luân hồi huyền bia tái hiện nhân gian, chẳng lẽ cái đó mãi mãi truyền lưu truyền thuyết thật muốn thực hiện? 10 người không nói nhảm nữa, rối rít lấy ra mình pháp bảo, thậm chí bước ra một giọt máu tươi. Ngưu toàn tra xem luân hồi huyền bia tung tích. 10 người này, bất kỳ một người nào dậm chân một cái đều có thể đưa đến linh võ đại lục động đất. Cùng thời khắc đó, một cái ông già đang đỉnh núi uống rượu. Hắn cầm trong tay một cái hồ lô rượu, gương mặt ửng đỏ, trong miệng còn hát ca. Biết bao không câu chấp. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra ông già. Chính là vậy Vĩnh Hằng Thánh Vương. Đột nhiên, uống rượu Vĩnh Lão phát giác cái gì, còn người có giúp một cái, chợt đem bầu rượu buông xuống. Rượu tràn ra, nếu như đổi bình thường, Vĩnh Lão tất nhiên lòng thương yêu không dứt. Nhưng là bây giờ, trong mắt hắn cực kỳ nghiêm túc. Thằng nhóc này lại có thể thật tiếp xúc tới quả thứ nhất luân hồi huyền bia. So ta tưởng tượng nhanh hơn được hơn. Nếu như cùng hắn hoàn toàn luyện hóa, sự kiện kia ta cũng nên nói cho hắn biết. Còn như bây giờ, lão phu giúp ngươi xoa một chút cái mông đi. Ta Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn chúng người, những cái kia nửa bước thái hư cảnh lão gia cũng muốn khám phá. Buồn cười. Nói xong, Vĩnh Lão ngũ chỉ hướng về phía thương khung một chảo, lòng bàn tay ánh sáng bắn ra bốn phía, tựa như một ngôi sao vào tay. Rồi sau đó, Vĩnh Lão luyện lòng vật, hóa là đầy trời ánh sao che ở trước mặt hắn. Lại là hình thành một bộ to lớn sáng lên bàn cờ. Một chút giang sơn, phá ý trời, mãi mãi cuộc cờ, ta Vĩnh Hằng. Mở. Lời nói rơi xuống, vậy xa xôi đất 10 tiên phong đạo cốt ông già đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt thương trắng đến mức tận cùng. Thậm chí, bọn họ trong mắt có một đạo sâu đậm kinh hoàng. Mới vừa rồi lại có người phong bế hết thảy. Người nọ rốt cuộc cái gì tu vi? Đây là cảnh cáo. 10 người không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng ăn vào một viên đan dược bắt đầu chữa thương. Còn như bánh xe hồi huyền bia tung tích, bọn họ không dám lại tra xét. Coi như vật kia chân quý nữa, vậy kém hơn mạng mình à. Huống chi, thức tỉnh luân hồi huyết mạch vô cùng khó khăn. Đạt được luân hồi huyền bia thì như thế nào? Hình ảnh quay về, Diệp Thần gian phòng quan tài đá xây đã hoàn toàn mở ra. Một cổ cuộc bể dâu hơi thở đập vào mặt. Quan tài đá bên trong yên lặng nằm một khối đá bia. Tử Ngưng mắt đẹp nhìn lướt qua, chính là cảm giác được một cổ hô hấp không thuận, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt quang. Nàng mơ hồ thấy được mấy chữ. Chính là Diệp Thần trong miệng luân hồi huyền bia. Hơn nữa bia đá ở giữa còn có một cái phong cách cổ xưa chữ viết. Tựa hồ là viễn cổ mới chữ. Cực kỳ huyền diệu. Chỉ tiếc, tấm bia đá này uy áp thật đáng sợ, nàng không thể hơn xem. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Nhưng là kinh ngạc phát hiện Diệp Thần đang gắt gao nhìn chằm chằm quan tài đá ở giữa luân hồi huyền bia. Không bị ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể? Chẳng lẽ vật này thật thuộc về Diệp Thần? Mà giờ khắc này Diệp Thần trong lòng nhấc lên mọi thứ sóng biển. Luân hồi huyền bia, hắn rốt cuộc đến lúc. Hắn thậm chí cảm giác mình máu tươi đang sôi trào. Hơn nữa có một giọng nói đang nhắc nhở hắn lập tức luyện hóa. Bất quá Diệp Thần không có xung động, vật này dẫu sao thuộc về Huyền Nguyệt Tông. Hắn đáp ứng Tử Ngưng chỉ là tháo ra phong ấn liếc mắt nhìn, còn như cụ thể thuộc về, còn phải chờ tới Huyền Nguyệt Tông, do Tử Ngưng sư tôn định đoạt. Diệp Thần còn phát hiện, cái này luân hồi huyền bia lại và luân hồi mộ bia bên trong trăm tấm bia đá, chất liệu nhất trí. Uy áp cực kỳ khủng bố. Bất quá bởi vì màu đen đá tồn tại, hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Đột nhiên, Diệp Thần đưa tay ra, từ từ đến gần. Ngón tay chạm tới vậy yên lặng nằm luân hồi huyền bia. Tử Ngưng bản muốn ngăn cản, nhưng vẫn là không có làm như vậy.
Nàng từ Diệp Thần trong ánh mắt cảm nhận được lau một cái đặc thù trang nặng. Ngay tại Diệp Thần ngón tay chạm được luân hồi huyền bia nháy mắt. Luân hồi mộ địa bên trong, một khối mộ bia ánh sáng bắn ra bốn phía. Diệp Thần hơi ngạc nhiên mừng rỡ. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc. Lại có một vị đại năng có thể dẫn động. Tiêu Diêu Thần Quân và khác hai vị đại năng, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là cuối cùng tới từ thượng cổ Côn Lôn hư. Thực lực ở linh võ đại lục bị giới hạn. Hơn nữa, ba người lực lượng đã bị mình dùng không thiếu. Sợ rằng phải không được bao lâu thì sẽ tiêu tán. Hắn cần một vị mới tinh đại năng. Mà bây giờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chạm được khối này luân hồi huyền bia lại thức tỉnh một vị đại năng. Bất quá hắn không có lập tức đi dẫn động. Vật này ngươi muốn nó dùng làm gì? Tử Ngưng đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thần thu tay về, ánh mắt bình tĩnh như nước, trả lời, sư tỷ, mỗi một cái võ giả đều có mình bí mật, không phải sao? Tử Ngưng ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Quan tài đá khép lại, lần nữa phong ấn nhập nàng thân thể. Người cái này nhóc còn có thể có bí mật gì, bất quá trước mắt xem ra, cái này luân hồi huyền bia xác thực đối với người hữu dụng. Nhưng là, nếu như người muốn luân hồi huyền bia, ta còn muốn hỏi ta sư tôn. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta mang ngươi lên Huyền Nguyệt Tông. Nói xong, Tử Ngưng lưu lại một đạo thanh thơm, túm tròn trịa vật, rời đi Diệp Thần gian phòng. Bên trong căn phòng chỉ còn lại Diệp Thần một người. Diệp Thần không nói nhảm, đi thẳng tới luân hồi mộ địa khối kia có thể dẫn động trước mộ bia. Tiêu Diêu Thần Quân, Chu Diệt Thần Quân, Chín Vũ Thần Quân đã ở nơi đó chờ. Cái này mộ bia tựa hồ có chút không bình thường. Như quả không ra ngoài dự liệu, người này so băng kiếm tiên tôn mạnh hơn. Tiêu Diêu Thần Quân nói. Chín Vũ Thần Quân mắt đẹp chớp động, khẩn cấp nói, Diệp Thần, nếu không ngươi bây giờ dẫn động xem, thỏa mãn một chút chúng ta tò mò. Khoảng cách ta tiêu tán thời gian xong hết rồi, ta cũng không muốn có tiếc nuối. Diệp Thần gật đầu một cái, năm ngón tay chạm được vậy mộ bia trên. Một giây, hai giây, mười giây. Không có bất cứ động tĩnh gì. Bầu không khí cực kỳ lúng túng. Diệp Thần khẽ cau mày, đây là cái gì quỷ? Lời nói mới vừa rơi xuống, một đạo cực kỳ lực lượng kinh khủng đột nhiên phun trào. Diệp Thần cả người bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề nện xuống đất. Văng lên cuồn cuộn bụi đất. Hơn nữa, một đạo thanh âm thanh thúy từ mộ bia bên trong truyền ra. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Mộ bia yên lặng. Diệp Thần bò dậy, lúc này mới chợt hiểu. Có chút mộ bia cố nhiên có thể dẫn động, nhưng là bất đồng mộ bia, đại biểu bất đồng đại năng. Vị này đại năng hẳn là có tỷ khí chủ. Không nhất định nguyện ý lập tức giúp mình. Còn nữa, để cho Diệp Thần kỳ quái chính là, nghe thanh âm, cái này đại năng tuổi không lớn lắm. Vẫn là nói tu luyện nào đó công pháp, cố ý thay đổi thanh âm. Tiêu Diêu Thần Quân đi tới, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. An ủi, xem ra cái này mộ bia ở giữa tồn tại, không tốt sống chung. Cũng hoặc là nói, hắn đang khảo nghiệm ngươi. Chỉ có thể cùng đi, hắn ở bên trong ngây ngô không được quá lâu, rất nhanh liền ra tới. Diệp Thần gật đầu một cái, sâu đậm nhìn một cái khối kia mộ bia, rời đi luân hồi mộ địa. Ngày thứ hai, Tử Ngưng mang Diệp Thần đám người đi tới một cái đổ sộ sân rộng. Trong quảng trường đậu ba chiếc vô cùng to lớn phi thuyền. Và ba phiến vừa vặn có thể để cho phi thuyền thông qua cửa. Diệp Thần ngược lại là phát hiện, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Tử Ngưng xem hắn ánh mắt cũng cổ quái mấy phần. 10 phút sau đó, Diệp Thần các người leo lên phi thuyền, cửa từ từ mở ra, sau cửa lại là một cái lưu chuyển màu tím đậm quang đái không gian đường hầm. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên ngồi không gian phi thuyền, không khỏi có chút rung động, hắn đứng ở trên bong ngưng mắt nhìn vậy thâm thúy không gian đường hầm. Không khỏi nghĩ tới mình thông qua thăng tiên lối đi trải qua. Hắn nuốt nước miếng một cái, đối với bên cạnh Tử Ngưng hỏi, sư tỷ, cái này không gian trong hầm, có thể sẽ phải chịu thời không chảy loạn ảnh hưởng. Tử Ngưng không nhịn được nói, nào có như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Mặc dù có thể phát sinh, nhưng là vậy tỷ lệ cực thấp, lần trước không gian đường hầm phát sinh chảy loạn, đã là mấy vạn năm trước chuyện. Hơn nữa, người biết ngồi một lần phi thuyền đắt bao nhiêu sao?
Cái này trên phi thuyền trang bị đầy đủ hết các biện pháp đề phòng, cho dù có thời không chảy loạn xuất hiện, vậy sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Thần nhìn Tử Ngưng sững sốt một chút, không biết cái này bình thường kiều mị mê người thiếu phụ ngày hôm nay làm sao lớn như vậy nóng nảy, chẳng lẽ là thân thích tới. Đây là trên phi thuyền vang lên một cái vang dội thanh âm nói, phi thuyền thì phải khởi hành, mời các vị hành khách tiến vào riêng mình phòng riêng. Tử Ngưng nói, tốt lắm, phòng riêng ở phi thuyền nội bộ, chúng ta vậy đi xuống đi, trên phi thuyền phòng riêng là một người một gian, bất quá, Long Huyền, Diệp Thần, ta có chuyện và các ngươi nói, tới ta gian phòng một chuyến. Long Huyền và Diệp Thần hai mắt nhìn nhau một cái, đều là vẻ hiếu kỳ, đi theo Tử Ngưng đi tới phòng riêng bên trong. Theo phi thuyền khởi động, Tử Ngưng nói, bây giờ, là thời điểm và các ngươi nói một chút gia nhập Huyền Nguyệt Tông sau một ít chuyện. Các ngươi biết, Thăng Long thi đấu sao? Thăng Long thi đấu, Diệp Thần và Long Huyền đều là lắc đầu một cái. Tử Ngưng nói, đầu tiên, ta phải nói cho các ngươi, Huyền Nguyệt Tông mặc dù là linh võ đại lục nhất lưu thế lực, nhưng là, bên trong tông thiên tài chân chính, nhưng có thể không có ở đây chúng ta Huyền Nguyệt Tông bên trong. Long Huyền hỏi, đây là vì sao? Bởi vì Tử Ngưng trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia nhớ lại vẻ, linh võ đại lục có một tòa thần hỏa học viện, nơi đó, là thật chính thích hợp thiên tài trưởng thành chi địa. Nói tới chỗ này Tử Ngưng cười một tiếng nói, đã từng, ta cũng ở thần hỏa trong học viện học qua. Diệp Thần nghe vậy hơi kinh hãi. Cái này thần hỏa học viện, chẳng lẽ so tông môn nhất lưu bên trong, trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền, tu hành đãi ngộ càng ưu việt. Các ngươi khẳng định đang suy nghĩ, chẳng lẽ cái này thần hỏa học viện, so tông trưởng lão trong môn đệ tử đãi ngộ tốt hơn? Ta có thể khẳng định được nói cho các ngươi, cho dù là Huyền Nguyệt Tông như vậy tông môn nhất lưu, đang tu hành tài nguyên lên, cũng không cách nào và thần hỏa học viện như nhau. Bất quá, thần hỏa học viện có quy định. Mỗi học sinh cả đời nhất hơn tại học viện bên trong học tập thời gian trong 3 năm, 3 năm sau vẫn là phải trở về thuộc quyền thế lực. Chủ yếu nhất là, ở linh võ đại lục, biết thần hỏa người học viện, rất ít. Diệp Thần không hiểu nói, tu hành như vậy thánh địa, không nên trên đời nổi tiếng sao? Tại sao người biết rất ít? Tím chăm chú nhìn bên trong sạch bóng chớp động nói, bởi vì, gia nhập thần hỏa học viện học sinh, đều là linh võ đại lục trung cực thiên tài. Cũng là linh võ đại lục tương lai trụ, nếu như người biết quá nhiều, khó bảo toàn không bị người cố ý để mắt tới. Diệp Thần gật đầu nói, quả thật như vậy, bất quá, cái này lại và cái đó Thăng Long thi đấu có quan hệ thế nào? Tử Ngưng nói, thần hỏa học viện há là như vậy dễ dàng gia nhập, cho dù là tuyệt thế thiên tài, muốn gia nhập trong đó, cũng là muôn vàn khó khăn, mà Thăng Long thi đấu, chính là thần lửa học viện tuyển chọn tư chất ưu tú học sinh mà tồn tại. Đầu tiên, chỉ có thế lực lớn đệ tử, hoặc là một ít lão quái vật đề cử người, mới có tư cách tham gia Thăng Long thi đấu. Cũng chính là nhất lưu, nhị lưu, tam lưu thế lực đệ tử mới có tư cách tham gia. Hơn nữa, cho dù là linh võ đại lục cao cấp nhất nhất lưu thế lực, như vậy thế lực, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, như vậy thế lực, cũng chỉ có thể phân phối đến 5 cái danh sách đề cử. Mà chúng ta Huyền Nguyệt Tông ở nhất lưu trong thế lực thuộc về bên trong cùng trình độ, có thể được 3 cái số người, nhị lưu thế lực 2 cái, mà tam lưu trong thế lực, đứng đầu nhất một nhóm kia, có thể được một chỗ. Sau đó Tử Ngưng xem Quang Đông lại một cái, mỗi cái tông môn hoặc gia tộc đề cử đệ tử, phải là trong tông môn bí truyền đệ tử, hoặc là gia tộc lớn ở giữa nòng cốt người thừa kế. Bí truyền đệ tử là cái gì? Và trưởng lão đệ tử thân truyền lại có cái gì khác biệt? Diệp Thần hỏi. Hắn mặc dù đối với những thứ này không có hứng thú, dẫu sao hắn đến Huyền Nguyệt Tông, đạt được Tử Ngưng sư tôn câu trả lời, liền sẽ rời đi Huyền Nguyệt Tông. Vật này và hắn không có bất luận quan hệ gì, thậm chí, hắn cũng chỉ sẽ ở Huyền Nguyệt Tông treo cái tên mà thôi. Hắn độc lai độc vãng thói quen, cũng không sẽ ở cái gì tông môn. Nhưng là, hắn nếu muốn ở linh võ đại lục sinh tồn, đối với một ít thứ biết hơn, tổng không có chỗ xấu. Các ngươi thân phận bây giờ là Huyền Nguyệt Tông đệ tử nội môn. Tử Ngưng nói, mà ở Huyền Nguyệt Tông bên trong, đệ tử nội môn nếu là muốn bái nhập trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão môn hạ, thì nhất định phải thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chân truyền, mới có tư cách, mà đệ tử chân truyền, cũng là một cái trong tông môn ưu tú nhất một nhóm đệ tử.
Cho nên Long Huyền nói, chúng ta chính thức gia nhập Huyền Nguyệt Tông sau đó, còn cần thành công thông qua khảo hạch, mới có thể trở thành trưởng lão đệ tử. Không sai, cho dù các ngươi là ta nhìn chúng thiên tài, cũng không thể ngoại lệ, nếu không không cách nào phục chúng, hơn nữa, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Tử Ngưng nói tiếp, mà cái gọi là bí truyền đệ tử, là một cái tông môn bí mật đào tạo đệ tử, cũng là một cái tông môn chân chính nghiêng hắn tất cả tài bồi, cũng ký thác kỳ vọng rất lớn đệ tử, thông thường mà nói, bí truyền đệ tử cũng sẽ ở đệ tử chân truyền chúng tuyển ra, thường thường xuất từ thái thượng trưởng lão môn hạ. Diệp Thần nói, sư tỷ, người năm đó cũng là Huyền Nguyệt Tông bí truyền đệ tử. Tử Ngưng có chút kiêu ngạo cười nói, đó không phải là nói nhảm. Ta năm đó nhưng mà Huyền Nguyệt Tông đệ tử trong suy nghĩ nữ thần nha. Bí truyền đệ tử chỗ tốt nhiều lắm, những thứ này chờ các ngươi trở thành bí truyền đệ tử sau thì sẽ biết. Ta sở dĩ nói, các ngươi thời gian không nhiều lắm, là bởi vì là, lần này Thăng Long thi đấu, nửa năm sau thì phải cử hành. Long Huyền nói, cái này Thăng Long thi đấu, kết quả là làm sao cái so pháp. Tử Ngưng nói, tham gia Thăng Long thi đấu đệ tử, trừ thế lực lớn bí truyền đệ tử cái yêu cầu này bên ngoài, còn muốn tuổi tác ở 25 tuổi trở xuống, thuộc về linh võ đại lục bên trong thế lực lớn, tỉ thí phương pháp rất đơn giản, chính là chiến đấu. Chiến đấu. Linh võ đại lục biên giới, hàng năm một lần thăng thiên thi đấu, sẽ có gần 10.000 người tham gia, đừng cảm thấy hơn, những người này, có thể nói là từ mấy trăm tỷ người bên trong lan truyền ra thiên tài, sau đó, sẽ lấy phân tổ hình thức, tiến hành chiến đấu. Cuối cùng, vạn người chiến bên trong, trước 49 tên thiên tài trong thiên tài, sẽ trở thành là thần lửa học viện học sinh. Diệp Thần và Long Huyền nghe vậy, ánh mắt cũng ngưng trọng một phần, trong đó độ khó, có thể tưởng tượng được. Đồng thời, Diệp Thần nghĩ tới Tư Không Phi Tinh tự nhủ câu nói kia, chẳng lẽ, Tư Không Phi Tinh chỉ chính là cái này Thăng Long thi đấu. Tử Ngưng nhìn Diệp Thần và Long Huyền ngưng trọng dáng vẻ, không khỏi nghĩ tới mình năm đó. Mỉm cười nói, bất quá mà, các ngươi trước không cần cân nhắc xa như vậy, dưới mắt, trước qua đệ tử chân truyền một cửa ải kia đi. Trở thành đệ tử chân truyền có hai loại con đường, một loại, là thông qua trong tông môn tuyển chọn thi đấu, còn có một loại, là hoàn thành tông môn ban bố chân truyền nhiệm vụ, tông môn tuyển chọn thi đấu ở 3 tháng sau, thời gian quá dài, các ngươi chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai phương thức. Long Huyền nghe vậy gật đầu một cái, đổ không có quá để ý. Hắn thực lực cũng căn bản vượt qua hợp đạo cảnh giới, đối với cái gọi là chân truyền nhiệm vụ, cũng không có quá lớn lo lắng. Long Huyền nghĩ tới điều gì, hỏi tiếp, cái này ngược lại không có gì, vậy phải như thế nào trở thành bí truyền đệ tử đâu? Tử Ngưng thu nụ cười lại, hơi có vẻ ngưng trọng nói, muốn không được bao lâu, tuyển chọn bí truyền đệ tử bí cảnh thực tập liền muốn bắt đầu, các ngươi cần ở 7 ngày bên trong trở thành đệ tử chân truyền, tham gia bí cảnh thực tập. Bay Phượng Thành là linh võ đại lục vô cùng là phồn hoa phần lớn thành một trong, mà Bay Phượng bên ngoài thành có một tòa nguy nga cao vút, cắm thẳng vào trời cao đại sơn, tên là núi Phi Phượng, nổi tiếng linh võ đại lục Huyền Nguyệt Tông tọa lạc tại cái này núi Phi Phượng đỉnh núi chỗ. May là lấy Diệp Thần tâm tính, thấy cái này núi Phi Phượng, cũng theo đó rung động. Ở Tử Ngưng dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần ba người ngồi phi thuyền, đi tới đỉnh núi chỗ Huyền Nguyệt Tông chỗ. Dõi mắt nhìn lại, mây khói lượn lờ, thủy thải thiên điều, khắp nơi đều là kỳ hoa dị hủy, chim quý linh thú, lui tới đệ tử phần lớn người mặc bụi đất, xanh lơ, hắc ba màu đạo bào nơi cổ áo minh in trong mây trăng tròn khắc hoa văn. Tử Ngưng một bên rơi xuống phi thuyền, một bên giải thích áo bào cho là đệ tử tạp dịch, thanh bào chính là ngoại môn đệ tử, hắc bào là đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền là áo bào tím, bí truyền đệ tử thì không có đặc định trang phục. Tử Ngưng mang ba người đi tới một nơi trước đại điện, dặn dò các ngươi ba người ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi đem tình huống nói cho trưởng môn và các vị trưởng lão, sau đó Diệp Thần và Long Huyền theo ta đi vào. Sau đó, Tử Ngưng nhìn về phía Diệp Thần, nghiêm túc nói, còn như chuyện ngươi, ta sẽ đích thân bẩm báo sư tôn. Chỉ là không biết sư tôn có phải hay không đang bế quan. Nói xong, nàng trước gọi một người đệ tử đem Ngô Hạnh Nhi thu xếp ổn thỏa. Ngô Hạnh Nhi tông môn mặc dù không ở Huyền Nguyệt Tông, nhưng cũng ở đây vùng lân cận. Tử Ngưng đẩy ra cửa điện, bước vào đại điện bên trong. Lúc này, đại điện vùng lân cận, hai người mặc hắc bào Huyền Nguyệt Tông đệ tử đi tới. Triệu Phong,
Người nghe nói không, tím trưởng lão nàng mới vừa rồi thật giống như trở về. Một người lại cao lại tráng mặt đen đệ tử nói. Một người khác sắc mặt tái nhợt đệ tử nội môn hừ lạnh nói, nghe nói còn mang theo hai cái rác dưới thăng tiên giả trở về, những thứ này thấp võ thế giới rác dưới, cũng xứng gia nhập ta Huyền Nguyệt Tông. Vậy mặt đen đệ tử tên là Hàn Lăng Đào, sắc mặt tái nhợt đệ tử tên là Triệu Phong, đều là Huyền Nguyệt Tông tương đối nổi danh nội môn võ giả, thả ở bên ngoài vậy coi là giỏi lắm thiên tài. Hàn Lăng Đào đồng ý hơi gật đầu một cái nói, hơn nữa, chúng ta vì từ ngoại môn đệ tử tấn thăng là đệ tử nội môn, chịu bao nhiêu khổ, dựa vào cái gì những thứ này thăng tiên giả, thứ nhất là có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Triệu Phong lạnh lùng nói, cái này hai cái phế vật nếu để cho ta nhìn thấy, ta nhất định phải dạy bảo bọn họ. Triệu Phong là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Triệu Bình hậu bối, Triệu Bình đối với hắn nhất là thương yêu, cho nên, hắn ngược lại không sợ Tử Ngưng tức giận. Trọng yếu hơn chính là, năm ngoái đệ tử chân truyền khảo hạch bên trong, mình thiếu chút nữa thì có thể thuận lợi trở thành Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền, kết quả lúc này, rất miễn cưỡng đi ra một cái thăng tiên giả. Ở khảo hạch bên trong chiến thắng mình, hại được Triệu Phong cùng đệ tử chân truyền lỡ mất dịp may, từ đây, Triệu Phong lại càng phát căm ghét những thứ này thăng tiên giả. Nếu như thấy, ta nhất định phải để cho những thứ này hèn hạ thăng tiên giả bỏ ra điểm giá phải trả. Triệu Phong ở trong lòng giống giận. Rất nhanh, hai người liền trải qua trước đại điện, ánh mắt hướng Diệp Thần và Long Huyền trên mình quét tới. Hàn Lăng Đào nói, xem bọn họ ăn mặc. Hẳn không phải là ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử chứ? Chẳng lẽ chính là hai phế vật kia? Triệu Phong cười khẩy nói, đi, Lăng Đào, chúng ta đi biết một chút về cái gọi là thiên tài thăng tiên giả phong thái. Thần niệm cảm ứng được, hắn nụ cười càng thêm khinh thường, rác dưới chính là rác dưới, một cái hợp đạo cảnh, một cái mới hỗn nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Triệu Phong cơ hồ muốn không nhịn được bật cười, hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên, đừng nói ngoại môn đệ tử. Cho Huyền Nguyệt Tông làm đệ tử tạp dịch còn thiếu không nhiều. Triệu Phong hướng Diệp Thần hai người vị trí đi tới, càng ngày càng căm tức, dựa vào cái gì bọn họ như thế tùy tiện là được là nội môn đệ tử. Triệu Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của hai người, nổi cơn giận dữ, coi như hắn có Huyền Nguyệt Tông trưởng lão chiếu cố, vẫn là mất một phen công phu, mới có thể thuận lợi trở thành đệ tử nội môn, nhưng mà những thứ này cấp thấp thăng tiên giả đâu. Hàn Lăng Đào và Triệu Phong đến gần hai người, mơ hồ có thể nghe được hai tiếng người nói chuyện, Long Huyền và Diệp Thần tựa hồ đang thảo luận ý cảnh. Cái này hai cái tu vi dưới đáy phế vật cũng có tư cách thảo luận ý cảnh. Triệu Phong trên mặt cười nhạo vẻ nồng hơn. Các ngươi nhưng mà theo tím trưởng lão tới trước thăng tiên giả. Triệu Phong vừa đi đến hai người bên cạnh, liền không khách khí hỏi. Diệp Thần nhìn lướt qua Triệu Phong và Hàn Lăng Đào trên người quần áo đen, cau mày nói, đúng vậy. Hai vị nhưng mà Huyền Nguyệt Tông đệ tử nội môn. Xưng hô như thế nào? Hắn mơ hồ cảm giác, cái này hai người không phải tới kết bạn. Ha ha ha, Triệu Phong xác định Diệp Thần thân phận của hai người sau đó, lúc này phát ra cười to một tiếng nói. Hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên, đây chính là thăng tiên giả ở giữa thiên tài sao? Liền cái này tư chất vậy có thể gia nhập ta Huyền Nguyệt Tông? Tím trưởng lão đây là thế nào? Lại chọn phế vật như vậy tới ta Huyền Nguyệt Tông, chẳng lẽ những thứ khác thăng tiên giả so ngươi càng rác dưới? Không sợ làm bẩn ta Huyền Nguyệt Tông danh tiếng sao? Long Huyền nghe vậy, ánh mắt run lên, Diệp Thần ở thăng tiên thi đấu bên trong thắng được hắn, hơn nữa một đao đánh chết hợp đạo cảnh võ giả, thực lực cũng ở đây trên hắn, cho nên, Long Huyền một mực cầm Diệp Thần làm đối thủ của mình, nếu là hắn Long Huyền đối thủ, há lại cho những thứ này hạng người xấu làm nhục. Hắn đang chuẩn bị tiến lên một bước, lại bị Diệp Thần ngăn lại. Diệp Thần bình thản ánh mắt thoáng qua Triệu Phong và Hàn Lăng Đào, cái này hai người tuổi tác chừng 20 tuổi, đều là hợp đạo tầng 7 thiên tu vi, hơn nữa hơi thở dâng trào, xa xa mạnh hơn giống vậy tầng 7 thiên vũ người. Diệp Thần ánh mắt híp một cái, đây chính là nhất lưu thế lực mạnh mẽ sao? Hai cái đệ tử nội môn thì có như vậy thực lực, quả thật giỏi lắm. Bất quá! Đó là Huyền Nguyệt Tông mạnh mẽ, cái này hai người, Diệp Thần còn không để vào mắt. Nghe được Triệu Phong giễu cợt, Diệp Thần nhàn nhạt nói, nếu như ngươi có cái gì bất mãn, ở trước mặt trưởng môn nói chính là, cần gì phải ở chỗ này trắng phí miệng lưỡi. Long Huyền nghe vậy sững sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần,
Diệp Thần đây là thế nào? Cùng ngày hắn đối mặt Vàng Sán cũng chút nào không để cho, cường thế cực kỳ, ép được Vàng Sán liên tục biến sắc, cuối cùng bị Diệp Thần một đao chém chết, vậy bá đạo khí thế thậm chí để cho Long Huyền cũng đối với Diệp Thần nổi lên kinh ý. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Thần lại thật giống như đối với cái này hai người nhượng bộ, hắn bá đạo, hắn cuồng ngạo đi nơi nào? Chẳng lẽ, Diệp Thần cũng sợ? Đi tới nơi này Huyền Nguyệt Tông bên trong, hắn vậy bắt đầu nịnh nọt. Dẫu sao, Vàng Sán mạnh hơn nữa, cũng chỉ là thăng tiên các cái loại đó thế lực nhỏ sứ giả mà thôi, giết thì giết, nhưng mà, đắc tội Huyền Nguyệt Tông một cái đệ tử nội môn, tạo thành hậu quả có thể xa lớn xa hơn chém chết Vàng Sán. Nghĩ tới đây, Long Huyền nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng, nguyên lai, Diệp Thần cũng là loại người này, ở cường đại thế lực trước mặt, hắn vậy sẽ cúi đầu, vậy sẽ tiếp nhận người khác đối với mình làm nhục, loại người này, không có giá trị mình phải tôn trọng. Mà Triệu Phong nghe được Diệp Thần mà nói, sắc mặt hơn nữa liều lĩnh, hắn nơi nào nghe không hiểu, Diệp Thần nói như vậy, liền thì không muốn cùng hắn tranh chấp. Chính là cái này hỗn nguyên cảnh tầng trời một thấp võ thế giới rác dưới sợ. Vốn đang lấy là các ngươi những thứ này thăng tiên giả có chút kiêu ngạo. Triệu Phong nhìn về phía Diệp Thần, đầy mặt khinh miệt. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có rác dưới, còn kinh sợ muốn mạng, thật là và những cái kia cả ngày ở trong đống rác lật tìm thức ăn, thấy được người liền hù được chạy mất dạng chó hoang như nhau. Ta khuyên ngươi, vẫn là thừa dịp còn sớm thối lui ra Huyền Nguyệt Tông tốt. Nơi này không phải ngươi đống rác, không có rác dưới cho ngươi ăn, ngươi sẽ chết đói. Diệp Thần càng mềm yếu, thì càng chứng minh hắn không có thực lực, vậy lại càng muốn đạp vào chỗ chết. Long Huyền chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi đây còn có thể nhẫn sao? Cái này còn chưa động thủ sao? Chỉ gặp Diệp Thần lãnh đạm nhìn một cái Triệu Phong, lắc đầu một cái, tự nhiên rời đi. Hắn tới Huyền Nguyệt Tông không muốn cùng người bất kỳ có đồng thời xuất hiện. Hắn chỉ cần luân hồi huyền bia. Thấy Tử Ngưng sư tôn, là đủ rồi. Còn như trước mắt tên hề nhảy nhót, và luân hồi huyền bia so với, không đáng giá một đề ra. Long Huyền trong mắt vậy một tia hy vọng cuối cùng vậy mất đi, Diệp Thần lại thật sự là loại phế vật này. Ta đã từng cầm phế vật như vậy làm đối thủ của mình. Long Huyền không khỏi được lộ ra một tia tự giễu nụ cười, Diệp Thần thật sự là quá làm cho hắn thất vọng. Lúc này hắn cũng đúng Triệu Phong hai người mất đi hứng thú, hừ lạnh một tiếng đi cùng Diệp Thần lúc rời đi hướng ngược lại đi tới. Chờ một chút, Triệu Phong đột nhiên quát lên, ai cho phép các ngươi đi? Hắn lúc này đã lại không có một tia thu liễm ý nghĩa, vậy hợp đạo cảnh người ngược lại thì thôi, cái này hỗn nguyên cảnh tầng trời một phế vật, nhất định phải hoàn toàn giết chết, mới có thể rõ ràng hắn mối hận trong lòng. Diệp Thần dừng chân một cái, chậm rãi xoay người lại. Trên mặt mang một tia nụ cười thản nhiên, nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong một cái chớp mắt này, trên mình tản mát ra một hồi kinh thiên sát khí, lại để cho Long Huyền, Triệu Phong và Hàn Lăng Đào đều là trong lòng rét một cái, hơi biến sắc mặt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười nói, còn có cái gì chỉ giáo? Triệu Phong nghe được Diệp Thần lễ phép giọng, trong bụng buông lỏng một chút, phế vật chính là phế vật, có thể tung lên cái gì đợt sóng? Mới vừa mới khẳng định là cảm giác, còn bị phế vật này sợ hết hồn. Ngươi cười mẹ ngươi đâu? Triệu Phong chợt quát lên, ngươi mẹ hắn điếc. Ta kêu ngươi mẹ hắn cho ta lăn ra khỏi Huyền Nguyệt Tông ngươi nghe không hiểu. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Ngươi liền dám đi. Lời này vừa nói ra, vốn là không muốn để ý sẽ Diệp Thần Long Huyền nghe đều phải bộc phát. Như vậy làm nhục, liền Long Huyền cái này người đứng xem nghe đều là khí huyết sôi trào, tức giận ngất trời. Mà Diệp Thần, nhưng vẫn một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, chỉ là hắn con ngươi, hoàn toàn lạnh xuống. Ngươi có biết hay không ta đã nhịn ba ngươi lần? Diệp Thần vẫn mặt mỉm cười. À, Triệu Phong khinh thường nói, vậy bây giờ thì sao? Ngươi còn muốn đánh ta? Đánh ta à? Ngươi, Long Huyền gầm lên, liền muốn ra tay. Nhưng mà hạ cái ngay tức thì, Diệp Thần nhưng chắn trước người của hắn, cười nói, Long Huynh, loại người này. Không đáng giá được ngươi ra tay. Long Huyền rốt cuộc nhịn không nổi nữa, giận dữ hét Diệp Thần. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nhẫn? Chính ngươi nhẫn cũng được đi, ngăn ta làm gì? Ta không phải thứ hèn nhát. Không đáng giá được ngươi ra tay. Triệu Phong nhưng tựa như so Long Huyền tức giận hơn, không nói hai lời,
trực tiếp hướng Diệp Thần một quyền đánh, ầm ĩ nói, hai cái phế vật, các ngươi chết chung đi. Một quyền này, rất mạnh, Triệu Phong không phải thể tu, có thể uy lực của một quyền này, đã vượt qua không có đột phá quyền ý lúc Lý Minh Nhân toàn lực một quyền. Mà hắn, so Lý Minh Nhân nhỏ hơn xấp xỉ 10 tuổi. Một quyền này, vậy còn không phải là cực hạn của hắn. Diệp Thần một câu nói, hoàn toàn kích thích hắn, nếu như Diệp Thần ban đầu phản kháng khá tốt, nhưng Diệp Thần ban đầu một kinh sợ rốt cuộc, bây giờ lại dám làm nhục mình. Vốn là Diệp Thần nếu như một mực đựng con cháu, hắn có thể nhục mạ mấy câu liền thả qua hắn, bây giờ, hắn quyết định, nhất định phải trực tiếp cầm Diệp Thần đánh phế. Oanh! Đánh chúng! Triệu Phong mặt lộ vẻ vui mừng, thằng nhóc này, xong rồi. Nhưng là, một giây kế tiếp, hắn nụ cười liền đọng lại. Bởi vì, một quyền này, bị tiếp nhận. Diệp Thần, dùng một tay, tiếp nhận Triệu Phong một quyền, hơn nữa nhìn dáng dấp, cực kỳ dễ dàng. Triệu Phong theo bản năng quất rút tay ra, tay mình nhưng tựa như bị khảm nạm ở Diệp Thần trong lòng bàn tay vậy, không cách nào nhúc nhích chút nào, không nhịn được sắc mặt biến đổi, trong lòng có một tia dự cảm xấu. Liền tại tất cả người có chút sững sờ thời điểm, Diệp Thần mỉm cười nói, loại này mảnh giấy vụn nếu hướng về phía ta tới, vẫn là do ta tự mình quét dọn đi. Long huynh, tiếp tục chúng ta đề tài mới vừa rồi đi, bất quá, trăm văn không bằng vừa gặp, coi trọng, đây chính là, ta quyền ý. Diệp Thần nói xong, sắc mặt đột nhiên rét lạnh, hắn hung hãn nhìn chằm chằm Triệu Phong, sát khí ngất trời, giơ tay lên, ra quyền, một đạo như lang như hổ mãnh thú chi hình, gào thét ra, ngay tức thì đụng vào Triệu Phong trên mình. Ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động. Ở Diệp Thần đánh ra nhập cảnh hổ lang quyền lúc đó, Triệu Phong trên mình chợt bốc lên một đạo vừa dày vừa nặng ánh sáng vàng, hơi thở vô cùng là mạnh mẽ, lại là một kiện pháp khí hộ thân. Có tự động chức năng hộ chủ. Nhưng là, dù vậy, cũng bị Diệp Thần một quyền này, đánh được màn hào quang cự chiến, Triệu Phong cả người tựa như đạn đại bác vậy đổ bay ra, đụng ở xa xa trên tường đá. Huyền Nguyệt Tông tường đá chất liệu vô cùng là hơn ngồi, cứng rắn vô cùng. Nhưng cũng bị đụng ra một tia vết rách. Kinh khủng hơn là, Diệp Thần trong tay, nắm một cái tay gãy, còn đang rỉ máu tay gãy. Thật là mạnh. Hàn Lăng Đào nuốt nước miếng một cái, nhìn Diệp Thần, ánh mắt đã dao động. Long Huyền cũng là mặt hiện vẻ kinh sợ, Diệp Thần ra tay. Hắn lại ra tay, hắn không phải mới vừa rất kinh sợ sao? Hơn nữa Diệp Thần lúc nào học biết quyền ý, hắn dùng không phải đao ý sao? Bất quá rất nhanh, hắn cả cười, bởi vì, bỏ mặc tại sao mới vừa rồi Diệp Thần không có bùng nổ, hắn biết, Diệp Thần không có đổi, vẫn là cái đó cuồng ngạo Diệp Thần, vẫn là cái đó có giá trị mình phải tôn trọng đối thủ. Những thứ khác, cũng không trọng yếu. Diệp Thần nhìn một cái trong tay tay gãy, cái này tay gãy còn đang rỉ máu, mới vừa rồi, hắn ra quyền lúc gắt gao cầm Triệu Phong cái tay này, lại rất miễn cưỡng bị hắn kéo đứt. Diệp Thần xách tay gãy. Mỉm cười hướng Triệu Phong đi tới, hắn vừa đi, vừa nói. Ta sở dĩ nhịn ngươi, là bởi vì là ta đáp ứng người, không có ở đây Huyền Nguyệt Tông gây rắc rối. Hắn nhìn ở ánh sáng vàng bao phủ hạ, vùng vẫy muốn đứng dậy Triệu Phong, trong nụ cười dần dần lộ ra một tia sát ý. Ta đã nhịn ba ngươi lần, ngươi nhưng được voi đòi tiên, như vậy, nhịn nữa đi xuống, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà ở Diệp Thần mới vừa thời điểm xuất thủ, Huyền Nguyệt Tông trong đại điện, thì có một người mập lùn phụ nữ trung niên sắc mặt biến đổi nói, có người bị thương Phong Nhi. Vừa nói, thì phải lao ra ngoài điện, nhưng mà, lại bị đỡ được. Bị một đạo dịu dàng đáng yêu bóng người. Tử Ngưng giống vậy vậy cảm thấy bên ngoài chiến đấu, nàng tự nhiên biết, động thủ, là Diệp Thần. Như vậy nàng tự nhiên không thể để cho cái này Triệu Bình đi ra ngoài. Tử Ngưng, Triệu Bình mập mặt tối sầm, vì sao chở ta? Nàng đối với Tử Ngưng mang tới những cái kia đê tiện thăng tiên giả lại là không có hứng thú. Nàng cũng mặc kệ Tử Ngưng muốn báo cáo cái gì, chỉ muốn đi xem Triệu Phong thế nào, cũng phải xem là ai lớn gan như vậy, dám động nàng Triệu Bình hậu bối. Tử Ngưng ngăn lại Triệu Bình nói, Triệu trưởng lão, tiểu bối gian có chút va chạm rất bình thường. Chúng ta những trưởng bối này từ trước đến giờ là không theo ý nhúng tay, nếu không bất lợi cho đệ tử trưởng thành. Huống chi,
chúng ta bây giờ còn đang thương lượng ta mang tới hai người thăng tiên giả hoàn thành đệ tử chân truyền thực tập nhiệm vụ một chuyện, vẫn là cùng thương lượng xong lại đi đi, yên tâm, bọn tiểu bối động thủ vẫn là có đúng mực. Triệu Bình cười lạnh nói, cái gì thăng tiên thiên mới, bất quá là hèn mọn thấp võ thế giới người mà thôi, còn muốn chúng ta những trưởng lão này cho bọn họ đặc phê đệ tử chân truyền thực tập nhiệm vụ. Cùng mấy tháng tham gia khảo hạch không phải tốt. À, phải không? Tử Ngưng sắc mặt vậy băng hàn xuống, không biết, những thứ này hèn mọn thấp võ thế giới người, so với người hậu bối Triệu Phong như thế nào à? Triệu Phong là không có thực lực hoàn thành thực tập nhiệm vụ, người chẳng lẽ là sợ cái này cái gọi là thấp võ thế giới người, so người hậu bối ưu tú hơn? Nha, ta quên, quả thật so người hậu bối ưu tú hơn, lần trước khảo hạch, Triệu Phong bại bởi một người thăng tiên giả. Triệu Bình phẫn nộ quát, Tử Ngưng, ngươi có ý gì? Tử Ngưng nhưng không sợ chút nào, đối chọi tương đối gay gắt nói, làm sao? Muốn động thủ, ta há sợ ngươi sao? Ta thật lòng nói cho ngươi, bên ngoài cái đó cắt đứt Triệu Phong một cái tay người, chính là ta mang tới thăng tiên giả. Hơn nữa, lấy hắn tính cách, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền dừng tay. Dù sao Triệu Bình sớm muộn sẽ biết, nếu muốn trở mặt, vậy Tử Ngưng ngược lại không như khí khí cái này bà mập. Dù sao, nàng là sẽ không thả Triệu Bình đi ra. Ngươi nói gì sao? Triệu Bình nghe vậy, quả nhiên tức giận đan sen, đang phải ra tay, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng sấm mùa xuân vậy hét lớn. Đủ rồi, ngồi ở chủ vị lên một người trẻ tuổi nam tử quát lên, hắn chính là Huyền Nguyệt Tông tông chủ, Thương Đêm. Tử Ngưng và Triệu Bình nghe vậy, lại cũng trầm mặc lại. Các ngươi thân là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, như vậy làm việc còn thể thống gì? Thương Đêm cau mày nói, mỗi người thuộc về tọa, Tử Ngưng, ngươi nói tiếp, hai người kia ở thăng tiên thi đấu ở giữa biểu hiện. Tử Ngưng nghe vậy, đắc ý nhìn một cái mặt đầy âm trầm Triệu Bình, bắt đầu nói rõ thăng tiên thi đấu đi qua, theo nàng lời nói, các trưởng lão cũng dần dần lộ ra vẻ giật mình, làm nàng nói đến Diệp Thần đến trên thăng tiên đại đạo cuối lúc, liền một mực giữ vững bình tĩnh Thương Đêm, đều lộ ra vẻ động dung. Bên kia, Diệp Thần mỗi đi về phía trước một bước, khí thế liền cuồng bạo mấy phần, làm hắn đi tới Triệu Phong trước mặt lúc, sát ý lạnh như băng bao phủ hết thảy. Triệu Phong lúc này còn không bò dậy nổi, hắn nhìn trước người cầm mình tay gãy Diệp Thần, mặt đầy vẻ oán độc, hắn tin tưởng, Triệu Bình sẽ tới, Triệu Bình tới một cái, nàng tuyệt đối muốn Diệp Thần chết không có chỗ chôn. Ngươi mới vừa rồi mắng ta cái gì? Diệp Thần bỏ lại Triệu Phong tay gãy, nhàn nhạt hỏi. Triệu Phong miệng một tấm, nhìn dáng dấp liền phải tiếp tục nhục mạ Diệp Thần, nhưng ngay khi hắn há mồm trong nháy mắt, Diệp Thần ra tay. Hắn ngón tay nhập lại thành đao, chém về phía bao phủ Triệu Phong ánh sáng màu vàng che chở, đao ý chớp động gian, Diệp Thần một tay xuyên thủng ánh sáng vàng, trực tiếp cắm vào liền Triệu Phong trong cơ thể. Đau nhức dưới, Triệu Phong phát ra khàn khàn kêu rên, hắn muốn kêu gọi Triệu Bình, hướng Triệu Bình cầu cứu. Nhưng mà, hắn bây giờ nhưng ngay cả lời đều không nói ra được. Hàn Lăng Đào cũng không nhịn được nữa, xoay người bỏ chạy, hắn bây giờ vô cùng vui mừng, mình không có đối với Diệp Thần nói gì, tên này chính là một người điên. Là máu lại cường đại người điên. Tuyệt đối không thể trêu chọc hắn, nếu không, nhất định sẽ chết rất thảm. Ta hỏi ngươi, Diệp Thần mắt nhìn xuống Triệu Phong, ngươi mới vừa rồi mắng ta cái gì? Triệu Phong lúc này vậy cơ hồ mất đi lý trí, tay hắn chỉ bắt pháp quyết, muốn làm gì. Nhưng mà một con tay lạnh như băng giữ lại hắn cổ họng. Triệu Phong luống cuống, hắn khẳng định Diệp Thần dám giết người. Dám ở Huyền Nguyệt Tông giết người. Triệu Phong sắc mặt đại biến, lại cũng không có ngoan kính, cầu xin nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thấy vậy, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, hơi buông lỏng tay. Triệu Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi hắn mới vừa buông lỏng trong nháy mắt, cự lực trào hướng mình thân thể, rắc rắc một tiếng. Triệu Phong phát ra đau thương tiếng kêu. Lần này thăng tiên giả là cái gì người điên à? Thằng nhóc này chân thực quá tàn khốc, hoàn toàn không có một tia cố kỵ, hoàn toàn không có một tia mềm lòng. Ta không muốn ở Huyền Nguyệt Tông gây chuyện, ta chỉ muốn cầm thuộc về đồ chính ta. Nhưng mà, ngươi để cho ta thay đổi chủ ý. Nói xong. Diệp Thần năm ngón tay vừa định dùng sức, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì,
hắn cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở. Hơi thở này đè được hắn không cách nào nhúc nhích. Mà ngay lúc này, đại điện cửa mở ra. Dẫn đầu lao ra, là một đạo kiều mị bóng người, nàng trong nháy mắt, liền chắn Diệp Thần trước người. Chính là Tử Ngưng. Ngươi dám, một tiếng gầm lên, lôi cuốn uy thế vô biên hướng Diệp Thần vào tới, Diệp Thần sắc mặt biến đổi, bằng vào hơi thở này, cũng đủ để nghiền giết mình. Tử Ngưng cười lạnh nhìn đi ra đại điện Triệu Bình, giống vậy bộc phát ra kinh thời thiết tức, đem Triệu Bình hơi thở hoàn toàn triệt tiêu. Triệu Bình đau lòng nhìn một cái trên đất Triệu Phong, ngắn ngủi này trong thời gian, Triệu Phong lại bị tàn phá thành cái bộ dáng này. Đồng thời, nàng trong lòng cũng thầm mắng Triệu Phong không ra hồn, nàng rõ ràng cho Triệu Phong một kiện hộ thân loại pháp bảo, cho dù Triệu Phong thực lực nhỏ, toàn lực phát động hạ hoàn toàn có thể ngăn cản hợp đạo cảnh võ giả một kích toàn lực. Nhưng mà, Triệu Phong nhưng vẫn bị Diệp Thần đánh được thê thảm như vậy, liền chỉ có một cái giải thích, Triệu Phong và lần trước khảo hạch đối địch thăng tiên giả như nhau, vừa đối mặt liền bị đối phương trọng thương, thậm chí không kịp vận chuyển chân khí kích thích pháp bảo. Chỉ có thể dựa vào pháp bảo bản thân chút huy năng bảo vệ, bị trọng thương sau đó, vận chuyển chân khí không linh, lại là giống như đợi làm thịt dê con, mặc cho người lăng nhục. Nhưng Triệu Phong như thế nào đi nữa không ra hồn, cũng là nàng thân hậu bối, nàng làm người vô cùng là bao che, mắt gặp Triệu Phong bị Diệp Thần bị thương thành như vậy, nhìn Diệp Thần và Tử Ngưng, thật là nếu không cố hết thảy cùng Tử Ngưng liều mạng. Nhưng mà, nàng cuối cùng không có làm như vậy, bởi vì, thương đêm ngay tại sau lưng nàng, thành tựu Huyền Nguyệt Tông trưởng môn, thương đêm tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh. Lúc này, bởi vì Tử Ngưng ngăn trở, nàng cũng chỉ có thể lấy uy áp mơ hồ trấn nhiếp Diệp Thần, đồng thời quát lên, nghiệt chướng. Người mới vừa nhập môn, sao dám đối với cùng các sư huynh đệ hạ độc thủ như vậy? Người còn cầm sư môn để vào mắt sao? Như vậy tàn nhẫn độc, tư chất cao hơn nữa, thì có ích lợi gì? Nói không chừng chờ ngươi cường đại, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông, đều phải bị ngươi đổ sát sạch sẽ. Nói xong, nàng dư quang quét thương đêm một mắt, chỉ gặp thương đêm cũng là mặt hiện không vui vẻ, trong lòng hơi vui. Thương đêm khẽ nhíu mày nhìn Diệp Thần và Triệu Phong, Diệp Thần ra tay thực sự quá độc một ít, cho dù có mâu thuẫn, cũng không nên cầm đồng môn bị thương thành cái bộ dáng này, hắn đối với tình nghĩa đồng môn, luôn luôn là rất xem trọng. Diệp Thần không nói gì, mà là toàn lực xa chuyển chân khí, cả người kim quang hào phóng, mơ hồ tản mát ra hung thú hơi thở, một đầu hổ khổng lồ hư ảnh ở Diệp Thần đỉnh đầu gầm thét. Đồng thời, Diệp Thần quanh thân, thỉnh thoảng thoáng qua ra một đạo đao mang và một đầu tựa như hổ lang thú hư ảnh. Sau đó ở dưới con mắt mọi người, hắn chân, một tấc tấc rơi hướng Triệu Phong. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều là hơi kinh ngạc, cái này Diệp Thần. Đối mặt Triệu trưởng lão uy áp, lại vẫn muốn cưỡng ép động thủ. Phải biết, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, thấp nhất đều là nửa bước tạo hóa cảnh tu vi à. Mặc dù Triệu Bình hơi thở bị Tử Ngưng hoàn toàn chặn lại, nhưng là, vô hình chung uy thế, là rất khó triệt tiêu, bằng vào vô hình kia ở giữa uy thế, cũng đủ để trấn áp giống vậy hợp đạo cảnh võ giả. Xem vậy Triệu Phong thì biết, mặc dù Triệu Bình hơi thở là hướng về phía Diệp Thần đi, nhưng là tản ra vậy từng tia uy thế, đã đè được Triệu Phong không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà, Diệp Thần một cái hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên võ giả, lại vẫn có thể dưới tình huống này hành động, cái này tư chất, quả thật đủ yêu nghiệt. Cái này, chính là thiên tài chi tư sao? Còn không mau dừng tay, Triệu Bình nóng nảy, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần lại vẫn có thể động được. Chỉ có thể gọi là nói, hắn là người cùng các sư huynh đệ. Ngươi còn có một chút nhân tính sao? Một bên thương đêm cau mày, phóng thích huy áp muốn ngăn cản Diệp Thần, thương đêm thực lực khủng bố, hắn thả ra hơi thở, coi như là Diệp Thần cũng sẽ bị áp chế hoàn toàn. Nhưng mà, Diệp Thần hoàn toàn không để ý. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Bình ánh mắt nói, xin hỏi, một người cầm ngươi làm chó, ngươi sẽ đem hắn làm đồng môn sao? Chí ít, ta sẽ không, cho nên... Diệp Thần cả người đột nhiên nổ lên một hồi ma khí nồng nặc vào huyết khí, hiển nhiên là chỉ vào uy áp cực hạn vận chuyển chân khí duyên cớ, nhưng là, theo hơi thở nổ lên, Diệp Thần chân, chợt tăng tốc độ, xuyên thủng vậy đạo ánh sáng màu vàng mạc, trùng trùng rơi vào Lưu Phong trên mình. Trong huyết vụ, vang lên Diệp Thần khàn khàn tiếng trầm thấp hắn,
không phải ta đồng môn. Không, Triệu Bình kêu thảm nói, nàng biết Triệu Phong một khi bị thương, coi như thân thể có thể phục hồi như cũ, Triệu Phong tâm cảnh, cũng kém không nhiều hỏng mất, đối với hắn lui về phía sau tu hành, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Nàng trong mắt sát ý gào thét, rắn độc vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, thì phải không để ý hết thảy ra tay. Nhưng mà, thương đêm nhưng chắn trước người của nàng. Ta đã động thủ, hắn cũng nhận được quả báo trừng phạt. Sự việc đến đây chấm dứt. Triệu Bình cùng thương đêm đối mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn là thõng xuống ánh mắt, vung tay lên, đem Triệu Phong tàn phá thân thể hấp thu vào trong lòng bàn tay, mang hắn rời đi. Hết thảy tiêu tán, Diệp Thần sắc mặt vô cùng là thương trắng, ở Triệu Bình rời đi đồng thời, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, té xuống, rơi vào một cái mềm mại trong ngực. Dẫu sao thương đêm bùng nổ uy áp là chí mạng. Diệp Thần biết rõ Triệu Phong là uy hiếp, bất kể như thế nào, hắn phải giải quyết. Giống vậy, chỉ vào uy áp động thủ giá phải trả là to lớn. Hơn nữa cái này uy áp không đơn thuần đến từ Triệu Bình, còn có Huyền Nguyệt Tông trưởng môn thương đêm. Ở trước mặt trưởng môn động thủ, giá phải trả tự nhiên to lớn. Diệp Thần nhìn một cái ôm lấy mình Tử Ngưng, miễn cười gượng nói, đúng rồi, sư tỷ, ngài sư tôn bên kia. Lời còn chưa nói hết, liền nhắm hai mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Tử Ngưng mắt đẹp ngưng mắt nhìn cái này quật cường thanh niên, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tên này cũng lúc này, lại còn quan tâm luân hồi huyền bia sự việc. Cái này luân hồi huyền bia thật như vậy trọng yếu. Bất quá chuyện này, hắn chỉ có thể và sư tôn thương lượng, còn như thương đêm, tuyệt đối không được. Huyền Nguyệt Tông thế lực rắc rối phức tạp, mặt ngoài người nắm quyền, cũng không thể biết. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, thứ nhất là cho Huyền Nguyệt Tông đánh phủ đầu ra oai, ta ngược lại là phải thăm hắn có thể là Huyền Nguyệt Tông mang đến cái gì. Ngươi mang hắn đi chữa thương đi. Thương đêm nói xong, liền thân hình chớp mắt biến mất, các trưởng lão khác vậy rối rít rời đi. Tử Ngưng nghe vậy vui mừng, nàng biết, thương đêm như thế nói, chính là không truy cứu Diệp Thần động thủ chuyện. Không biết qua bao lâu, làm Diệp Thần khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên một cái giường. Gian phòng chung quanh tràn ngập hơi thở so linh võ đại lục Tây vực còn muốn đậm đà hơn. Ở hắn mở hai mắt ra ngay tức thì, vang lên bên tai một cái quen thuộc nhu mì giọng nữ. Ngươi tỉnh rồi, Tử Ngưng trong thanh âm mang một vẻ vui mừng. Diệp Thần nhìn về phía canh giữ ở mép giường Tử Ngưng, trong ánh mắt mang theo một chút ấm áp, hắn còn nhớ lúc ấy Tử Ngưng ngăn ở trước người mình dáng vẻ. Sư tỷ, ngươi thấy ngươi sư tôn liền sao? Luân hồi huyền bia sự việc, sư tôn phải chăng nguyện ý cho ta? Ta nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Thậm chí ta sẽ cả đời bảo vệ Huyền Nguyệt Tông. Diệp Thần rất rõ ràng, luân hồi huyền bia giá trị quá cao, hắn không muốn tùy tiện buông tha. Nhưng là Huyền Nguyệt Tông, Tử Ngưng sau lưng vị kia sư tôn, tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện cầm trọng yếu như vậy đổ cho một người xa lạ. Dù là hắn là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, linh võ đại lục, bất kỳ đồ đều phải đồng giá trao đổi. Tử Ngưng lắc đầu một cái, người lúc hôn mê, ta đi bái phỏng qua sư tôn, đáng tiếc sư tôn đang bế quan, ta không cách nào kể lể luân hồi huyền bia sự việc. Bất quá, sư tôn lão nhân gia vẫn là cho ta một câu nói. Ngươi như thông qua bí truyền đệ tử khảo hạch, sư tôn sẽ phá quan gặp ngươi một mặt. Chuyện này, nếu đối với ngươi rất trọng yếu, vẫn là phải ngươi tự mình đi gặp sư tôn cho thỏa đáng. Ta đóng vai cái này ở giữa nhân vật, chân thực không ổn. Diệp Thần gật đầu một cái, Tử Ngưng cũng coi là hết tình hết nghĩa. Người bình thường căn bản không có thể để cho hắn tiếp xúc trong cơ thể phong ấn. Nhưng là Tử Ngưng nhưng đồng ý. Bất kể như thế nào, hắn Diệp Thần thiếu Tử Ngưng một phần tình. Vĩnh cửu tình. Bỏ mặc sau này Tử Ngưng ra nguy hiểm gì, hắn đều nguyện ý trợ giúp Tử Ngưng một lần. Còn như cái này bí truyền đệ tử, phỏng đoán độ khó không lớn. Chỉ cần thông qua khảo hạch là được. Đúng rồi sư tỷ, ta hôn mê bao lâu? Bí truyền đệ tử khảo hạch bắt đầu sao? Tử Ngưng than thở một tiếng, mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, à, người hôn mê 8 ngày. Vừa vặn bỏ lỡ bí truyền đệ tử thực tập, xem ra, luân hồi huyền bia, cùng ngươi vô duyên. Cái gì, Diệp Thần nghe vậy hơi kinh ngạc, mình lại hôn mê lâu như vậy. Còn bỏ lỡ bí truyền đệ tử khảo hạch,
vậy mình muốn thấy Huyền Nguyệt Tông vị kia sư tôn, há chẳng phải là chỉ có thể cùng sang năm. Một năm thời gian, đối với có vài người mà nói không coi vào đâu, nhưng là Diệp Thần biết, nhìn trời mới mà nói, một năm thời gian, bất đồng tài nguyên và tu hành hoàn cảnh, có thể kéo ra chênh lệch, là to lớn. Huống chi, hắn còn có rất nhiều chuyện phải đi làm. Kỷ Lâm và Lương Tuyết Nguyệt vẫn còn ở cùng mình. Hắn không thể sẽ ở Huyền Nguyệt Tông lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cũng không miễn không cam lòng nói, chẳng lẽ, cũng chưa có những biện pháp khác. Hắn nhớ Tử Ngưng nói qua, nếu là có thể đạt được những lão quái vật kia đề cử, vậy là có thể. Tử Ngưng hừ lạnh nói, người lấy là những cái kia không có thế lực thuộc về lão quái vật rất dễ tìm à. Hơn nữa những lão quái vật này nóng nảy một người so với một người cổ quái, dựa vào cái gì phải giúp ngươi. Diệp Thần trầm mặc, hắn biết, đây cơ hồ là không thể nào. Phốc suy, thấy cái đó cuồng ngạo Diệp Thần biết dáng vẻ, Tử Ngưng không nhịn được bật cười. Diệp Thần kỳ quái nhìn Tử Ngưng nói, sư tỷ, ngươi cười cái gì à? Tử Ngưng làm bộ sừng sộ lên nói, bây giờ biết đáng tiếc. Ta mới tiến vào đại điện bao lâu, ngươi liền gây chuyện cho ta. Ngươi vác Triệu Bình và trưởng môn uy áp trọng thương Triệu Phong. Làm sao không suy nghĩ một chút hậu quả? Cho dù có ta giúp ngươi ngăn cản bọn họ hơi thở, nhưng mà vậy một tia vô hình uy áp là không ngăn nổi, ngươi biết lúc ấy có hơn nguy hiểm không? Diệp Thần lộ ra một tia cười nhạt nói, hắn nói một câu ta không thể nhẫn nhịn mà nói, xúc phạm ta ranh giới cuối cùng, coi như đổi chí cường tiên tôn đến, ta cũng nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Hắn giọng mặc dù tùy ý, nhưng là, nhưng bao hàm một loại không cho người hoài nghi bá đạo. Tử Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tên này, vậy quá ngông cuồng đi, thật là cầm hắn không có biện pháp nào. Bất quá, hắn đúng là có cuồng vọng vốn. Tốt lắm, biết ngươi lợi hại được chưa? Tử Ngưng hừ một tiếng nói, mới vừa rồi là chọc cười ngươi chơi, cũng không biết ngươi là làm cái gì, bị thương nặng như vậy, lại 3 ngày 3 đêm thì hoàn toàn khôi phục. Ta vốn đang thật sợ ngươi không kịp tham gia bí truyền đệ tử thực tập. Diệp Thần vui vẻ nói, như thế nói, thời gian vẫn còn kịp. Tử Ngưng gật đầu nói, ừ, bất quá, ngươi còn phải hoàn thành đệ tử chân truyền thực tập nhiệm vụ. Lần này mặc dù là cái đó Triệu Phong tự tìm chết, bất quá nói cho cùng, hắn cũng là chúng ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử nội môn, lại là Triệu Bình trực hệ hậu bối. Mặc dù trưởng môn đã không truy cứu ngươi đối với hắn động thủ một chuyện, nhưng là, Triệu Bình dẫu sao vẫn là Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, tổng được cho nàng một câu trả lời, cho nên, là ngươi chuẩn bị thực tập nhiệm vụ, độ khó xử không trước ca được cao. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Huyền Nguyệt Tông điều điều khuôn khuôn quá nhiều, ngươi muốn thích ứng. Sư tôn sở dĩ nói như vậy, cũng là vì xem ngươi thực lực. Diệp Thần hít sâu một hơi, từ trên giường đứng dậy, độ khó cao hắn không sợ, hắn tu hành đến nay. Dạng gì khó khăn chưa từng gặp qua. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ bị đánh ngã. Tử Ngưng nhìn Diệp Thần đau được nhe răng toét miệng dáng vẻ, có chút đau lòng nói, muốn không muốn lại điều dưỡng một chút. Diệp Thần cười nói, không có gì đáng ngại, ta đã khôi phục, hơn nữa còn dư lại thời gian cũng không nhiều, đúng rồi, Hạnh Nhi thế nào? Tử Ngưng mắt liếc Diệp Thần nói, ta đã đem Hạnh Nhi đưa đi Mây Minh Tông. Long Huyền cũng đã lên đường đi hoàn thành thực tập nhiệm vụ, nếu ngươi không sao, như vậy tùy ta đi nhận thực tập nhiệm vụ đi. Vừa nói cũng nhanh bước đi về phía trước. Diệp Thần sững sốt một chút, đành phải sát theo Tử Ngưng nhịp bước, cười khổ trong lòng nói, không phải mới vừa còn lo lắng ta thân thể mà, làm sao bây giờ đi được nhanh như vậy à, người phụ nữ thật là biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Rất nhanh, ở Tử Ngưng dưới sự hướng dẫn. Diệp Thần đi tới một nơi đặt vào một khối màu đen bia đá trong đại điện, lúc này, trong đại điện tụ tập mấy ông cụ và một cái khí thế bất phàm người đàn ông, chính là Huyền Nguyệt Tông mấy tên trưởng lão và trưởng môn Thương Đêm. Diệp Thần lúc tỉnh lại, bọn họ cũng có cảm giác. Tử Ngưng nhỏ giọng đối với Diệp Thần giới thiệu mấy người thân phận. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này đối với mấy người thi lễ nói, đệ tử Diệp Thần, gặp qua các vị trưởng lão, trưởng môn. Mấy ông cụ đều là mặt nở nụ cười nhìn Diệp Thần, bất luận là Diệp Thần thiên tài chi tư, vẫn là ngày đó vác Triệu Bình uy áp động thủ biểu hiện, cũng để cho cái này mấy tên trưởng lão khá là hài lòng, nếu không ngày hôm nay cũng sẽ không đặc biệt tới nơi này chờ Diệp Thần.
Một người đầu đội hắc quan trưởng lão nghiêm túc nói, Diệp thần, lần thực tập này nhiệm vụ điều kiện hà khắc, người đang thử luyện trong quá trình, nhất định không nên cậy mạnh, biết không? Người tư chất cực tốt, nhất định có thể trở thành đệ tử chân truyền, chúng ta đều rất coi trọng ngươi, nhưng là tư chất khá hơn nữa thiên tài, cũng cần lớn lên thời gian, Thiết Mạc bởi vì tạm thời hành động theo cảm tình, cầm tánh mạng bồi thường, như vậy, bất luận là đối với ngươi, hay là đối với Huyền Nguyệt Tông, đều là tổn thất to lớn. Diệp thần trịnh trọng gật đầu nói, đệ tử biết. Người trưởng lão kia hài lòng hơi gật đầu một cái, nếu như nói Diệp thần có chỗ nào để cho bọn họ tương đối lo lắng, chính là Diệp thần cuồng ngạo, bọn họ đã gặp qua quá nhiều tư chất vô cùng là ưu tú, nhưng bởi vì quá hiển lộ mũi nhọn, mà rơi xuống thiên tài. Sau đó, ba tên trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, mỗi người giương tay một cái, ba kiện vật phẩm rơi vào Diệp thần trước người. Tên kia hắc quan trưởng lão nói, những thứ này, là mấy người chúng ta lão ra, cho ngươi lễ nhập môn vật, thu cất đi, chúng ta đi. Nói xong, không cùng Diệp thần nói chuyện, liền thân hình chớp mắt biến mất. Diệp thần có hơi kinh ngạc, nhìn về phía trước người trôi lơ lửng ba đạo quang hoa, một người là một người bình sứ. Diệp thần đem bình sứ mở ra, trong đó chứa một quả lóe lên ánh sáng rực rỡ bảy màu đan dược, ở nắp bình mở ra trong nháy mắt. Một cổ vô cùng là đậm đà thuốc thơm và linh khí liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Vận may cấp đan dược. May là Diệp thần vậy kinh hãi, một quả phẩm cấp không tầm thường đan dược giá trị là vượt xa cùng cấp vũ khí. Dẫu sao, có lúc, đan dược cao cấp thì tương đương với một cái mạng, viên thuốc này, giá trị đã vượt xa rất nhiều vũ khí. Ở linh võ đại lục, đan dược và đan sư phẩm cấp đều cùng cảnh giới có chút tương tự. Đế cấp, thần cấp, thần vương cấp. Hỗn nguyên cấp, hợp đạo cấp, vận may cấp, tinh khiếu cấp chờ một chút. Mà đan dược này hiển nhiên là vận may cấp đan dược. Vô cùng chân quý. Cái này là một viên chữa thương đan thuốc, hơn nữa, còn có thể bổ túc linh khí. Cái này phẩm giai cấp đan dược, chỉ cần Diệp thần còn có một hơi thở ở đây, bằng vào hắn cường đại khí lực, ở đan dược lực dưới sự phối hợp, đủ để ở một nén hương bên trong khôi phục trạng thái tột cùng. Diệp thần nhìn viên thuốc này, nội tâm cảm động, lúc này, hắn đối với Huyền Nguyệt Tông, rốt cuộc sinh ra chân chính cảm giác thuộc về. Không phải mỗi một tông môn trưởng lão, đối với một người đệ tử mới vừa nhập môn cũng có thể lấy ra như vậy bảo vật đưa tặng. Đặc biệt là bây giờ Diệp Thần phải đi tiến hành vô cùng là nguy hiểm thực tập, vậy mấy tên trưởng lão, hiển nhiên là thật đang quan tâm hắn. Diệp Thần yên lặng nhận lấy, vậy mấy tên trưởng lão tình, hắn ghi nhớ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hắn tới Huyền Nguyệt Tông bản bất quá là vì luân hồi huyền bia. Nhưng là để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thu hoạch một phần chân chính tình. Huyền Nguyệt Tông là một lưu thế lực, mặc dù không phải là cao cấp và mạnh nhất, nhưng là cùng Tây Vực Tông môn có cực lớn tương phản. Dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục, Diệp thần chân chính quan tâm chỉ có hai cái thế lực. Một cái là Vạn Kiếm Đế Cung, một cái khác chính là Huyền Nguyệt Tông. Chỉ là không biết Vạn Kiếm Đế Cung nguy cơ như thế nào. Hắn cố nhiên muốn giúp, nhưng là mắt dưới mình thực lực, đi cũng không thể có bất kỳ tác dụng. Hắn thu hồi đan dược sau đó, hướng đạo thứ hai ánh sáng rực rỡ nhìn, ánh sáng rực rỡ bên trong, là một kiện màu bạc nhạt nội giáp, tản ra năng lượng vô cùng là đậm đà, hơn nữa còn có một cổ hung sát khí, hiển nhiên là dùng nào đó chỉ vô cùng là kinh khủng yêu thú miếng vải chế thành. Ở trên nội giáp có hai cái cổ ý rồi rào chữ vàng thiên lân, ngày này lân khải, là một kiện hộ thân thánh khí. Giá trị càng ở đó cái chữa thương đan dược trên. Cuối cùng một kiện, chính là một đạo cổ xưa phù văn, tên là Du Mây Phù, Diệp thần có chút nghi ngờ nhìn về phía phù văn này, không biết nó có tác dụng gì. Một bên Tử Ngưng thấy vậy, cười nói, đây là các trưởng lão lúc còn trẻ tự tay luyện chế đối với phi hành thánh khí, Du Mây Phù, người đừng xem nhẹ nó. Cái này ba kiện lễ vật bên trong, giá trị cao nhất chính là cái này Du Mây Phù, đặc biệt là đối với hợp đạo cảnh trở xuống võ giả mà nói. Diệp thần hơi khiếp sợ nhìn về phía phù văn này, nó giá trị lại vẫn ở trên trời lân khải trên. Tử Ngưng tiếp tục nói, phi hành loại bảo vật là vô cùng là hiếm hoi, luyện chế độ khó cực cao. Diệp thần gật đầu một cái, đối với Huyền Nguyệt Tông cảm động ý nồng hơn. Thương đêm thấy Diệp thần đem ba kiện lễ vật nhận lấy, tăng hắng một cái nói, tốt lắm, Diệp thần,
nắm tay đặt ở trên bia đá, tiếp nhận thực tập nhiệm vụ đi. Diệp Thần nghe vậy, đưa tay để lên bia đá đột nhiên sáng lên mấy hàng chữ to màu vàng. Diệp Thần nhìn chữ viết trên tấm bia đá, hơi nhíu mày. Thực tập nội dung, lại là ở thật vô cùng trên đảo, đánh chết trên đảo yêu thú, trưởng thành coi trọng ma rắn, đem yêu đan mang về. Mấu chốt cái này kêu chân cấp đảo địa phương, và Lương Tuyết Nguyệt cùng Kỳ Lâm ước định địa phương cực kỳ gần. Nhiệm vụ giới thiệu biểu hiện, thật vô cùng trên đảo tràn ngập âm khí ma khí, dị thường giá rét, giống vậy hợp đạo võ giả thậm chí rất khó ở trên đảo lâu ngây ngô, coi như là thể chất cường đại hợp đạo võ giả, bị trên đảo đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, thực lực vậy sẽ phải chịu bộ phận áp chế. Mà trên đảo yêu thú, bị âm khí ma khí ảnh hưởng, sẽ thay đổi thành âm thú hoặc là ma thú. Âm thú có các loại nhằm vào thần hồn quỷ dị thần thông, mà ma thú, thì so phổ thông yêu thú hơn nữa hung hãn thích giết chóc, mặc dù bị ma khí ảnh hưởng yêu thú có thể linh trí có chút hạ xuống, nhưng là, bọn chúng bản năng chiến đấu cùng ý thức chiến đấu ngược lại sẽ có được cường hóa, trở thành chân chính máy sát hại. Dĩ nhiên những ma thú này và linh võ đại lục ma vực ma thú không cách nào như nhau. Nhưng cũng không phải hợp đạo cảnh có thể hoàn thành. Càng không cần phải nói Diệp Thần hỗn nguyên cảnh. Yêu thú vốn là xa xa mạnh hơn cùng cùng cảnh giới loài người võ giả, mà ma thú, thậm chí thường thường lấy yêu thú làm thức ăn. Hắn khủng bố có thể tưởng tượng được, huống chi, cái này coi trọng ma rắn, sau khi trưởng thành có hợp đạo cảnh thực lực. Mặc dù vậy chỉ có hợp đạo cảnh sơ kỳ cỡ đó, nhưng là, coi trọng ma rắn là ma thú. Đủ để chống lại hợp đạo cảnh đỉnh cấp loài người võ giả. Nhiệm vụ này, đối với Diệp Thần mà nói, cơ hồ chính là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Liên Tử Ngưng thấy nội dung nhiệm vụ, đều là hơi biến sắc mặt, nhìn Thương Đêm vội la lên. Trưởng môn, để cho Diệp Thần đi thi hành nhiệm vụ này có phải hay không có hơi quá? Thật vô cùng trên đảo nguy cơ trùng trùng, cho dù Diệp Thần có các trưởng lão tặng cho bảo vật, cũng là vô cùng là nguy hiểm. Chẳng lẽ, trưởng môn thật không quan tâm xem Diệp Thần như vậy định trước sẽ dẫn Huyền Nguyệt Tông tiến hơn một bước thiên tài sống chết sao? Thương Đêm không để ý tới sẽ tử ngưng, mà là ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, người rõ ràng nội dung nhiệm vụ liền sao? Diệp Thần ngưng trọng nói, đệ tử rõ ràng. Như vậy, người nguyện ý tiếp nhận lần thực tập này sao? Tử ngưng vội la lên, Diệp Thần, buông tha đi, chúng ta có thể cùng sư tôn xuất quan. Nhiệm vụ này, nhất định là Triệu Bình cái tên kia làm được quỷ. Căn bản là gây khó khăn người. Nàng biết Diệp Thần thực lực rất mạnh, có thể đối địch thậm chí chiến thắng hợp đạo cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng là, lần này nhiệm vụ, chân thực quá biến thái. Cho dù là Diệp Thần như vậy yêu nghiệt, đi cũng là cửu tử nhất sanh. Diệp Thần yên lặng chốc lát, nhưng vẫn gật đầu nói, đệ tử tiếp nhận. Tạm không nói. Đây là duy nhất trước thời hạn thấy tử ngưng sư tôn cơ hội. Hơn nữa, hắn và Kỳ Lâm các nàng ước định thời gian buông xuống. Phải đi gặp bọn họ. Đây có lẽ là chúng mục tiêu định trước. Diệp Thần. Tử ngưng nhìn Diệp Thần ánh mắt kiên định kia, biết hắn vậy cổ không chịu thua sức lực lại nổi lên. Cái này vốn là nàng thưởng thức nhất Diệp Thần địa phương. Nhưng mà, bây giờ nàng nhưng bởi vì Diệp Thần quật cường khí được muốn đánh chết Diệp Thần. Một khi ở trước mặt trưởng môn tiếp nhận nhiệm vụ, ngược lại hối, cũng đổi ý không được. Thương Đêm ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trên gương mặt nở một nụ cười, biết khó khăn mà vào, khiêu chiến cực hạn, mới là người tu hành có tâm tính, Diệp Thần, rất tốt. Hắn dĩ nhiên không hy vọng Diệp Thần đi chịu chết, như vậy thiên tài, đối với Huyền Nguyệt Tông mà nói, quá trọng yếu, nếu quả thật là hoàn toàn nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Hắn vậy sẽ không đồng ý đem như vậy nhiệm vụ thành tựu Diệp Thần thực tập nhiệm vụ. Nhưng là, Diệp Thần lần này thật sự là cầm Triệu Phong tổn thương được quá thảm, còn ngay trước mọi người rơi xuống Triệu Bình cùng mình mặt mũi, nếu như không cho Triệu Bình một câu trả lời hài lòng, nàng có thể sẽ đối với Huyền Nguyệt Tông sinh ra dị tâm, thành tựu trưởng môn, hắn phải tận lực tránh như vậy tình huống. Cho nên, hắn phải lựa chọn một cái nhìn như hoàn toàn vượt qua Diệp Thần thực lực nhiệm vụ thành tựu thực tập nhiệm vụ. Bất quá, căn cứ hắn xem xét, nhiệm vụ này, vẫn còn ở Diệp Thần năng lực cực hạn bên bờ. Nói cách khác, mặc dù vô cùng là khó khăn, nhưng là, Diệp Thần là có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Thần, lấy thiên đạo dạy thề, đem người bằng mình thực lực hoàn thành thực tập, không được vũ tệ.
Thương đêm hơi hiển lộ ra một tia hơi thở, phảng phất thiên thần vậy, nghiêm túc đối với Diệp thần nói. Ở thương đêm hơi thở bao phủ hạ, Diệp thần tựa như mặt đối thiên đạo, hắn vẻ mặt nghiêm một chút, thề, đệ tử Diệp thần, lấy thiên đạo dạy thề, bằng ta sức một mình, thông qua thực tập, tuyệt không vũ tệ. Lúc này, Tiêu Diêu thần quân thanh âm ở Diệp thần trong đầu vang lên, thằng nhóc, ở các ngươi trưởng môn dưới sự chủ trì, ngày này đạo lời thề dốc sức khá mạnh à, cho dù là ta giúp ngươi, sợ rằng cũng có thể xúc phạm đến lời thề, lần này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Luân hồi mộ địa cũng không thể mượn. Diệp thần ở trong lòng đáp, Tiêu Diêu thần quân yên tâm, cho dù không có ngày này đạo lời thề, ta cũng không muốn dựa vào ngươi lực lượng, ta cảm giác, lần này nhiệm vụ, là năng lực ta cực hạn, chỉ cần có thể hoàn thành, ta vậy chân chính hỗn nguyên cảnh, tất nhiên đột phá. Thậm chí, thần vương đạo cũng có thể tháo ra. Thương đêm nghe vậy thu hồi hơi thở, khó được đối với Diệp thần lộ ra nụ cười nói, tốt lắm, sẽ để cho tử ngưng đưa ngươi đi thật vô cùng đảo đi. Huyền Nguyệt Tông vừa vặn có một cái truyền tống trận, có thể đưa ngươi đã qua. Nói xong, hắn yên lặng chốc lát, vẫn mở miệng nói, không nên miễn cưỡng, nếu như chân thực không thể hoàn thành nhiệm vụ, giữ được tánh mạng trọng yếu nhất. Khiêu chiến cực hạn, khắc phục khó khăn mặc dù đối người tu hành mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng là, nếu như vì vậy mù quáng đi chịu chết, chính là ngu xuẩn, nhớ kỹ. Diệp thần cung kính nói, đệ tử cần tuân dạy bảo. Thương đêm gật đầu một cái, liền rời đi. Thương đêm sau khi đi, tử ngưng trợn mắt nhìn Diệp thần, cả giận, làm gì tiếp nhiệm vụ này, có hơn nguy hiểm ngươi không biết sao. Diệp thần dửng dưng cười nói, sư tỷ không cần phải lo lắng, ta cảm thấy, ta có thể hoàn thành. Tử ngưng nhìn chằm chằm Diệp thần nhìn hồi lâu, mới tức giận dậm chân một cái nói, ngươi nếu là chết, ta tuyệt sẽ không tha ngươi. Diệp thần cười khổ nói, không dám không dám. Cũng không biết mình chết, tử ngưng phải thế nào không buông tha mình. Cái này, tử ngưng đột nhiên đem một vật ném hướng Diệp thần, ngươi cầm. Diệp thần sau khi nhận lấy, phát hiện là một kiện trong suốt áo lụa, mặc dù không có hiển lộ cường đại gì hơi thở, nhưng Diệp thần chạm tay trong nháy mắt, nhưng là hơi kinh hãi, cái này áo lụa, lại so trưởng lão kia đưa cho mình pháp khí hộ thân phẩm cấp cao hơn. Đây là che giấu thân hình và khí tức bảo bối, tên là tháng trần sợi bông, là năm đó sư tôn cho ta phòng thân chi bảo, người khí huyết như vậy thịnh vượng, đối với ma thú âm thú mà nói, chính là trời phía dưới ăn ngon nhất món ăn ngon, không có cái này, ta sợ ngươi ở thật vô cùng trên đảo không sống qua 3 giây, trên đảo này ma thú cường đại âm thú không thiếu. Tử ngưng sâu đậm nhìn một cái Diệp thần, tiếp tục nói, còn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi. Trên mình ngươi bảo vật không thiếu, nhưng là lấy ngươi bây giờ tu vi, thật ra thì căn bản không phát huy ra những bảo vật này uy lực chân chính, không nên quá lệ thuộc vào những thứ này ngoại vật. Thật ra thì, nếu không phải xem ở ngươi thần niệm chân khí và thân xác cũng cực mạnh phân thượng, các trưởng lão cũng sẽ không đem những bảo bối này ban cho ngươi, bởi vì cho ngươi thậm chí có thể sẽ liên lụy ngươi. Ngươi xem cái đó Triệu Phong thì biết, hắn mặc dù có hộ thân bảo bối, nhưng là bởi vì hắn thực lực quá thấp, thời gian vừa niệm căn bản không cách nào kích thích thánh khí, đưa đến không phản ứng kịp thời điểm liền bị ngươi trọng thương. Nếu như Triệu Bình cho hắn chính là một kiện phẩm cấp hơi thấp hộ thân vật, có thể ngược lại có thể chống đỡ ngươi công kích, chưa đến nỗi thảm như vậy. Còn có một chút, lấy ngươi tu vi sử dụng loại vật này, đối với thần niệm và chân khí thậm chí thân xác đều có to lớn gánh vác, tùy tiện cũng không cần động dùng. Cái này tháng trần sợi bông. Chỉ cần khoác lên người, cho dù không hoàn toàn kích thích, cũng có nhất định hiệu dụng, ngươi trực tiếp khoác là được, nếu ngươi cũng tiếp nhiệm vụ, chúng ta bắt chặt thời gian lên đường đi, nhớ, dù sao cũng đừng cho ta chết. Tử ngưng nói xong, thì phải xoay người đi ra phía ngoài. Diệp thần đem tháng trần sợi bông đặt ở chóp mũi người một cái. Đây là hắn thói quen. Nhưng mà thói quen này, nhưng là để cho tử ngưng sắc mặt một đỏ. Xấu hổ nói, ngươi còn có tâm tình văn. Diệp thần gãi đầu một cái, thói quen mà thôi. Ở tử ngưng dưới sự hướng dẫn, đi qua Huyền Nguyệt Tông đặc thù truyền tống trận. Diệp thần liền đi tới một nơi bị khí xám cùng hắc khí bao phủ, tản ra vô cùng là âm hàn hung ác hơi thở trên đảo nhỏ không, lúc này Diệp thần đã đem mấy kiện bảo vật thành công luyện hóa. Cảm thụ trên đảo hơi thở, liền Diệp thần đều cảm thấy một hồi sợ hết hồn hết vía. Không khỏi sắc mặt ngưng trọng.
Tử Ngưng lo âu nhìn Diệp Thần một mắt, thần sắc nghiêm túc nói, Diệp Thần, bất luận gặp phải tình huống gì, nhất định phải ưu tiên giữ được tánh mạng biết không? Người suy nghĩ một chút, người chết, luân hồi huyền bia làm thế nào? Người đáp ứng ta, nhất định phải lấy mình tánh mạng làm đầu. Đến lúc đó người nếu thật muốn như bánh xe hồi huyền bia, ta cũng sẽ là người ở sư tôn trước mặt nói tốt. Vậy sư tỷ đâu? Diệp Thần hơi có vẻ nói năng tùy tiện cười nói. Ta thế nào? Ta chết, sư tỷ sẽ như thế nào? Ta, đối mặt ánh mắt sáng quắc Diệp Thần, Tử Ngưng ánh mắt đột nhiên có chút né tránh, nàng không biết mình đây là thế nào, thân là một cái tuyệt đại cường giả, trước mắt cái này hỗn nguyên cảnh tiểu tử, lại để cho lòng nàng có chút rối loạn. Tóm lại, ta không muốn ngươi chết, ngươi có nghe hay không? Diệp Thần cười một tiếng, thu hồi ánh mắt quang, trịnh trọng nói, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ sống rời đi nơi này. Tử Ngưng nghe vậy, không biết làm sao, lại vô hình yên tâm. Đúng rồi sư tỷ, Thiên Vũ Thành là ở vùng lân cận sao? Diệp Thần hỏi. Tử Ngưng khẽ cau mày, ngươi chẳng lẽ dự định thực tập hoàn đi vùng lân cận đi dạo một chút? Diệp Thần khẽ mỉm cười, ta có thể có chút sự việc phải xử lý, nơi đó có mấy người bạn ở chờ ta. Ngươi không phải mới tới Linh Võ Đại Lục sao? Tại sao có thể có Thiên Vũ Thành bằng hữu? Diệp Thần nháy mắt mấy cái, không nói gì. Cuối cùng, Tử Ngưng khẽ hồ một hơi, bình phục tâm tình, nhàn nhạt nói, bỏ mặc ngươi, ngươi nhập đảo đi, ta sợ ngươi lại ở lại, ta sẽ không nhịn được cầm ngươi đập chết. Diệp Thần cười một tiếng, hóa thành một đạo kim quang trốn vào trong đảo. Tử Ngưng nhìn Diệp Thần bóng người biến mất ở bụi đất sương mù màu đen hạ, dừng chân hồi lâu, mới xoay người rời đi, nàng không thể ở lâu, nàng sợ ngây ngô lâu. Làm Diệp Thần gặp phải nguy hiểm sẽ không nhịn được ra tay, như vậy, Diệp Thần coi như thực tập thất bại, hơn nữa, còn khả năng bị thiên đạo thể cỡ cắn trả. Lúc này, Diệp Thần đang sắc mặt ngưng trọng đi ở một phiến màu đen trong bụi cây rậm rạp, ở trên đảo này, hắn thần niệm bị áp chế, có thể dò xét phạm vi cực nhỏ. Hơn nữa, mới vừa nhập đảo, hắn liền cảm nhận được bên người không thiếu khí tức cường đại, là một ít hỗn nguyên cảnh âm thú và ma thú. Những thứ này âm thú ma thú thực lực cực mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 81.